Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 20. Hồn điêu sư là một nghề rất cổ xưa nhưng hiện tại đã biến mất, bên trong tu la truyền thừa cũng chỉ ghi lại đôi câu vài lời. Nghe đồn chú tạo sư bây giờ thậm chí tu sĩ chính là từ hồn điêu sư chuyển hóa mà ra. Dù bây giờ cũng có rất nhiều hồn binh bên trên che kín đường vân, những đường vân này hẳn là hồn văn. Lấy tu la kiếm cùng đồ lục đao, quả nhiên như dự liệu, bên trên hai kiện hồn binh cũng hiện đầy hồn văn thần bí, khó trách hắn trước đó cảm giác đã gặp qua dạng đường vân này ở đâu. Hồn văn có thể gia tăng phẩm giai hồn binh, trong chiến đấu có thể giảm bớt tiêu hao hồn lực cho tu sĩ. Hồn điêu sư đã từng là nghề nghiệp đứng đầu chiến hồn đại lục, chỉ là cuối cùng chẳng biết tại sao lại biến mất ở bên trong dòng sông lịch sử. Tất cả những thứ này Tiêu Phàm không thể nào đi khảo chứng, hắn chỉ biết hồn điêu sư cực kỳ bất phàm. Nếu như có thể học được một chút hồn văn, cho dù đối chiến vương cảnh, thậm chí chiến hoàng cảnh cường giả cũng có lợi ích rất lớn. Bởi vì lúc hồn điêu, hồn lực tu sĩ tiêu hao cực lớn. Nếu như hồn lực không tinh thuần, căn bản không thể nào làm ra được, cũng không khả năng đưa đến hiệu quả tương ứng. Thậm chí hồn điêu sư điêu khắc lợi hại nhất có thể làm vật điêu khắc biến thành vật sống chiến đấu, đây mới là điều đáng sợ nhất của hồn điêu sư. Đáng tiếc, bên trong tu la truyền thừa ghi chép hồn văn quá ít, bằng không cũng có thể nói là một loại truyền thừa khác. Tiêu Phàm thở dài nói. Trầm ngâm một lúc, Tiêu Phàm lại lẩm bẩm, bất quá cũng có thể thử một lần. Lĩnh ngộ hồn văn có thể tăng lên độ tinh thuần hồn lực hay không? Về phần thạch sự, đến thời điểm có thể tìm văn phường chủ xem một chút. Nghĩ vậy, trong lòng Tiêu Phàm đã đại khái có quyết định. Mấy ngày tiếp theo, Tiêu Phàm lần nữa đắm chìm vào hồn văn bên trong thanh sắc thạch sư, hắn đầu tiên muốn làm chính là khắc một chương hồn văn. Thời gian từng ngày trôi qua, Tần Mặc cùng Tần Mộng Điệp một mực vội vàng mua sắm dược tài cùng nghiên cứu thuật châm cứu. Phong Lang cùng Thiên Tàn hai người cũng ở bên trong biệt viện tĩnh tu lĩnh ngộ. Về phần Quan Tiểu Thất lại mỗi ngày bận bịu nịnh nọt Y Thiên Linh. Hỏa Hoàng mấy ngày qua rất chịu khó, lần trước Tiêu Phàm mất tích nửa tháng kém chút khiến thân thể hắn tái phát một lúc hai loại độc, mấy ngày nay mỗi ngày đều tìm đến Tiêu Phàm. Mà tại thời điểm này, tại một tòa biệt viện tinh xảo bên trong nội thành truyền đến một tiếng gầm. Ngươi nói cái gì? An Hải mất tích, đó là thanh âm An Dược Hoàng An Tâm. Bàn tay chấn vỡ chiếc ghế bên cạnh hóa thành nhiều mảnh gỗ vụn tán loạn trên mặt đất. An Lan phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy không thôi, run giọng nói, sư tôn, đều tại ta, là sư đệ muốn thay ta báo thù, đi tìm sát thủ Huyết Lâu, nếu như không phải như vậy, sư đệ cũng sẽ không mất tích. Huyết Lâu ư, trong mắt An Tâm hiện ra lãnh quang, lạnh giọng nói, nếu như không đụng đến Đổ Nhi ta còn tốt. Nếu như Đồ Nhi ta chết ở trong tay các ngươi, ta muốn khiến các ngươi hối hận cả đời. Sư tôn, sư đệ đi tìm sát thủ Huyết Lâu, vì sao Huyết Lâu sẽ ra tay với sư đệ? Chẳng lẽ Tiêu Phàm là người Huyết Lâu? An Lan nói ra, mấy ngày nay hắn nghĩ rất nhiều, lúc này mới dám can đảm đem việc này nói ra, bằng không An Tâm còn bị mơ mơ màng màng. Nghe nói như thế, An Tâm cũng cảm giác sự tình có chút không thích hợp. Nếu như Tiêu Phàm thực sự là người Huyết Lâu, há không phải muốn cùng toàn bộ Huyết Lâu là địch. Vẻn vẹn chỉ là phân bộ Huyết Lâu ở Ly Hỏa Đế Đô, An Tâm hắn chưa hẳn sợ hãi, nhưng Huyết Lâu chân chính là một trong tam đại tổ chức sát thủ trên chiến hồn đại lục đấy. Hắn chỉ là một thất phẩm đỉnh giai luyện dược sư, thật đúng là không đáng vào trong mắt Huyết Lâu. Tiêu Phàm đâu? An Tâm ngưng tiếng nói. Hắn đã trở về phủ đệ Hỏa Hoàng mua cho hắn. An Lan lập tức nói, sư tôn, mấy ngày nay ta tra tất cả tin tức Tiêu Phàm, hiện tại bệnh Hỏa Hoàng chưa chữa khỏi, chúng ta tạm thời không thể chính diện động đến hắn. Nhưng chúng ta có thể ra tay từ người bên cạnh hắn. Nói tiếp, An Tâm tinh quang lóe lên, hiển nhiên hắn cũng đánh chú ý lên người bên cạnh Tiêu Phàm. Người Tiêu Phàm quan tâm, toàn bộ Ly Hỏa Đế Đô cũng chỉ có mấy người. Người thứ nhất là Cửu Đế Tử, hắn là huynh đệ kết bái của Tiêu Phàm. Chúng ta có thể từ phương diện đại đế tử kia ra tay. An Lan âm hiểm cười nói. Thứ hai, hẳn là sủng vật sư tử bên người Tiêu Phàm, ứng phó một đầu súc sinh còn không dễ dàng sao. Chúng ta trực tiếp hạ độc giết chết cũng được. Thứ ba là Tiểu Lang cùng Quan Tiểu Thất hai người trẻ tuổi, bọn hắn có vẻ như cũng là huynh đệ Tiêu Phàm, còn có Tần Mặc,
Tần Mộng Điệp ông cháu hai người, cũng dễ dàng ứng phó nhất. An Lan càng nói càng hưng phấn, tựa như muốn đem tất cả mọi người bên người Tiêu Phàm giết chết. Ông cháu hai người Tần Mặc tạm thời không nên động, Tần Mặc thân làm thất phẩm luyện dược sư, đã đăng ký với Hề Lão, tốt nhất đừng kinh động Hề Lão. An Tầm lắc đầu, nói, sủng vật của Tiêu Phàm cơ hồ một tấc cũng không rời Tiêu Phàm, cũng không tiện ra tay. Về phần cửu đế tử càng không nên hành động thiếu suy nghĩ. Sự tình đế tộc chúng ta tốt nhất vẫn là không nên tham dự. Vậy cũng chỉ có Tiểu Lang cùng Quan Tiểu Thất. An Lan trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, nói, mấy ngày nay, Quan Tiểu Thất thường xuyên rời đi. Lấy năng lực sư tôn, bắt hắn rất dễ dàng, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp đem Tiêu Phàm dẫn tới. Ai lại biết Tiêu Phàm chết ở trong tay chúng ta? Cho dù biết, chúng ta cũng có thể thề thốt phủ nhận. An Tầm cầm một cái chén trà đưa đến bên miệng, khẽ nhấp một cái nói, còn 3 ngày chính là khảo hạch chiến hồn học viện, vậy thì chờ 2 ngày sau đó đi. Tiêu Phàm tự nhiên không biết đã có người lại đánh chủ ý lên bọn hắn. Hắn mấy ngày nay một mực đắm chìm trong việc lĩnh ngộ hồn văn. Giống, đột nhiên, một trận tiếng vang cực lớn từ một tòa biệt viện khác truyền đến, hồn lực cuồn cuộn khuấy động 4 phía. Tiểu Kim, Tiêu Phàm bỗng nhiên bừng tỉnh, lập tức nhanh chóng hướng về biệt viện của Tiểu Kim. Đáng tiếc, hắn chỉ thấy một đạo kim sắc quang mang bắn thẳng đến chân trời, chớp mắt liền không có bóng dáng. Tiểu Kim tiến giai, thần sắc Tiêu Phàm ngưng lại, vội vàng đạp không mà lên. Tam ca, chuyện gì xảy ra? Quan Tiểu Thất vội vàng kêu lên, gia hỏa này mặt hồng nhuận phơn phớt vô cùng, hiển nhiên trong khoảng thời gian này đi cua gái có thành tựu. Các ngươi ở chỗ này, ta đi một chút sẽ trở lại. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói lập tức hóa thành một vệt sáng đuổi theo Tiểu Kim. Đại ca, chúng ta cũng đi xem. Bên trong một tòa biệt viện khác, Phong Lăng nhìn Tiêu Phàm vội vàng như vậy, trong lòng có chút lo lắng. Thiên Tàn gật đầu, hai người thoáng cái biến mất tại bóng đêm bên trong. À, các ngươi có nhìn thấy bên người Tiểu Lang vừa mới có một người hay không? Tần Mộng Điệp đột nhiên kêu lên, vừa rồi nàng còn tưởng rằng mình hoa mắt, thế nhưng xác định rõ mấy lần vẫn phát hiện nơi đó có 2 người. Ngươi chưa tỉnh ngủ à? Quan Tiểu Thất bĩu môi, sau đó trực tiếp đi vào trong phòng. Ra ra, ngươi không thấy sao? Tần Mộng Điệp lại quay người nhìn về phía Tần Mặc. Khả năng hoa mắt rồi. Tần Mặc lắc đầu, hắn trong lòng thì khẳng định vô cùng, cái người tay cụt kia, bóng lưng lại giống Thiên Tàn như thế. Tần Mặc mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Tiêu Phàm chưa từng nói, hắn tự nhiên đành phải chôn ở trong lòng. Tiêu Phàm 3 người một trước một sau, đuổi sát thân ảnh Tiểu Kim, không bao lâu liền biến mất ở cuối chân trời, rời Ly Hỏa Đế Đô. Rất nhiều người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn kim sắc lưu quang xẹt qua không trung, còn không thấy rõ ràng là cái gì thì lưu quang đã không thấy tăm hơi. Gạch nối, một đầu hồn thú mà thôi, Tiêu Phàm tất yếu quan tâm như thế sao? Thiên Tàn sau lưng Tiêu Phàm hơi nghi hoặc một chút nói. Đại ca, người cũng đừng xem thường hồn thú kia, cho dù là ta cũng chưa hẳn là đối thủ của nó. Phong Lang cười khổ nói. Thời gian trước đó hắn cùng với Tiêu Phàm luận bàn, Tiểu Kim cũng không nhịn được cùng hắn giao đấu 2 lần. Cùng Tiêu Phàm bất phân thắng bại là hắn cố ý nhường Tiêu Phàm, không muốn đả kích Tiêu Phàm mà thôi. Nhưng hắn cùng với Tiểu Kim luận bàn, 2 lần đều không chiếm được chỗ tốt. Cuối cùng mặc dù xem như ngang tay, nhưng Phong Lang luôn cảm giác Tiểu Kim đang nhường hắn. À, đó là hồn thú gì? Trong mắt Thiên Tàn lóe lên một tia kinh ngạc. Phong Lang đều không phải là đối thủ, vậy ít nhất cũng là cấp bậc tuyệt thế chiến vương. Ta cũng không biết, bất quá ta cảm giác sư tử này rất nguy hiểm, hơn nữa công tử coi nó như huynh đệ, bằng không cũng không khả năng khẩn trương như thế. Phong Lang hết sức trịnh trọng nói. 2 người theo sát bước chân Tiêu Phàm, sau nửa ngày dừng lại ở một tòa sơn cốc u sâm. Tiêu Phàm cũng không quay đầu, tựa như đã sớm biết rõ Phong Lang cùng Thiên Tàn đến. Cũng không sợ Tiểu Kim bại lộ thân phận chân chính, đối với người của mình, Tiêu Phàm luôn luôn thành tâm đối đãi. Chẳng qua là khi Phong Lang cùng Thiên Tàn nhìn thấy Tiểu Kim cao 20 mét trong sơn cốc, con người 2 người bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Bọn hắn biết Tiểu Kim rất mạnh. Nhưng cũng chưa từng nghĩ tới Tiểu Kim vậy mà có thể biến thân. Đây chính là huyết mạch hồn thú bát giai trở lên mới có thể nắm giữ năng lực biến thân,
Tiểu Kim là hồn thú bát giai huyết mạch. Hai người trong lòng kinh đào hải lãng, bọn hắn vốn cho là Tiêu Phàm đã đủ yêu nghiệt, chỗ nào biết sủng vật của hắn cũng biến thái như vậy. Hô, cũng đúng lúc này, toàn thân Tiểu Kim tản mát ra kim sắc hỏa diễm hừng hực, đem chân trời chiếu sáng vô tận. Một cỗ thú hoàng chi uy hướng về bốn phương tám hướng, cả tòa sơn cốc trong nháy mắt bị san thành bình địa. Tại hai cánh Tiểu Kim sinh ra một đôi cánh chim màu vàng, giống như hai thanh kim sắc thiên đao, lộ ra một cỗ sắc bén tuyệt thế. Cửu giai hồn thú, hoàng kim thánh sư, con người Thiên Tàn co rụt lại, trực tiếp kêu lên sợ hãi. Nắm giữ huyết mạch cửu giai hồn thú trưởng thành đến đỉnh phong, tương đương với tồn tại chiến thánh trong nhân loại đó, phóng nhãn khắp chiến hồn đại lục, chiến thánh cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong lòng hai người Thiên Tàn cùng Phong Lang có phần không bình tĩnh, nhất là Thiên Tàn. Hắn tưởng là bản thân đã quy thuận Tiêu Phàm nhất định sẽ cười đến ngủ không yên. Nhưng đến hiện tại hắn rốt cục biết rõ, Tiêu Phàm có lẽ thật đúng là không coi hắn là gì. Nghĩ vậy, nội tâm cao ngạo của Thiên Tàn lập tức giống như bị một cỗ áp lực thật lớn chấn vỡ. Thế giới rộng lớn, là bản thân hắn quá xem thường người trong thiên hạ. Tiểu Kim dưới chân, chân đạp kim sắc hỏa vân, toàn thân thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm. Quỷ dị là kim sắc hỏa diễm lại là tản ra một cỗ chí hàn chi khí. Thân làm ngũ giai hồn thú tuyết sư, Tiểu Kim nguyên bản nắm giữ hàn băng chi khí, chỉ là về sau thuế biến thành hoàng kim thánh sư lại thôn vệ cái viên hồn tinh thần bí, lúc này mới có hỏa diễm chi lực. Người khác có lẽ cho rằng Tiểu Kim chỉ là hoàng kim thánh sư, nhưng Tiêu Phàm lại biết, Tiểu Kim sớm đã không phải là hoàng kim thánh sư. Chí ít, hắn chưa nghe nói qua hoàng kim thánh sư nắm trong tay hàn băng chi lực. Tiểu Kim lông tóc chậm rãi chóc ra, mỗi một lần thuế biến đối với nó đều là một lần tân sinh. Cái quá trình này thập phần gian nan, nhưng một khi thuế biến thực lực tăng vọt không nói, còn có được chỗ tốt cực lớn. Tiêu Phàm không chút do dự lấy ra hơn trăm vạn thượng phẩm hồn thạch ném vào bên trong sơn cốc. Trung phẩm hồn thạch bình thường đối với chiến hoàng cảnh mà nói nghiễm nhiên không đủ. Chiến hoàng cảnh tu luyện cần càng nhiều hồn lực tinh khiết cùng thiên địa linh khí. Tiểu Kim cảm kích nhìn Tiêu Phàm há miệng một cái nuốt hơn trăm vạn thượng phẩm hồn thạch, trực tiếp chui vào trong bụng Tiểu Kim. Ngay lúc đó thân hình Tiểu Kim lần nữa tăng vọt, dài tới 30 mét, cao mười mấy mét, nghiễm nhiên chính là một đầu quái vật khổng lồ. Thiên Tàn cùng Phong Lang đứng ở bên ngoài sơn cốc đều cảm nhận được một cỗ áp bách cường đại. Hồng hộc, đột nhiên, toàn thân Tiểu Kim tỏa ra hai đạo kim sắc quang mang sắc bén, giống như hai đạo cực quang xạ tuyến, những nơi đi qua tất cả hóa thành cho bụi. Xung quanh ngọn núi to lớn đều bị chặt đứt, cự thạch lăn xuống vang lên tiếng ầm ầm. Đây là thiên phú chiến kỹ nhất tộc Hoàng Kim Thánh Sư, cực quang chi nhận. Phong Lang cả kinh kêu lên, Thiên Tàn trầm mặc không nói, nhưng khó nén rung động trong nội tâm. Hơn trăm vạn hồn thạch bị Tiểu Kim trong nháy mắt thôn phệ, việc này vốn là rất khủng bố. Dù sao, đây không phải là trung phẩm hồn thạch, tính thành trung phẩm hồn thạch là dòng dã một ức đấy. Cũng chỉ có Tiêu Phàm dám bỏ hẳn một ức trung phẩm hồn thạch mà không thèm chớp mắt lấy một cái. Tiêu Phàm lẳng lặng nhìn Tiểu Kim thuế biến, hắn cũng là cao hứng từ đáy lòng, bản thân lại thêm một át chủ bài. Ngay sau đó, trên người Tiểu Kim lại tản ra một cỗ hàn băng chi khí cùng hỏa diễm chi lực. Trong sơn cốc tất cả sớm đã bị hủy diệt hầu như không còn, một bên băng thiên tuyết địa, một bên khác liệt hỏa phần thiên, cực kỳ đáng sợ. Hai cỗ lực lượng đáng sợ cải tạo thân thể Tiểu Kim trọn vẹn ba canh giờ, sau đó mới chậm rãi ổn định lại. Cũng may nơi này cách Ly Hỏa Đế Đô đủ xa, hơn nữa cũng rất hoang vu. Bằng không nếu có cường giả nhìn thấy một màn này, khẳng định sẽ ra tay cướp đoạt. Dù sao, một đầu hoàng kim thánh sư non, trưởng thành tuyệt đối là cự phách một phương ở Đại Ly Đế Triều. Giống, Tiểu Kim ngửa mặt lên trời gào thét, một cỗ khí thế cuồng bá hướng khắp nơi tràn ngập. Xung quanh trên trăm trượng, tất cả hồn thú đều nằm rạp trên mặt đất. Nơm nớp lo sợ hướng về vị trí Tiểu Kim quỳ bái. Trên người Tiểu Kim bộc phát ra một cỗ hoàng giả chi uy khiến Tiêu Phàm mấy người đều có chút run rẩy, tựa như tiếp nhận không được. Cũng đúng lúc này, cỗ uy áp kia giống như nước thủy triều thối lui làm mấy người lấy lại tinh thần. Thân ảnh Tiểu Kim đã khôi phục 2 mét bình thường, xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm, thân mật cọ cọ thân thể Tiêu Phàm. Chúc mừng ngươi, Tiểu Kim.
Tiêu Phàm nhếch miệng cười nói. Giống giống, Tiểu Kim gầm nhẹ, ngẩng cao đầu, trong mắt lóe ra ngạo khí nồng đậm. Sau đó lại nhìn Thiên Tàn cùng Phong Lang, tựa như căn bản không để hai người vào mắt. Ta biết ngươi lợi hại, đi thôi, trở về. Tiêu Phàm cưng chiều sờ sờ đầu Tiểu Kim. Tiểu Kim quang mang lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở dưới chân Tiêu Phàm, sau đó mang theo Tiêu Phàm biến mất ở chân trời. Bị khinh bỉ rồi, Phong Lang cười khổ nói. Hồn thú cùng nhân tộc chúng ta khác biệt. Hồn thú huyết mạch có thể cho bọn hắn trưởng thành đến đỉnh phong, nhưng chiến hồn chúng ta cũng không nhất định có thể đạt tới cảnh giới đỉnh cao. Nó thân làm Hoàng Kim Thánh Sư, tự có cao ngạo của mình. Thiên Tàn lắc đầu nói, khó chịu trong lòng tiêu tán không ít. Hoàng Kim Thánh Sư đều bị Tiêu Phàm thần phục, hắn một người có bát phẩm chiến hồn lại có gì để cao ngạo đây? Nghĩ vậy, trong lòng Thiên Tàn có chút thất lạc. Đại ca, chúng ta cũng đi thôi. Phong Lang tự nhiên biết rõ ý nghĩ Thiên Tàn, bản thân hắn cũng không phải như thế sao? Không bao lâu khi đám người Tiêu Phàm rời đi, trong sơn cốc đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, đó là một thanh niên áo bào trắng tóc dài phiêu đãng, một cỗ khí chất siêu phàm tuyệt trần từ trên người hắn tản ra. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy khẳng định sẽ nhận ra được, chứ Nam Cung Thiên Giật thì còn có thể là ai? Hàn băng cùng hỏa diễm khí tức, xem ra có một đầu hồn thú cường đại thuế biến. Nam Cung Thiên Giật híp hai mắt, sau một lát cũng biến mất ở hư không. Sơn cốc khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có hỏa diễm đang cháy phập phừng. Gạch nối, thoáng cái qua ba ngày, khảo hạch chiến hồn học viện thời gian rốt cục cũng tới gần. Bên trong lầu các, đám người Tiêu Phàm chờ đợi hồi lâu nhưng mà không nhìn thấy thân ảnh Quan Tiểu Thất. Quan Tiểu Ngũ sao còn chưa quay về, tiểu tử này sẽ không theo Y Thiên Linh bỏ trốn chứ? Tiêu Phàm uống một ngụm trà, trêu ghẹo nói. Phong Lang từ nội viện đi tới, nhíu mày nói, công tử, Quan Tiểu Thất không ở trong phòng, ta chỉ nhìn thấy cái này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dứt lời, Phong Lang lấy ra một mũi tên, còn có một tờ giấy viết ngoáy. Ta sẽ không nói đúng đi, thật đúng là bỏ trốn. Tiêu Phàm cổ quái nói. Không phải, hắn bị người khác bắt cóc. Phong Lang vẻ mặt nghiêm túc, cầm giấy viết thư trong tay đưa cho Tiêu Phàm. Tiếu dung trên mặt Tiêu Phàm cứng đờ, tiếp nhận giấy, mở ra xem. Bên trong chỉ viết một câu, muốn cứu Quan Tiểu Thất, trường lĩnh cốc ngoài cửa nam trăm dặm. Là ai? Nhìn giấy viết thư, trên mặt Tiêu Phàm lóe qua sát ý nồng đậm, trong đầu lóe qua một vài thân ảnh. Hắn trong khoảng thời gian này đắc tội cũng không ít người, trong lúc nhất thời không biết là ai ra tay với Quan Tiểu Thất. Trường lĩnh cốc sao, Tiểu Kim, ngươi theo ta đi. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, kêu Tiểu Kim đang ngủ gật hướng lầu các đi ra ngoài. Công tử, chúng ta theo ngươi đi. Phong Lang vội vàng nói. Ngẫm lại, Tiêu Phàm vẫn gật đầu, các ngươi sau lưng chúng ta, để tránh phát sinh ngoài ý muốn. Ta cũng đi. Tần Mộng Điệp cũng mở miệng nói. Tần Lão, ngươi mang theo nàng đi tham gia khảo hạch. Tiêu Phàm lắc đầu. Ngữ khí thập phần kiên quyết, lách mình ngồi trên lưng Tiểu Kim hướng chân trời bay đi. Đối diện, Y Vân mới vừa đi đến bắt gặp Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim hướng ngoài cửa thành bay đi, vội vàng đi đến hỏi, Tần Lão, hôm nay là thời gian khảo hạch, Tiêu Lão đệ muốn đi đâu vậy? Quan Tiểu Thất bị bắt cóc. Tần Lão sắc mặt khó coi nói, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Cái gì? Sắc mặt Y Vân hoàn toàn thay đổi, ai mẹ nó tự tìm cái chết? Không biết Quan Tiểu Thất là đồ đệ tiền bối Hỏa Hoàng sao? Không được, ta phải đi chiến hồn học viện, xem có thể tìm Hỏa Hoàng tiền bối hay không. Đúng rồi, nếu như tìm thấy Hỏa Hoàng, lập tức chạy tới trường lĩnh cốc ngoài cửa nam trăm dặm. Tần Lão vội vàng nhắc nhở. Thời khắc Y Vân biến mất, Thiên Tàn cùng Phong Lang hai người cũng lặng yên biến mất. Lại nói Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim rời Ly Hỏa Đế Đô, lấy tốc độ Tiểu Kim trăm dặm khoảng cách cũng không tính là gì. Vẻn vẹn không đến thời gian một nén nhang liền chạy tới. Một tòa sơn cốc cổ lâm rậm rạp hiện lên trước mắt Tiêu Phàm và Tiểu Kim. Trong sơn cốc mê vụ bốc hơi che khuất tầm mắt, phóng tầm mắt nhìn tới đều là một mảnh sương mù, căn bản không thấy rõ cái gì. Tiêu Phàm ở đây, Tiêu Phàm mặc dù không muốn bại lộ bản thân, nhưng vì an nguy Quan Tiểu Thất, hắn không thể không tới đây, hơn nữa còn là không có chút do dự. Hắn trong lòng bất an. Càng đến gần sơn cốc,
loại bất an kia càng ngày càng mãnh liệt, một cỗ khí tức tử vong quanh quẩn trong lòng. Nếu đến rồi thì vào đi. Đột nhiên, trong sơn cốc truyền đến một đạo thanh âm phiêu miểu. Theo tiếng kêu nhìn lại, lại không phát hiện bất luận thanh âm gì. Thanh âm này cũng thập phần lạ lắm, nghĩ đến không phải thanh âm chân thực của người nào đó. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, vỗ đầu Tiểu Kim, nói Tiểu Kim, ta đi vào trước, ngươi lưu ở chỗ này. Trong sơn cốc này khẳng định rất nguy hiểm, hắn không muốn Tiểu Kim mạo hiểm, dù Tiểu Kim đã đột phá thất giai. Giống, Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, không chút do dự đi theo bên người Tiêu Phàm. Đã như vậy, vậy liền đồng sinh cộng tử. Tiêu Phàm cảm kích nhìn Tiểu Kim, thả hồn lực chậm rãi đi vào trong sơn cốc. Trong sơn cốc thập phần ẩm ướt, hơi nước lượn lờ cho người ta một loại cảm giác ngạt thở. Đột nhiên, U Linh chiến hồn trong thân thể Tiêu Phàm rung động nhẹ nhẹ một cái, từng đạo sương mù màu đen bao phủ toàn thân. Tiêu Phàm biến sắc, không tốt, có độc. Ha ha, thực sự đã khinh thường ngươi, Tiêu Phàm. Đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, chỉ thấy một nam tử trung niên xuất hiện ở cách đó không xa, cười lạnh nhìn Tiêu Phàm. An Lan, là ngươi. Con người Tiêu Phàm co rụt lại, hắn nghĩ qua rất nhiều người, nhưng lại không nghĩ rằng làm ra sự tình âm hiểm bậc này lại là An Lan. Làm sao, không thể là ta sao? An Lan tà tà cười một tiếng, cười thập phần âm trầm. Nụ cười chậm rãi biến mất, thần sắc trở nên dữ tợn, Hoàng Mao Tiểu Nhi, dám để cho An Lan ta mất hết mặt mũi, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. Quan Tiểu Thất đâu? Tiêu Phàm lạnh lùng liếc nhìn bốn phía, lại không thấy được thân ảnh Quan Tiểu Thất. Sắp chết đến nơi còn quan tâm người khác sao? An Lan cười lạnh, lấy tay vung lên, nơi xa lại có hai hắc y nhân mang theo một đạo thân ảnh máu me đầm đìa xuất hiện. Trừ Quan Tiểu Thất còn có thể là ai? Bất quá giờ phút này Quan Tiểu Thất mặt không có chút máu, ánh mắt vô thần tựa như một cái xác chết. Các ngươi đã làm gì hắn? Tiêu Phàm cảm giác được Quan Tiểu Thất có chút không thích hợp, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía An Lan nói. Cũng không làm gì, chỉ là ngay trước mặt hắn để mấy đại hán đem nữ nhân hắn yêu cưỡng hiếp mà thôi. Ai, người trẻ tuổi chính là không chịu được đả kích. An Lan ra vẻ thâm trầm nói, lập tức càn rỡ cười ha hả, cười thập phần dữ tợn. Ngươi là cái đồ khốn kiếp, không bằng cầm thú. Tiêu Phàm nghe vậy, phẫn nộ tới cực điểm. Nữ nhân Quan Tiểu Thất yêu mến không phải là Y Thiên Linh sao? Đám cầm thú này cũng dám làm ra sự tình bẩn thỉu như thế, hổ thẹn cho nhân loại. Nhưng hắn vừa mới điều động hồn lực lại phát hiện căn bản không có bất kỳ lực lượng gì, thân thể có chút như nhũn ra. Có phải phát hiện toàn thân bất lực hay không, cả tòa sơn cốc này phủ đầy hủ cốt phệ hồn tán, người sao có thể làm khó dễ được ta? An Lan cười thập phần càn rỡ, từng bước một hướng về Tiêu Phàm. Hủ cốt phệ hồn tán, Tiêu Phàm biến sắc, bất quá trong lòng thấy có chút may mắn, bởi vì hắn biết phương pháp trừ hủ cốt phệ hồn tán. Trong bàn tay, ba cây long văn kim châm đâm vào vị trí hồn hải, bên trong U Linh chiến hồn cùng bạch thạch lập tức tỏa ra hồn lực cuồn cuộn hướng về kinh mạch trong toàn thân. Chỉ một thoáng từng tia hắc khí hướng về U Linh chiến hồn cấp tốc hội tụ, đồng thời U Linh chiến hồn tản ra từng tia hắc khí bao phủ toàn thân, ngăn cản ngoại giới ăn mòn hồn lực. Khi hắn nhìn thấy Tiểu Kim lại phát hiện, toàn thân Tiểu Kim thiêu đốt kim sắc hỏa diễm, những khí độc đó căn bản tới gần không được hắn. Kể từ đó, an nguy hắn tạm thời được bảo đảm, chỉ là muốn cứu Quan Tiểu Thất lại không đơn giản như vậy. Không sai, hủ cốt thực hồn tán là thất phẩm độc dược, người không phải thất phẩm luyện dược sư à? Làm sao, hiện tại ngươi cũng không có cách nào? An Lan cười lạnh nói. Quan Tiểu Thất là đồ đệ hỏa hoàng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Còn nữa, Y Thiên Linh là người Y gia, người cùng Y gia sẽ là địch. Tiêu Phàm cười gằn nói. Nếu như có thể, hắn hận không thể lập tức đem An Lan lột ra chóc thịt. Hỏa hoàng thì như thế nào? Y gia thì làm sao? Các ngươi đều sẽ chết ở chỗ này, làm sao có người khác biết được? An Lan mặt coi thường, sau đó lấy tay vung lên, quát lạnh nói, giết hắn. Vừa dứt lời, An Lan đạp chân xuống, trường đao cầm trong tay hóa thành một vệt sáng hướng Tiêu Phàm chém giết. Ngay tại lúc đó, hai hắc y nhân nơi xa nâng bàn tay lên. Hướng về Quan Tiểu Thất đánh tới. Tiểu Kim, động thủ. Trong mắt Tiêu Phàm lóe lên sát khí, một cỗ khắc nghiệt chi khí hướng bốn phía tràn ngập đi. Gạch nối,
Tiêu Phàm quát như sấm, sát ý từ trên người Tiêu Phàm cuồn cuộn xuất ra. Giờ phút này hắn đã không lo bại lộ thân phận, An Lan có chết hay không không quan trọng, quan trọng là nhất định phải cứu tính mệnh Quan Tiểu Thất. Hô, thân hình Tiểu Kim đột nhiên thu nhỏ, hóa thành một vệt sáng xông ra, tốc độ đáng sợ kinh thế hãi tục. Sắc mặt hai hắc y nhân hoàn toàn thay đổi, bàn tay càng thêm tấn mãnh, xông thẳng đến Quan Tiểu Thất, nhưng mà bọn hắn quá khinh thường thực lực Tiểu Kim. Phốc phốc, hai người trực tiếp bị lợi chảo Tiểu Kim xé nát, hóa thành huyết vụ cuồn cuộn, sau đó đem Quan Tiểu Thất đặt ở trên lưng. Một màn này phát sinh trong nháy mắt, An Lan nào nghĩ đến thất phẩm hủ cốt phệ hồn tán đều không làm gì được Tiểu Kim. Bất quá khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm, sát khí càng thêm nồng đậm, chỉ cần Tiêu Phàm chết, tất cả đều đáng giá. Đáng tiếc, hắn vẫn khinh thường thực lực Tiêu Phàm. Vô tình nhất kiếm, Tiêu Phàm trong lòng lạnh lùng quát. Cả người đột nhiên hóa thành một chuôi trường kiếm xông ra. Cánh tay An Lan cầm trường đao đột nhiên bị xé rách xuống. A tiếng hét thảm như giết heo vang vọng cả tòa sơn cốc, An Lan nằm mơ cũng không nghĩ đến hủ cốt phệ hồn tán đã bị Tiêu Phàm khu trừ ra bên ngoài cơ thể. Hơn nữa, thực lực Tiêu Phàm cũng vượt xa dự liệu của hắn. Tiêu Phàm không phải là chiến vương cảnh hậu kỳ à, làm sao có thể đáng sợ như vậy? Ta là chiến hoàng sơ kỳ vậy mà trong tay hắn liền một chiêu đã bị hạ. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm một tay bấm cổ An Lan, sắc mặt dữ tợn vô cùng, nghiến răng nghiến lợi quát ầm lên, người đáng chết vạn lần. Sư tôn, cứu ta! An Lan dường như dùng hết một tia khí lực cuối cùng, ngửa mặt lên trời gào thét. Tiêu Phàm nghe vậy, lấy tay lấy ra một cây long văn kim châm đánh vào thân thể An Lan, trực tiếp phong ấn tu vi hắn. Sau đó để phòng nhìn bốn phía. Tiêu Phàm, thả An Lan, ta sẽ xem như cái gì cũng đều không phát sinh. Theo một đạo thanh âm u lãnh vang lên, một cỗ hoàng giả chi uy quét sạch bốn phía. Bên ngoài hơn 10 trượng, một đạo hắc sắc thân ảnh thoáng hiện, lạnh như băng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, chính là An Dược Hoàng An Tầm. Sư tôn, giết hắn. Nhìn thấy An Tầm xuất hiện, vẻ sợ hãi trên mặt An Lan biến mất. Chỉ là sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, trán nổi gân xanh. Đồ bỏ đi, một chút sự tình cũng xử lý không tốt. An Tầm hừ lạnh một tiếng, lần nữa nhìn về phía Tiêu Phàm nói, Tiêu Phàm, thả hắn ra, mọi thứ đều dễ nói. Thả hắn, để cho huynh đệ ta biến thành bộ dáng này, giết hắn một vạn lần cũng không đủ. Tiêu Phàm nhe răng cười, nhìn Quan Tiểu Thất trên lưng Tiểu Kim sát tâm nổi lên. An Lan mà chết, ngươi cũng phải chết. An Tầm híp mắt tựa như sợ Tiêu Phàm giết An Lan, vừa mới giận mắng hiển nhiên chỉ là hắn giả ra mà thôi. Tiêu Phàm lạnh lùng chừng An Tầm, một tay khác dẫn theo cổ áo Quan Tiểu Thất nói, Quan Tiểu Thất, con mẹ nó ngươi tỉnh lại cho ta, ngươi còn là nam nhân không? Cửu nhân ở chỗ này, ngươi không báo thù cho nữ nhân ngươi yêu sao? Tiêu Phàm vận chuyển một tia hồn lực, xông thẳng tâm hải Quan Tiểu Thất. Báo thù, thần nhãn Quan Tiểu Thất lóe qua một sợi tinh quang. Thiên linh chết, nàng chết, ta sống còn có ý nghĩa gì? 3. Tiêu Phàm tát Quan Tiểu Thất, máu tươi trong miệng vẩy ra, người muốn chết, chết xa ta một chút. Đến dũng khí báo thù cho nữ nhân người yêu đều không có, Quan Tiểu Thất ngươi không xứng làm huynh đệ Tiêu Phàm ta. Quan Tiểu Thất ngươi không xứng làm huynh đệ Tiêu Phàm ta. Lời nói Tiêu Phàm tựa như một chuôi đao nhọn hung hăng cắm ở trên lồng ngực Quan Tiểu Thất, còn người hắn có một chút rung động. Tiêu Phàm thấy thế, tiếp tục ngôn ngữ kích thích, không phải ta chướng mắt ngươi Quan Tiểu Thất, ngươi căn bản không xứng với Y Thiên Linh. Y Thiên Linh vì ngươi mà chết, nhưng ngươi cam chịu, ta tin Y Thiên Linh trên trời có linh thiêng khẳng định không muốn nhìn thấy cái bộ dáng này của ngươi. Nếu như ngươi là nam nhân liền cầm cây đao này lên, giết hắn. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm lấy ra một chuôi trường đao, tiện tay hất lên, hung hăng cắm ở dưới chân Quan Tiểu Thất. Ngươi dám! An Tầm thấy thế, gầm lên một tiếng, tùy thời chuẩn bị động thủ. Ngươi tiến lên nữa một bước nữa, hắn sẽ chỉ chết càng nhanh. Tiêu Phàm cười lạnh nói, cường độ tay bấm An Lan tăng lớn đã khảm vào trong da thịt, máu tươi róc rách mà chảy. Thiên linh vì ta mà chết, thiên linh vì ta mà chết. Con người Quan Tiểu Thất vô thần rốt cục nổi lên từng tia máu tươi, một cỗ sát khí vô tận từ trên người hắn tản ra. Dù là đã từng kém chút bị Sở Yên Nhiên hạ độc chết ở Thương Mang Cốc, Quan Tiểu Thất cũng không tức giận như thế. Ngươi muốn hắn giết An Lan,
Ngươi cho rằng hắn còn làm được sao, chiến hồn phá toái, trừ phi dược thần tái thế, bằng không ai cũng cứu không được, ngươi thật sự cho rằng ngươi là dược thần sao? An Tầm cười lạnh nói. Phốc, lại một cột máu bắn về phía hư không, một cánh tay An Lan bị Tiêu Phàm xé rách xuống, trực tiếp bóp thành huyết vụ. Con mẹ nó, ngươi câm miệng cho ta, lại đánh rắm, ngươi có tin ta hiện tại liền làm thịt hắn không? Tiêu Phàm mắt như chuông đồng, phẫn nộ trừng mắt nhìn An Tầm nói. Con người băng lãnh, ánh mắt đen kịt khiến An Tầm lạnh run. Tiêu Phàm trên người phát ra sát khí khiến hắn sợ hãi, đây thực chỉ là một thiếu niên 17-18 tuổi sao. An Tầm sinh ra một loại ảo giác, Tiêu Phàm tựa như một lão quái vật sống vô số tuế nguyệt hoàn đồng trở lại. Ta muốn giết hắn, ta muốn giết hắn. Quan Tiểu Thất nhe răng trợn mắt, giống như một đầu hung thú ẩn núp thức tỉnh. Nhưng khi hắn tóm lấy chuôi đao kia lại là vô luận như thế nào đều rút không nổi. Chiến hồn bị hủy, hồn hải bị áp chế, hắn hiện tại ngay cả một người bình thường cũng không bằng. Nếu như không phải An Lan dùng hắn đến uy hiếp Tiêu Phàm, cho hắn giải dược, hủ cốt phệ hồn tán trong sơn cốc này cũng đủ để cho hắn chết vô số lần. Nhìn Quan Tiểu Thất trong mắt nồng đậm cảm giác bất lực, trong lòng Tiêu Phàm khó chịu không thôi. Hít sâu một hơi. Tiêu Phàm một trưởng vỗ bờ vai Quan Tiểu Thất, dẫn ra lực lượng bạch thạch, huyền diệu chi lực cuồn cuộn hướng về thân thể Quan Tiểu Thất đi vào. Đây là lần thứ nhất Tiêu Phàm ngay trước mặt người khác thi triển lực lượng bạch thạch, dù bí mật này bại lộ, Tiêu Phàm cũng sẽ không hối tiếc. Tại cỗ lực lượng này, kinh mạch, hồn hải Quan Tiểu Thất nhanh chóng được chữa trị, chiến hồn trục nhật cung bên trong hồn hải bị thương cũng nhanh chóng khôi phục. Chỉ một thoáng, toàn thân Quan Tiểu Thất tỏa ra bạch mang hừng hực. Tại đỉnh đầu hắn, cửu phẩm trục nhật cung lơ lửng, một cỗ uy thế ngập trời xông thẳng bốn phương tám hướng. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể chữa trị chiến hồn? Con ngươi An Tầm co rụt lại, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Tiêu Phàm không để ý đến, mặc dù chữa trị cửu phẩm chiến hồn đối với hắn hồn lực hao tổn cực lớn, nhưng giờ phút này, hắn không quan tâm bất kỳ cái gì. Hắn quan tâm chỉ có Tiểu Thất, huynh đệ mình. Tiêu Phàm, khó trách người bằng chừng ấy tuổi liền có thể trở thành thất phẩm luyện dược sư. Trên người ngươi đều có dị bảo, chỉ cần ngươi đem đồ vật trên người giao ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Trong mắt An Tầm lóe lên vẻ hưng phấn, An Nguy An Lan tựa như không để trong lòng. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm thu hồi bàn tay, bước chân có chút phù phiếm, bạch thạch ảm đạm không ít, hồn lực cũng tiêu hao hầu như không còn. Nhưng mà con người Tiêu Phàm lại thanh minh vô cùng. Làm huynh đệ, dù là chết cũng sẽ không tiếc, huống chi chỉ bại lộ một bí mật bản thân, hơn nữa, người khác cũng không nhất định tin tưởng An Tầm. Giết hắn, lấy lại tinh thần Tiêu Phàm nhìn An Lan, sát khí nặng nề nói. Quan Tiểu Thất mắt lộ ra hung quang, bàn tay tùy tiện rút trường đao ra khỏi mặt đất, hàn quang lóe lên, giơ tay chém xuống, một khỏa đầu lâu đẫm máu lăn lộp bộp. Trong mắt An Lan tràn ngập sợ hãi và không cam lòng. Ta là đệ tử An Dược Hoàng, làm sao có thể chết ở chỗ này? Hôm nay chết không phải là Quan Tiểu Thất và Tiêu Phàm sao? Đáng tiếc, tất cả những thứ này đều là thực, người chết chính là An Lan hắn, cũng đúng lúc này, An Dược Hoàng triệt để nổi giận. Ngươi dám giết con ta muốn giết ngươi. An Dược Hoàng ngửa mặt lên trời gào thét, hóa thành một vệt sáng hướng tới Tiêu Phàm cùng Quan Tiểu Thất. Đúng là cẩu huyết, Tiêu Phàm cười lạnh. Không chỉ là hắn, ngay cả An Lan cũng kinh ngạc không thôi, đầu lâu vừa mới bị chảm, ý thức hắn vẫn còn tồn tại vài giây, những lời này hắn tự nhiên nghe được. Mình là nhi tử sư tôn, vì sao sư tôn phải ẩn giấu mình? Đáng tiếc, tất cả những thứ này An Lan không bao giờ còn có khả năng biết. Giống, Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng, há mồm phun ra một đạo hỏa diễm hóa thành biển lửa mãnh liệt hướng về phía trước. Tiểu Kim đột phá thất giai chiến lực sớm đã không cùng trước đó có thể sánh, dù là chiến hoàng hậu kỳ cũng chưa chắc có thể giết chết nó. Đi, Tiêu Phàm gầm thét, mang theo Quan Tiểu Thất đạp không mà lên, quay đầu lại vung ra một kiếm, một đạo kiếm quang bổ ra biển lửa, xông thẳng đến thi thể An Lan. Phốc phốc, kiếm khí tàn phá bừa bãi, thi thể An Lan và đầu bị kiếm khí xé vỡ nát, cái gì cũng không lưu lại. Danh con, An Tầm ta không giết ngươi. Thề không làm người. An Tầm gầm thét một tiếng, cấp tốc hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Gần như đồng thời,
trong miệng Tiểu Kim lại phun ra một đạo cực hàn chi khí cùng biển lửa kia đâm vào cùng một chỗ, lập tức phát sinh vụ nổ lớn. Một đóa mây hình nấm to lớn phóng lên tận trời, cả tòa sơn cốc bị san thành bình địa. Lúc này, một đạo thân ảnh chật vật từ trong bụi bậm sơn cốc xông ra, Trừ An Tầm còn có thể là ai? Có thể tại vụ nổ lớn thế này còn không chết, có thể thấy thực lực hắn cường đại. Nếu như không phải Tiêu Phàm dùng An Lan để uy hiếp, Tiêu Phàm bọn hắn cũng đã sớm đã chết. Tiêu Phàm, Tiểu Kim cùng Quan Tiểu Thất ba người cấp tốc hướng về Ly Hỏa Đế Đô lao đi. Tam ca, cảm ơn ngươi. Quan Tiểu Thất hít sâu một hơi nói, hắn tựa như biến thành một người khác, không được sáng sủa giống như trước kia, cả người lộ ra một loại sát khí. Tiêu Phàm biết sự tình Y Thiên Linh đối với hắn đả kích rất lớn, nhất thời là không có khả năng bình thường trở lại. Đổi lại là hắn, nếu như tiểu ma nữ trở thành như vậy, hắn cũng tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì. Giữa huynh đệ không cần phải nói cảm ơn. Tiêu Phàm lắc đầu nói, lập tức quay người nhìn về phía sau, lại nhìn thấy một điểm đen đang nhanh chóng tới gần. Con người Quan Tiểu Thất vô cùng băng lãnh, trong bàn tay, một thanh hồn cung ngưng tụ xuất hiện ở trong tay hắn. Sau đó lại dùng hồn lực ngưng tụ thành một mũi tên, nhắm chuẩn điểm đen kia liền bắn ra. Từng đợt tiếng xé gió vang lên, mũi tên giống như thiểm điện, khí thế kinh người. Tiêu Phàm kinh hãi nhìn Quan Tiểu Thất, hắn phát hiện khí thế Quan Tiểu Thất hiện tại đã hoàn toàn khác biệt, một tiễn này, cho dù là hắn cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Đương nhiên, một tiễn này không có khả năng giết chết An Tâm, nhưng có thể khiến cho hắn khó mà trở tay. Chỉ cần trở lại Ly Hỏa Đế Đô, An Tâm chưa hẳn dám đối phó với bọn hắn. Dù sao, Quan Tiểu Thất là khâm điểm đồ đệ của Hỏa Hoàng, hơn nữa vấn đề của Hỏa Hoàng chỉ có Tiêu Phàm có thể trị. Chạy, ta xem các ngươi chạy đi đâu. An Tâm gầm thét, thân hình tại hư không nhanh chóng trốn tránh, tránh một tiễn lại một tiễn của Tiểu Thất. Mặc dù Tiêu Phàm bọn hắn nhìn không ra An Tâm là tu vi gì, nhưng ít ra cũng là chiến hoàng cảnh hậu kỳ trở lên. Hơn nữa, hắn thân làm thất phẩm đỉnh giai luyện dược sư, hồn lực không phải người tầm thường có thể so sánh. Trăm dặm khoảng cách nhìn như không xa, nhưng đối với Tiêu Phàm bọn hắn mà nói cũng là một loại dày vò. Bọn họ rất mạnh, nhưng là so với tu sĩ cùng giai mà thôi. Chiến vương cảnh hậu kỳ thậm chí đỉnh phong cùng chiến hoàng cảnh hậu kỳ, chênh lệch là một cái lạch trời. Nếu như không phải Tiểu Kim ngăn cản một hồi, có lẽ bọn hắn sớm đã chết ở bên trong thung lũng kia. Mắt thấy An Tâm càng ngày càng gần, Tiêu Phàm bọn hắn cũng càng ngày càng bối rối. Giết, tiếng giống giận dữ của An Tâm truyền đến, thân ảnh tại hư không cấp tốc động, một đạo đao cương bá đạo từ phía chân trời rơi xuống. Sắc mặt hai người Tiêu Phàm cùng Quan Tiểu Thất hoàn toàn thay đổi, cấp tốc hướng về hai bên né đi. Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng, tại hư không lật một cái, móng vuốt lăng lệ đánh ra. Oanh long long, đao khí bắn ra bốn phía. Hư không mãnh liệt rung động một cái, một cỗ phong bạo to lớn quét sạch bốn phía. Thời khắc tất cả bình tĩnh lại, An Tâm đã xuất hiện ở phía trước bọn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, đem đồ vật giao ra, ta cho ngươi chết thống khoái. An Tâm nhe răng cười nhìn Tiêu Phàm, có thể làm cho chiến hồn trong nháy mắt chữa trị, loại năng lực này quá biến thái. Nếu như ta có thể có được loại năng lực này, há không phải có thể tùy tiện bước vào cấp độ bát phẩm luyện dược sư. Thậm chí, một ngày kia đột phá cửu phẩm trong truyền thuyết. Để bọn hắn đi trước, bằng không, đồ vật ngươi muốn vĩnh viễn cũng không chiếm được. Thần sắc Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, trong lòng cấp tốc tính toán. Cuối cùng thở dài một hơi, mình ở trước mặt An Tâm căn bản không có bất kỳ phần thắng có thể nói. Dù sao, Tiểu Kim cũng không phải là đối thủ, dù tăng thêm Quan Tiểu Thất cùng hắn cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Ta đếm ba tiếng. Ngươi nếu không cho, ta làm thịt bọn hắn. An Tâm lạnh lùng nhìn Tiểu Kim cùng Quan Tiểu Thất nói. Bọn hắn nếu không hay xảy ra chuyện, đồ vật ngươi muốn vĩnh viễn cũng không chiếm được. Sắc mặt Tiêu Phàm trầm xuống, hắn muốn dùng đồ vật An Tâm muốn đến uy hiếp An Tâm, không nghĩ tới An Tâm lại dùng Quan Tiểu Thất cùng Tiểu Kim đến uy hiếp hắn. À, vị kia không phải An Dược Hoàng sao? Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một đạo thanh âm. Ngay sau đó mấy đạo thân ảnh bay vụt tới, cách An Tâm không xa. Cầm đầu là một hắc bào lão giả thân hình khô gầy, lại cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Gặp qua An Dược Hoàng.
Lão giả hướng về phía An Tầm hơi thi lễ, cười nói. Ninh vực trưởng lão, các ngươi làm sao ở chỗ này? An Tầm thu liễm sát khí thi lễ, nhưng trong lòng thì trở nên nặng nề, nói, lão gia hỏa này trễ không đến sớm không tới, hết lần này tới lần khác lại đến đúng thời điểm quan trọng, muốn phá hỏng chuyện tốt của ta. Người nhà họ Ninh, Tiêu Phàm nghe vậy, thần sắc hơi nhíu. Tại mấy trăm trượng giữa rừng núi, hai người Thiên Tàn cùng Phong Lang vừa mới chuẩn bị xuất thủ lại không nghĩ rằng vậy mà sẽ nhìn thấy người nhà họ Ninh, hai người vội vàng thu liễm khí tức. Một khi người nhà họ Ninh nhận ra bọn hắn, đối với Tiêu Phàm mà nói sẽ chỉ càng thêm phiền phức. Ninh Mỗ đi Tân Nguyệt Hoàng Triều một chuyến mới vừa trở về, các ngươi đây là. Ninh Vực nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm mấy người. Nghe được mấy chữ Tân Nguyệt Hoàng Triều này, trong lòng Tiêu Phàm lộp bộp một cái, chẳng lẽ người nhà họ Vạn đang mượn giúp Ninh ra điều tra người giết chết Vạn Thiên Kiệt. Trong lòng mặc dù không bình tĩnh nhưng mặt ngoài lại không hề bận tâm. Nghe thấy Ninh Vực nói, An Tầm vội vàng nói, hai tên tiểu tử cùng đầu xúc sinh kia giết đệ tử của ta, còn trộm đồ vật của ta. À, Ninh Vực thấy thế, ánh mắt sáng lên, lập tức lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm bọn họ nói, đồ của An Dược Hoàng cũng dám trộm, các ngươi đúng thật sự là muốn chết. Ninh Vực đúng không, ngươi tốt nhất đừng lội vào vũng nước đục này. Tiêu Phàm mảy may không sợ, cười lạnh nhìn Ninh Vực nói. Tiểu tử, dám gọi thẳng tục danh Tam trưởng lão, ngươi muốn chết sao? Ninh Vực còn chưa mở miệng, mấy người sau lưng lại la ầm lên. Muốn chết sao? Đường đường đồ đệ An Dược Hoàng, gian sát đệ tử y ra, ta xem ai đang muốn chết. Tiêu Phàm quát lạnh trở về, trợn mắt nhìn, không có mảy may sợ hãi. Gạch nối, nghe thấy Tiêu Phàm nói, đám người Ninh gia bỗng ngừng thân hình, kinh ngạc nhìn An Tầm, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Ngươi đánh giám, An Tầm giận tím mặt, kém chút không nhìn xuống xuất thủ, chỉ là một khi xuất thủ, há không phải ngồi vững việc này. Quan Tiểu Thất nắm chặt nắm đấm, lạnh lùng nhìn An Dược Hoàng. Sát tâm nổi lên bốn phía, nghĩ đến ánh mắt bất lực của Y Thiên Linh trước khi chết, Quan Tiểu Thất cũng cảm giác có ngàn vạn đao kiếm cắm ở trên người, lòng hắn đang rỉ máu. Huynh đệ của ta tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ còn có thể giả? Đồ đệ ngươi gian sát nữ tử y ra, ngươi càng là muốn giết chết đồ đệ Hỏa Hoàng, không phải là muốn giết người diệt khẩu sao? Tiêu Phàm cười lạnh nói. Hỏa Hoàng, các ngươi ai là đồ đệ Hỏa Hoàng? Ninh Vực hai mắt nhíu lại. Hỏa Hoàng ngay cả gia chủ bọn hắn đều phải cung kính đối đãi đó. Nếu như có thể cứu đồ đệ hắn, há không phải khiến Hỏa Hoàng thiếu một phần nhân tình sao? An Tầm thấy thế thầm nói không tốt, tiểu tử này thật đúng là sẽ tá lực đả lực. Lúc này, thanh âm Tiêu Phàm lại vang lên, vị quan tiểu thất này chính là đồ đệ Hỏa Hoàng, hắn là người sở hữu cửu phẩm chiến hồn, hiện tại Ly Hỏa Đế Đô không người không biết. Tiêu Phàm lại ném ra ngoài một cái tạc đạn nặng ký, còn người đám người Ninh Vực co rụt lại. Kinh hãi nhìn quan tiểu thất nói cửu phẩm chiến hồn. Phải biết, phóng nhãn khắp Ly Hỏa Đế Đô, người nắm giữ cửu phẩm chiến hồn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Trong thế hệ trẻ cũng chỉ có đế tộc cửu đế tử một người nắm giữ. Hơn nữa, cửu đế tử năm đó tu vi tẩu hỏa nhập ma, không biết tung tích. Nghĩ vậy, trong lòng Ninh Vực giật mình âm thầm quyết định, nhất định phải bảo trụ quan tiểu thất, người này đối với Ninh gia tuyệt đối có tác dụng rất lớn. An Dược Hoàng, oan gia nên giải không nên kết, ta xem việc này cứ như vậy cho qua đi. Mặc dù Ninh Vực không muốn quan tiểu thất chết, nhưng hắn cũng không muốn đắc tội An Tầm. Dù sao, An Tầm là thất phẩm đỉnh giai luyện dược sư. Không được, An Tầm không chút do dự lắc đầu nói, căm tức nhìn Tiêu Phàm, tính vậy cũng được, chỉ cần ngươi đem đồ vật trả cho ta. Không biết ngươi đang nói gì, Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói, Tiêu Phàm ta có thể thề với trời. Nếu như cầm bất cứ đồ vật nào của ngươi, trời chu đất diệt, tu vi vĩnh thế không được tiến thêm. Ngươi, An Tầm phẫn nộ đến cực hạn, tu sĩ sẽ không dễ dàng thề, một khi vi phạm, sinh ra tâm ma, rất có thể suốt đời cũng vô pháp đột phá. Ninh Vực mị mị hai mắt, trong lòng không hiểu sao hắn luôn cảm giác trong đó có kỳ quặc. An Tầm vậy mà tình nguyện đắc tội Hỏa Hoàng, cũng phải lấy được đồ vật trên người Tiêu Phàm. Ninh Vực trưởng lão. Đột nhiên, An Tầm tụ thanh âm thành tuyến, nói với Ninh Vực, quan tiểu thất có thể không chết, nhưng Tiêu Phàm ta phải mang đi, coi như ta thiếu Ninh ra một cái nhân tình, như thế nào? Ninh Vực cau mày một cái,
ngưng tiếng nói, ta muốn biết nguyên nhân. An Tầm do dự, cắn răng nói, kẻ này trên người nắm giữ đồ vật chữa trị chiến hồn. Cái gì? Ninh Vực kêu lên sợ hãi. Tiêu Phàm sầm mặt lại, hai lão gia hỏa vậy mà âm thầm thương lượng cái gì, chuyện này với hắn thập phần bất lợi. Chỉ cần có được đồ vật trên người hắn thì ta có thể tiến giai bát phẩm luyện dược sư. An Tầm nhìn thấy Tiêu Phàm đã phát hiện, cũng sẽ không giấu giếm, nói, nếu như ta tiến giai bát phẩm luyện dược sư, An Tầm nguyện ý trở thành người Ninh gia, khách khanh trưởng lão, như thế nào? Ninh Vực một trận trầm ngâm, cuối cùng gật gật đầu nói, được. Một bát phẩm luyện dược sư nếu như có thể trở thành Ninh gia khách khanh trưởng lão, việc này đối với Ninh gia mà nói tuyệt đối là át chủ bài, thực lực toàn gia tộc đều có thể lên cao cấp độ. Cái hứa hẹn này có giá trị. Đối với Ninh gia mà nói, tuyệt đối so với đắc tội Hỏa Hoàng thì có lợi hơn nhiều. Ta còn tưởng rằng là cái gì, ngươi là coi trọng năng lực chữa trị chiến hồn à? Tiêu Phàm lại lơ đễnh cười lên. Ân, An Tầm cùng Ninh Vực đồng thời biến sắc, tiểu tử này chẳng lẽ không sợ chết sao? Nếu để cho người khác biết rõ ngươi có loại năng lực này, đoán chừng hận không thể đem ngươi giải phẫu hảo hảo nghiên cứu một chút, ngươi ngược lại tốt, vậy mà danh chính ngôn thuận nói ra. Ninh Vực trưởng lão, ngươi có từng nghe nói qua bổ hồn đan không? Tiêu Phàm thản nhiên nói. Bổ hồn đan, đây chính là cửu phẩm đan dược, có thể thu bổ chiến hồn, trên người ngươi có. Ninh Vực chấn kinh nhìn Tiêu Phàm, vì là Ninh gia trưởng lão, hắn tự nhiên nghe nói qua bổ hồn đan. Mới vừa rồi còn có, hiện tại không. Tiêu Phàm nhún vai nói, trước đó hắn phế chiến hồn cùng hồn hải của huynh đệ ta, đúng vậy, chính là quan tiểu thất. Nên ta đã cho hắn ăn. Phung phí của trời, thực sự là phung phí của trời. Ninh Vực ngửa mặt lên trời thở dài nói, ánh mắt nhìn về phía An Tầm có chút bất thiện. Nếu quả thật như Tiêu Phàm nói, An Tầm căn bản không có được khả năng đột phá bát phẩm luyện dược sư, hơn nữa bởi vì hắn mà lãng phí một khỏa bổ hồn đan, điều này khiến hắn làm sao dễ chịu được. Tuyệt đối không phải bổ hồn đan, mà là ngươi có một loại năng lực đặc thù. Ngươi vừa mới nhìn thấy trong mắt Ninh Vực bất thiện, trên mặt An Tầm lộ ra vẻ lo lắng. Vừa mới không thấy được bổ hồn đan sao? Tiêu Phàm trực tiếp cắt ngang An Tầm mà nói, ngươi một tên thất phẩm đỉnh giai luyện dược sư nho nhỏ gặp qua bổ hồn đan chưa? Cửu phẩm đan dược đã có linh trí, ngươi có thể nhìn thấy. Không sai, cửu phẩm đan dược có linh trí, có thể hóa thật thành hư, thập phần quỷ dị. Ninh Vực chen lời nói. Hắn đã từng nghe nói qua cửu phẩm đan dược. Hai người Thiên Tàn cùng Phong Lang cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn nhìn nhau, trong nháy mắt hiểu rõ suy nghĩ trong lòng đối phương. Hai người chiến hồn cùng hồn hải đều bị trọng thương, đều là Tiêu Phàm chữa cho, chỉ có bọn hắn biết rõ, Tiêu Phàm thật đúng là không phải dùng cái gì bổ hồn đan mà là hắn thật có năng lực chữa trị chiến hồn. Tiểu tử, người đúng là khẩu khí lớn, thất phẩm đỉnh giai luyện dược sư. Phóng nhãn khắp Ly Hỏa Đế Đô lại có mấy người. Đến trong miệng ngươi vậy mà khinh thường như thế. An Tầm thấy thế, vội vàng đổi chủ đề, hắn chỉ muốn chất vấn Tiêu Phàm. Sống cả đời mới đạt tới cấp độ thất phẩm đỉnh giai luyện dược sư, dùng lời nói sư tôn ta đó là rác rưởi, hắn liền nhìn đều sẽ không nhìn một chút. Tiêu Phàm mặt coi thường, lại bắt đầu ăn nói lung tung, dù là ta hiện tại đạt tới cấp độ thất phẩm luyện dược sư cũng không dám báo ra tên tuổi. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy ngươi sống uổng phí cả một đời rồi sao? Nghe thấy Tiêu Phàm nói, An Tầm cơ hồ tức đến nổ phổi, nhưng mà Ninh Vực lại lách mình ngăn khuất giữa Tiêu Phàm cùng Ninh Vực, tựa như để phòng An Tầm xuất thủ. Xin hỏi tiểu hữu, ngươi thực sự là thất phẩm luyện dược sư? Sư tôn ngươi là, Ninh Vực cẩn thận từng ly từng tí hỏi, hắn không tin Tiêu Phàm có thể xuất ra cửu phẩm bổ hồn đan, nếu như là sư tôn hắn vậy mọi việc đều có thể lý giải. Ta có phải thất phẩm luyện dược sư hay không, ngươi có thể hỏi An Dược Hoàng. Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn An Tầm. An Tầm ngậm miệng không nói gì, bởi vì Tiêu Phàm không phải đang nói láo. Về phần sư tôn ta là ai, ta vừa mới đều nói, ta hiện tại chỉ là thất phẩm luyện dược sư, còn không có tư cách báo ra tên tuổi người. Tiêu Phàm lại nói, bất quá, nếu như lần sau gặp được hắn, nhất định sẽ tìm hắn lấy nhiều hơn mấy viên bổ hồn đan. Lần trước ta còn tưởng rằng là giả nên làm mất tới mấy khỏa. Mất tới mấy viên, Ninh Vực kém chút tức hộc máu, đây chính là cửu phẩm bổ hồn đan đấy. Tiểu tử,
người con mẹ nói láo cũng quá ghê gớm rồi. An Tầm cười gằn nói, hận không thể đem Tiêu Phàm một tay đánh thành thịt nát. An Tầm, ngươi nếu làm tổn thương đồ nhi ta, ta lấy mạng chó của ngươi. Cũng đúng lúc này, một tiếng gào thét từ đằng xa truyền đến, phóng tầm mắt nhìn tới, một đạo thân ảnh hỏa hồng giống như một khỏa thiên thạch xẹt qua chân trời. Nghe được thanh âm này, Tiêu Phàm khẩn tâm trương rốt cục cũng có thể thở phào. Danh con, ngươi cố ý kéo dài thời gian. An Tầm nổi giận gầm lên một tiếng, lấy tay hướng về Tiêu Phàm. Việc đã đến nước này, hắn chỗ nào còn không hiểu, Tiêu Phàm làm ra tất cả những thứ này chỉ là để kéo dài thời gian chờ đợi cứu binh mà thôi. Giống, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tiểu kim lách mình xuất hiện ở trước người Tiêu Phàm, kim sắc hỏa diễm cuồn cuộn làm hư không méo mó, móng vuốt lăng lệ loạn vũ, tựa như hư không đều nó xé rách. Oanh, An Tầm vung ra vài đao, đao khí khuấy động, biển lửa bị phân thành hai, nghênh đón hắn là mấy đạo lợi chảo. Cút ngay, An Tầm gào thét, thân thể bị lợi chảo đẩy lui mấy bước, cơ thể hơi chần chờ, ánh mắt lộ ra vẻ dữ tợn, thân thể lần nữa xông lên. Muốn chết, cũng ngay tại thời điểm này, một đạo thân ảnh hỏa hồng bào xuất hiện ở trước mặt Tiêu Phàm, vung tay đánh ra một chưởng. An Tầm biến sắc, hồn lực cuồn cuộn rót vào bên trong đại đao, một đạo đao hà dài chừng 10 trượng xuất hiện, nhưng mà phía đối diện càng thêm bá đạo hung mãnh. Vẻn vẹn trong nháy mắt đao hà liền bị đánh sơ xác, trưởng cương khí thế không giảm, tại trước mặt trưởng cương to lớn, An Tầm tựa như một con cừu nhỏ trực tiếp bị đập bay vài dặm, như đạn pháo bay ngược đập ầm ầm bên trong ngọn núi. Nơi đó đất đá bắn ra bốn phía, mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Trước mặt Tiêu Phàm có một bóng lưng đang che chở hắn, trừ Hỏa Hoàng còn có thể là ai? Thật mạnh, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn Hỏa Hoàng. An Tầm dù sao cũng là tu vi chiến hoàng hậu kỳ trở lên đó, lại bị Hỏa Hoàng một cái tát bay. Hơn nữa đến sức phản kháng đều không có, đây chính là thực lực cường giả hoàng cảnh đỉnh phong sao. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, hắn còn một đoạn đường rất dài muốn đi, trước mặt Hỏa Hoàng, hắn cũng không đáng là gì. Hỗn trướng, ta giết Tiêu Phàm liên quan gì đến ngươi? Một tiếng gầm từ trong phế tích bắn ra, An Tầm máu me khắp người chật vật không thôi. Tóc trắng trong hư không bay múa, một bộ hung thần ác sát. Tiêu Phàm là ân nhân bản hoàng, người muốn giết hắn chính là muốn giết ta. Hỏa Hoàng cười lạnh, thân thể đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã ở trước người An Tầm. Hồn lực mạnh mẽ trong bàn tay nắm chặt An Tầm, tựa như nắm một con gà con, trực tiếp nhấc lên. Cũng khó trách Hỏa Hoàng tức giận như vậy, An Tầm biết rõ vấn đề của hắn chỉ có Tiêu Phàm có thể giải quyết. Mà An Tầm còn muốn giết Tiêu Phàm, Hỏa Hoàng làm sao có thể dễ dàng tha thứ. Tiêu Phàm mà chết, hắn cũng phải chết. Mấy người Ninh Vực cũng bị sát khí cuồn cuộn trên người Hỏa Hoàng dọa cho nhảy một cái, ực ực nuốt vài ngụm nước miếng. Uy danh nội viện Tam Hoàng Chiến Hồn Học Viện sớm đã khắc trong đầu của bọn họ. Nhưng hiện tại đây là lần đầu tiên thấy được thực lực chân chính của Hỏa Hoàng. Nơi xa lại có một đạo thân ảnh chạy đến, chính là Y Vân. Tốc độ của hắn so sánh với Hỏa Hoàng chậm không ít. Ninh Vực trưởng lão, cứu ta nguyện gia nhập Ninh gia. An Tầm bị Hỏa Hoàng nắm, toàn thân run rẩy dữ dội, trong miệng máu tươi cuồng phun, gian nan hướng Ninh Vực nơi xa nói ra. Ninh Vực nghe vậy trong lòng hơi hơi vui vẻ, sau đó nhìn về phía Hỏa Hoàng nói, Hỏa Hoàng, còn mời dơ cao đánh khẽ, tha An Dược Hoàng một mạng, hai vị tiểu hữu hiện tại không sao, không phải ư. Hỏa Hoàng hơi hơi chần chờ, cũng không phải hắn e ngại Ninh gia, mà là An Dược Hoàng dù sao cũng là thất phẩm đỉnh giai luyện dược sư, giết sẽ đắc tội rất nhiều người. Nhất là luyện dược sư công hội, đây chính là quái vật khổng lồ, so sánh với Ninh gia còn muốn đáng sợ. Hỏa Hoàng tiền bối, ta muốn giết tên cặn bã này. Đột nhiên, quan tiểu thất phẫn nộ nhìn An Tầm, cơ hồ quát ầm lên, đồ đệ hắn gian sát thiên linh. Câu nói này quan tiểu thất cơ hồ từ trong kẽ răng gạt ra, mỗi khi nhớ tới hình ảnh kia hắn liền tê tâm liệt phế. Cái gì, Y Vân vừa mới chạy tới toàn thân run rẩy kịch liệt, hai mắt đỏ bừng, hỗn trướng, người dám đụng người Y gia ta, có chín cái mệnh cũng cứu không được ngươi. Y Thiên Linh là cháu gái ruột Y Vân, hắn cũng chỉ có một người cháu ruột thịt như thế. Bây giờ nghe được Y Thiên Linh chết, hắn như thế nào có thể bình tĩnh? Thật là súc sinh. Bại hoại trong giới tu luyện, hôm nay, ai cũng cứu không được ngươi.
Hỏa Hoàng nghe nói như thế, cũng triệt để tức giận. Cuồn cuộn hỏa diễm hướng về An Tầm mãnh liệt đi, thân thể bị đốt, An Tầm phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hỏa Hoàng, sắc mặt Ninh Vực khẽ hơi trầm xuống một cái. Hỏa Hoàng không cho hắn mặt mũi, khiến trong lòng hắn thập phần khó chịu, giết chết người y ra không phải là An Dược Hoàng mà là đồ đệ hắn, việc này cùng An Dược Hoàng có liên can gì? An Tầm dù sao cũng là thất phẩm đỉnh giai luyện dược sư, phóng nhãn khắp Ly Hỏa Đế Đô cũng chỉ có vị kia mới có thể so sánh, chết là tổn thất to lớn. Ngươi muốn ngăn ta, Hỏa Hoàng trợn mắt quét qua, khí thế Ninh Vực trong nháy mắt thấp mấy phần. An Tầm dù sao cũng là thất phẩm đỉnh giai luyện dược sư, hắn mà chết là vô số tu sĩ bị tổn thất. Ninh Vực dựa vào lý lẽ biện luận. Hỏa Hoàng tiền bối, thượng bất chính hạ tắc loạn, chiến hồn của ta chính là bị An Tầm phế ngay tại trận. An Lan cùng bọn hắn tất cả đều do An Tầm xúi dục. Quan Tiểu Thất lạnh giọng nói. Ninh Vực lạnh lùng quét mắt Quan Tiểu Thất, nghe thấy Quan Tiểu Thất kêu Hỏa Hoàng tiền bối, hắn đột nhiên minh bạch. Trước đó Tiêu Phàm nói khả năng tất cả đều là nói láo. Quan Tiểu Thất không phải đồ đệ Hỏa Hoàng sao? Chỗ nào có đồ đệ kêu sư tôn tiền bối? Hắn phế chiến hồn ngươi. Nghe nói như thế, Hỏa Hoàng phẫn nộ triệt để, một quyền hướng ngực An Tầm đập tới. Không được, Ninh Vực kêu to, lách mình hướng về Hỏa Hoàng phóng đi. Đáng tiếc, Hỏa Hoàng căn bản không chút gì do dự, một quyền nện ở trên ngực An Tầm. Thân thể An Tầm truyền đến một tiếng nổ vang. Thanh âm hồn hải vỡ nát, tiếng chiến hồn bị hủy diệt truyền đến, một cỗ hồn lực bàng bạc từ trong người hắn mãnh liệt cuộn trào ra. An Tầm phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch vô cùng, thiếu chút nữa thì đã hôn mê. Hỏa Hoàng, người này chiến hồn hoàn hảo không chút tổn hại, An Tầm căn bản không có phế chiến hồn hắn a. Ninh Vực giọng căm hận nói, An Tầm muốn gia nhập Ninh gia lại bị Hỏa Hoàng một quyền phế bỏ. Ninh Vực chỗ nào có thể nuốt trôi cục tức này? Thì sao? Hỏa Hoàng lạnh lùng trừng Ninh Vực liếc mắt. Ninh Vực ngậm miệng không nói gì, Hỏa Hoàng căn bản không để hắn vào trong mắt. Trước mặt người khác, hắn còn dám dùng Ninh gia đến uy hiếp, nhưng chiến hồn học viện cơ hồ sẽ không như thế. Hỏa Hoàng tiền bối, ta muốn tự tay giết hắn. Quan Tiểu Thất khẽ cắn môi, từng bước một hướng Hỏa Hoàng đi đến. Đều là vì ngươi. Ninh Vực không làm gì được Hỏa Hoàng, đành phải đem cừu hận chuyển hướng Quan Tiểu Thất. Một cỗ khí thế ngút trời xông thẳng đến Quan Tiểu Thất. Ninh Vực, người dám động đến đồ nhi ta, người muốn chết sao? Hỏa Hoàng gầm thét một tiếng, một quyền đánh ra. Ninh Vực khí thế đột nhiên nổ tung, vội vàng cho ra một trường. Quyền trưởng va chạm, Ninh Vực bay ngược ra vài chục trượng mới dừng lại, mà Hỏa Hoàng lại đứng tại chỗ không nhúc nhích. Có thể thấy sự chênh lệch giữa hai người. Không bình tĩnh nhất chính là Ninh Vực, tiểu tử kia thực sự là đồ đệ Hỏa Hoàng. Tiểu Thất, còn không bái Hỏa Hoàng tiền bối làm sư. Tiêu Phàm vội vàng nói, hắn biết rõ Hỏa Hoàng là đang bảo hộ Quan Tiểu Thất, lúc này mới nhận Quan Tiểu Thất làm đồ đệ. Ta bái người vi sư, ta có thể giết hắn. Quan Tiểu Thất do dự, hít sâu khẩu khí nói. Có thể, Hỏa Hoàng gật đầu, nếu như là người khác nói chuyện. Hắn còn muốn cân nhắc một hồi, nhưng Quan Tiểu Thất nắm giữ một khỏa chân thành chi tâm, người như vậy sẽ không nói dối. Gạch nối, đồ nhi bái kiến sư tôn. Quan Tiểu Thất cuối cùng vẫn quỳ xuống, hắn mặc dù không muốn bái Hỏa Hoàng làm sư, nhưng vì báo thù cho Y Thiên Linh, hắn không thèm đếm xỉa, dù không được vị Lục bá bá kia thừa nhận. Tốt, tốt, đồ nhi ngoan, mau dậy đi. Hỏa Hoàng kích động đỡ Quan Tiểu Thất. Cách đó không xa Ninh Vực trợn tròn mắt nhìn, làm sao nhìn qua là Hỏa Hoàng đang cầu xin tiểu tử này bái sư thế. Thật chẳng lẽ như Tiêu Phàm nói, hắn thực nắm giữ cửu phẩm chiến hồn. Nghĩ vậy, trong lòng Ninh Vực phiền muộn vô cùng, hắn không biết câu nào của Tiêu Phàm là thật. Muốn chém giết muốn dóc thịt, tùy ngươi xử lý. Nếu sau đó ai dám tìm ngươi làm phiền, vi sư gặp một người diệt một người. Hỏa Hoàng sách dược hoàng quang ra như ném chuột chết. Ném cho Quan Tiểu Thất. Quan Tiểu Thất con người băng lãnh, một tay bấm cổ An Tầm, hồn lực ngưng tụ thành kiếm, hướng trên người đâm tới. Ninh Vực trưởng lão, cứu ta. An Tầm đành phải cầu xin Ninh Vực. Ninh Vực trong lòng thập phần dầu dĩ, chiến hồn An Dược Hoàng bị phế, đã không có giá trị lợi dụng, tối đa cũng chỉ có thể bồi dưỡng luyện dược sư của gia tộc mà thôi. Nhưng câu Hỏa Hoàng vừa mới nói,
không phải nói cho người khác nghe, nói đúng hơn là cho Ninh Vực hắn nghe. Giờ phút này nếu hắn xuất thủ, gây giận cho Hỏa Hoàng, với tính tình nóng nảy thì cái gì cũng có thể làm ra được. A Quan Tiểu Thất từng đao cắt thân thể An Tâm, mảng lớn huyết vũ vẩy ra. Hỏa Hoàng nhìn sát khí nồng đậm trên người Quan Tiểu Thất, khẽ nhíu mày. Lấy tính cách Quan Tiểu Thất, tuyệt đối sẽ không làm được sự tình cực kỳ tàn ác đến dạng này. Trừ phi, trước đó Quan Tiểu Thất đã gặp qua sự tình ảnh hưởng lớn đến tâm tính của hắn. Hỏa Hoàng không ngăn cản, Tiêu Phàm mấy người cũng lẳng lặng đứng ở đằng xa mặc cho Quan Tiểu Thất đem An Tâm từng đao dằn vặt đến chết. Nếu như cỗ lệ khí ngập trời trong lòng Quan Tiểu Thất không được phóng xuất ra, đối với sự trưởng thành sau này của hắn sẽ rất bất lợi. Không sai biệt lắm thời gian nửa chén trà nhỏ, An Tâm cơ hồ chỉ còn lại một bộ xương, Quan Tiểu Thất lúc này mới một đao cắt đứt cổ họng hắn. Đường đường thất phẩm đỉnh giai luyện dược sư cuối cùng rơi vào kết cục thiên đao vạn quả mà chết, thực sự là một loại châm chọc. Đồ nhi ngoan, chiến hồn ngươi không có việc gì. Hỏa Hoàng lo lắng nhìn Quan Tiểu Thất nói. Không có việc gì, Tam ca dùng cửu phẩm bổ hồn đan chữa cho ta rồi. Quan Tiểu Thất lắc đầu, cỗ lệ khí trong lòng hắn chậm rãi biến mất. A, Hỏa Hoàng kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra thật giả. Cửu phẩm bổ hồn đan, đây chính là chỉ có cửu phẩm luyện dược sư mới có thể luyện chế đó. Ly Hỏa Đế Đô không có khả năng có người luyện chế được, trừ phi là người ở nơi đó. Chẳng lẽ Tiêu Phàm cùng người nơi đó có quan hệ? Nghĩ vậy, Hỏa Hoàng hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm cũng càng thêm hiền lành. Tiểu tử, đều là bởi vì ngươi, An Dược Hoàng mới chết. Ninh Vực đột nhiên lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm nói. Phải thì làm sao? Tiêu Phàm khinh thường liếc mắt nhìn Ninh Vực, lão bất tử này căn bản chính là cỏ mọc đầu tường, bên nào lợi hại liền hướng bên đó. Ngươi biết ngươi đang nói chuyện cùng ai không? Ninh Vực giận tím mặt, bản thân đường đường là Ninh gia trưởng lão lại bị một chiến vương cảnh tiểu tử khinh thường. Chuyện vừa mới xảy ra, Ninh Vực đã không tin lời Tiêu Phàm nói, hắn càng thêm tin tưởng, trong miệng An Tâm nói trên người Tiêu Phàm có đồ vật có thể chữa trị chiến hồn. Nếu như có thể, vậy tốt nhất đem tiểu tử này mang về gia tộc, hảo hảo tra tấn một phen, đến thời điểm sợ, hắn sẽ phải nói ra. Ngươi cảm giác bị ta lừa sao? Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Thiên Tàn cùng Phong Lang hai người là huynh đệ hắn, một ngày nào đó sẽ cùng Ninh như thủy hỏa, tự nhiên không cần kiêng kỵ cái gì. Chỉ là hắn không nghĩ tới, ngày này vậy mà nhanh đến như vậy. Cảm giác bị lừa, Ninh Vực mặt đỏ tới mang tai. Hận không thể một bàn tay chụp chết tiểu tử này. Cái miệng này quá thiếu ăn đòn, ta đường đường Ninh gia trưởng lão còn muốn lừa ta. Ninh Vực, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng động tới hắn. Hắn mà chết, ta cũng sống không được, ta cũng không ngại kéo thêm mấy cái đệm lưng. Hỏa Hoàng lạnh lùng nhìn Ninh Vực nói. Hắn có liên quan gì tới ngươi? Lại là đồ đệ ngươi. Ninh Vực cau mày một cái, hắn hoàn toàn không hiểu câu kia của Hỏa Hoàng hắn mà chết. Ta cũng sống không được là có ý gì. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ câu nói này, đúng rồi, Hề lão cũng rất coi trọng hắn, còn có Kiếm Hoàng cũng muốn thu hắn làm đồ đệ. Ngươi có thể động đến hắn, chỉ cần Ninh gia ngươi chịu được đả kích. Hỏa Hoàng lạnh lùng liếc mắt nhìn Ninh Vực. Hề lão, Kiếm Hoàng, con ngươi Ninh Vực co rụt lại, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Tiểu tử này rốt cuộc là ai, lại được nhiều đại nhân vật như vậy coi trọng. Chẳng lẽ là con riêng của lão quái vật nào sao? Tiêu Phàm ta đem lời thả ở chỗ này, Ninh gia về sau bất luận kẻ nào cầu ta, đều không dùng được. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng. Không phải thân làm tu giả liền không có sinh lão bệnh tử, ngược lại hoàn toàn tương phản. Tu giả gặp vấn đề sẽ càng nhiều, bằng không cũng không có luyện dược sư tồn tại. Chúng ta đi. Hỏa Hoàng lấy tay vung lên, đám người đột nhiên hướng về nơi xa bay đi. Thiên Tàn cùng Phong Lang núp trong bóng tối cũng rời đi. Ninh Vực đứng ngẩn người tại chỗ, trong lòng thập phần không bình tĩnh, cảm giác bản thân như đã làm sai điều gì. Thiếu niên áo đen thật chẳng lẽ có lai lịch lớn như vậy? Hề lão là ai, bát phẩm luyện dược sư duy nhất Ly Hỏa Đế Đô vậy mà sẽ coi trọng một tên tiểu bối? Chẳng lẽ tiểu tử này thực sự là thất phẩm luyện dược sư? Kiếm Hoàng là ai? Ninh Vực vô cùng rõ ràng. Đây chính là một thế hệ nhân vật ép hắn không thở nổi, cái tên Kiếm Hoàng bây giờ cũng không người nào có thể dung chuyển.
chỉ bằng vào Tiêu Phàm cùng hai người này có quan hệ, cũng đủ để chứng minh Tiêu Phàm bất phàm. Nhưng đây càng không tính là gì, câu nói sau cùng của Hỏa Hoàng kia ngươi có thể động đến hắn, chỉ cần Ninh gia ngươi chịu được đả kích mới chính thức đem hắn hủ đến. Không được, rời đế đô hơn 2 tháng, có lẽ thực phát sinh một chút sự tình, ta phải trở về tìm hiểu. Ninh Vực hít sâu một hơi, quay người hướng về Ly Hỏa đế đô bay đi. Trong lòng Ninh Vực không hiểu sợ hãi, nhất định phải lập tức tìm hiểu sự tình những ngày qua. Nhóm Tiêu Phàm cấp tốc hướng Ly Hỏa đế đô tiến đến. Trên đường, Tiêu Phàm hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, tiểu thất, thiên linh là bởi vì ta mà chết, thật xin lỗi. Nếu như không phải An Tầm cùng An Lan muốn giết hắn, quan tiểu thất cùng y thiên linh cũng sẽ không bị liên lụy, trong lòng Tiêu Phàm cực kỳ khó chịu. Ta không giết bá nhân vì ta mà chết, vừa vặn xác minh câu ngạn ngữ kia. Ngươi không phải nói huynh đệ không cần phải nói cảm ơn sao? Cũng không cần nói xin lỗi. Quan tiểu thất buồn bã cười một tiếng, ta tin tưởng, nếu như thiên linh thực trên trời có linh, nàng cũng sẽ không trách ngươi. Nói đến đây, trong lòng quan tiểu thất hung ác xúc động một cái, vừa nhìn về phía Y Vân nói, tam thúc, là ta không chiếu cố tốt thiên linh. Y Vân nước mắt trong hốc mắt đảo quanh, ngẩng cao đầu, không cho nước mắt chảy ra, khàn khàn nói, cái thế giới này chính là tàn khốc như thế, tu sĩ càng không thể khống chế vận mệnh chính mình. Ta không trách ngươi, ta tin tưởng thiên linh cũng sẽ không trách ngươi. Ta sẽ hảo hảo sống tốt, sống cho cuộc đời của thiên linh. Quan tiểu thất kiên định gật đầu. Hỏa Hoàng nhìn quan tiểu thất thật sâu, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, nói, đi thôi, hiện tại khảo hạch vòng thứ nhất chiến hồn học viện còn theo kịp, nếu ngươi không qua được đừng trách ta đuổi ngươi ra khỏi sư môn. Ta nhất định thông qua, quan tiểu thất cắn răng nói. Chiến hồn học viện ngoại viện nằm ở trên con đường phồn hoa nhất ngoại thành, gần nội thành, nơi này có vô số tu sĩ tuổi trẻ hướng tới. Hôm nay là thời gian chiến hồn học viện khảo hạch, quảng trường cực lớn bên ngoài chiến hồn học viện người đông nghìn nghịt, trông không đến cuối. Đường phố ngựa xe như nước, đủ loại hồn thú kỳ lạ, đối với rất nhiều người mà nói, hôm nay là thời gian khoe khoang tốt nhất. Cưỡi một đầu lục giai hồn thú uy phong lẫm lẫm ra sân. Tự nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Tại chiến hồn học viện có đủ loại ganh đua so sánh, thực lực, danh lợi, tỏa kỵ. Chiến hồn học viện cho tới bây giờ cũng không ngăn việc này, bởi vì danh lợi cùng tỏa kỵ các loại cũng là một loại biểu hiện thực lực. Chỉ bất quá, gia nhập chiến hồn học viện không có yêu cầu quá lớn, chỉ cần một điểm chính là thông qua khảo hạch chiến hồn học viện. Mấy phẩm chiến hồn đối với chiến hồn học viện mà nói cũng không trọng yếu. Bởi vì chỉ cần có thể thông qua khảo hạch, phẩm giai chiến hồn tự nhiên sẽ không quá thấp. Bởi vậy, tại chiến hồn học viện có thể thấy được đủ loại tuổi tác của học viên, thậm chí không thiếu tu sĩ 40-50 tuổi. Tiêu Phàm cùng quan tiểu thất hai người đi tới quảng trường chiến hồn học viện. Hỏa Hoàng, Y Vân, Tiểu Kim bọn hắn cũng chưa từng đến. Hai người tới đưa trước 1 vạn hạ phẩm hồn thạch liền lĩnh 1 khối lệnh bài. Giờ phút này đã gần tới trưa. Là thời điểm nhân số nhiều nhất, hai người tùy ý xếp tại phía sau 1 hàng dài. Vòng thứ nhất khảo hạch, nói khó cũng không khó, đơn giản cũng không đơn giản, chính là khảo thí lực công kích một người. Tại phía trước mỗi 1 hàng dài có đặt 1 khối đá đo lực to lớn, đá đo lực là một loại hồn binh đặc thù, hết thảy có 6 màu. Mỗi tu sĩ khảo hạch có thể thỏa thích thi triển 1 kích, công kích rơi vào đá đo lực, cường độ công kích càng cao. Màu sắc đá đo lực kích hoạt càng nhiều. Một loại màu sắc đại biểu cho chiến vương cảnh tiền kỳ, 2 loại đại biểu cho chiến vương cảnh trung kỳ, cứ thế mà suy ra. Đồng dạng mà nói, tu sĩ tham gia khảo hạch chiến hồn học viện rất ít ai có thể có vượt qua 4 loại màu sắc, bởi vì một khi kích hoạt 4 loại liền đại biểu cho chiến vương đỉnh phong. Về phần 5 loại, 6 loại chỉ có phong vương chiến vương cùng tuyệt thế chiến vương mới có thể kích hoạt. Phong vương chiến vương và tuyệt thế chiến vương bình thường đều có thể đặc biệt trực tiếp tiến vào nội viện. Chiến hồn học viện ngoại viện khảo hạch 1 năm 1 lần, cho nên đồng dạng sẽ không xuất hiện phong vương chiến vương và tuyệt thế chiến vương cường giả. Dù sao, có thể trong vòng 1 năm đạt tới dạng cấp độ này có thể nói là thiên tài tuyệt thế chân chính. Sau 2 canh giờ, phía trước quan tiểu thất cùng Tiêu Phàm rốt cục chỉ còn lại 10 mấy người. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Đá đo lực rung động kịch liệt, phía trên phóng ra 3 loại màu sắc hào quang.
Chiến vương hậu kỳ, Tiêu Phàm hơi ngoài ý muốn, hắn nhìn lâu như vậy rất ít gặp được ai có thể kích hoạt ba loại. Không sai, năm nay tham gia nội viện khảo hạch thực lực. Khảo hạch trưởng lão hài lòng gật gật đầu, người tên là gì? Bạch Vũ. Nói chuyện là một thanh niên áo bào trắng. Nghe được hai chữ này, Tiêu Phàm giật mình, nghiêng đầu nhìn lại, lại nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, chính là một trong hoàng thành thập tú tuyết nguyệt hoàng triều, Bạch Vũ. Người này thực sự là lợi hại, tuổi không lớn lắm vậy mà đã là chiến vương hậu kỳ. Vậy cũng chưa chắc, đã đo lực khảo hạch là công kích lực, chỉ cần lực lượng đủ mạnh liền có thể kích hoạt càng nhiều màu sắc, rất nhiều chiến vương trung kỳ cũng có thể kích hoạt ba loại màu sắc, thậm chí bốn loại. Không sai, nghe nói nội viện không ít yêu nghiệt, lúc ngoại viện khảo hạch có người kích hoạt năm loại màu sắc, kia mới là chân chính biến thái. Ta nhất định phải kích hoạt hai loại. Nghe nói muốn đi vào huyền cung ít nhất cũng phải kích hoạt hai loại. Kích hoạt một loại cuối cùng đều tiến vào linh điện. Đám người nhìn Bạch Vũ, lóe qua từng tia hâm mộ, kích hoạt ba loại màu sắc cho dù tại huyền cung cũng được coi là thiên tài. Xem ra mấy tháng này, Bạch Vũ cũng đột phá rất nhanh. Tiêu Phàm nghĩ thầm, người có thể tham gia vòng thứ hai khảo hạch. Khảo hạch trưởng lão đơn giản đăng ký một cái, đưa cho Bạch Vũ một khối lệnh bài. Hiển nhiên là tư cách tiến vào vòng thứ hai khảo hạch. Kế tiếp, khảo hạch trưởng lão tiếp tục gọi nói. Sau đó, 9 người phía trước quan tiểu thất chỉ có một người kích hoạt hai loại, người khác cũng chỉ là một loại, hơn nữa quang mang có mạnh có yếu. Sắc mặt khảo hạch trưởng lão thập phần bình tĩnh, tựa như sớm thành thói quen, chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy một hai thiên tài, mới có thể nói thêm mấy câu. Kế tiếp, rốt cục đến phiên quan tiểu thất. Sắc mặt quan tiểu thất thập phần bình tĩnh, đi đến phía trước đá đo lực, triệu hồi ra cửu phẩm chiến hồn trục nhật cung, một loại khí tức bàng bạc dập dờn xuất hiện. Khảo hạch trưởng lão kém chút bị một cỗ đại lực chấn bay. Bên trong ánh mắt mệt mỏi hiện ra hào quang, suy suy nhìn quan tiểu thất. Trời ạ, cửu phẩm chiến hồn, đám người cũng kinh hô lên, trong mắt đều là vẻ khó tin. Cửu phẩm chiến hồn đó, đây chính là rất ít khi gặp được. Cũng khó trách bọn hắn kích động như thế. Hắn chẳng lẽ chính là người kia? Đồ đệ hỏa hoàng, khảo hạch trưởng lão bờ môi rung động một cái, sự tình vài ngày trước hắn cũng nghe qua một chút. Dù sao ly hỏa đế đô xuất hiện cửu phẩm chiến hồn là sự tình cực lớn. Nội thành rất nhiều đại nhân đều kinh động, chỉ là hỏa hoàng mở miệng, không ai dám cùng hỏa hoàng đoạt đồ đệ. Trong mắt quan tiểu thất bắn ra một vệt kim quang, lấy ra một mũi tên. Trường cung trong tay kéo căng, đây là hỏa hoàng đưa cho quan tiểu thất lúc làm lễ bái sư. Cung có phẩm giai không thấp, tên là Liệt Nhật Cung, chính là một kiện thất phẩm hồn binh. Nghe nói là hỏa hoàng cố ý bỏ giá rất lớn mới có được, dù sao tu sĩ dùng cung tiễn vốn rất ít. Hỏa hoàng có thể lấy một cây thất phẩm cung đúng là không dễ. Hồng hộc, mũi tên gào thét mà ra, phía trên mũi tên bao phủ một tia khí lãng. Đây là không khí bị đâm phá sản sinh khí xoáy. Ong ong mũi tên rơi vào bên trên đá đo lực, đột nhiên từng đạo hào quang tản ra, đạo thứ nhất, đạo thứ hai, đạo thứ sáu, sáu màu đồng thời tỏa sáng hào quang. Bốn phía tu sĩ sớm đã nhìn mắt trợn tròn, sáu màu, đây chính là công kích của tuyệt thế chiến vương đó. Cung tiễn lúc nào cũng có thể tản mát ra dạng uy lực này. Các ngươi nhìn, mũi tên kia còn cắm ở bên trên đá đo lực. Nhập thạch ba phần. Đám người hít một hơi lạnh, mức độ cứng rắn của đá đo lực bọn hắn cũng biết rất rõ. Cho dù chiến hoàng sơ kỳ công kích cũng không khả năng lưu lại dấu vết trên đá đo lực, có thể thấy công kích quan tiểu thất này thập phần cường đại. Có vẻ như đây là người thứ hai kích hoạt quang mang. Người thứ nhất tên Lâu Ngạo Thiên thì phải, không biết người này kêu là gì. Đám người lại có người mở miệng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm quan tiểu thất. Tựa như phải nhớ kỹ khuôn mặt này. Thần sắc Tiêu Phàm khẽ động, trong lòng hơi kinh ngạc, hắn nhận biết tu sĩ bên trong cùng giai, nếu như nói còn có người có thể khiến hắn nhìn không thấu, vậy cũng chỉ có Lâu Ngạo Thiên. Ngươi tên là gì? Khảo hạch trưởng lão cuối cùng từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, ánh mắt sáng quắc nhìn quan tiểu thất nói, ngữ khí thập phần bình dị gần gũi. Quan tiểu thất. Quan tiểu thất hồi đáp. Quả nhiên. Trong lòng khảo hạch trưởng lão giật mình, lấy ra một khối lệnh bài đưa cho quan tiểu thất nói, chúc mừng thông qua vòng thứ nhất khảo hạch, mời dựa theo chỉ dẫn tiến vào nơi vòng thứ hai khảo thí. Đa tạ,
Quan Tiểu Thất gật đầu. Không cần, không cần. Khảo hạch trưởng lão liền vội vàng lắc đầu, cười tủm tỉm nhìn Quan Tiểu Thất, có chút thụ sủng nhược kinh, sau đó lại nói kế tiếp. Kế tiếp, theo thanh âm khảo hạch trưởng lão vang lên, Tiêu Phàm bình tĩnh đi lên, Tu La Kiếm xuất hiện ở trong tay, hồn lực cuồn cuộn hướng về Tu La Kiếm tràn vào, một cỗ khí tức tuyệt thế sắc bén bắn ra. Bốn phía không khí đều dường như ngưng kết, đám người cảm giác da rẻ có chút đau nhói. Con người khảo hạch trưởng lão khẽ run lên, dưới sự bức bách của kiếm khí Tiêu Phàm, ngay cả hắn cũng phải lui lại mấy bước. Kiếm khí thật lăng lệ, điều này khiến cho ta nghĩ đến một người. Ai, người sáng tạo ra truyền kỳ sinh tử đấu trường, U Linh. Đám người cảm nhận được cỗ kiếm khí bàng bạc kia cũng bị dọa cho phát sợ, nhao nhao hướng về sau thối lui, sợ bị kiếm khí đánh trúng. Đây không phải chiến vương cấp thấp bọn hắn có thể tiếp nhận. Nên dùng mấy thành công kích đây? Vẫn là 5 thành đi, cũng có thể thông qua. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Trường kiếm rung động, chậm rãi nâng lên, một đạo kiếm khí màu trắng từ vị trí Tiêu Phàm gào thét bắn ra. Một kiếm này không sử dụng bất luận lực lượng chiến kỹ gì, cũng không sử dụng chiến hồn chi lực. Vẻn vẹn chỉ là mơ gai hì ột đạo kiếm khí mà thôi, bất quá lại ẩn chứa tam trọng kiếm thế cùng một tia sát ý. Phốc, kiếm khí rơi vào bên trên đá đo lực, khiến tất cả mọi người rất ngạc nhiên là, đá đo lực không nhúc nhích, cũng không có bất kỳ chùm sáng kích phát, đá đo lực bình tĩnh như thường, tựa như không phát sinh việc gì. Không phải chứ, một kiếm kia rõ ràng cực kỳ sắc bén, đá đo lực làm sao có thể không có động tĩnh đây, chẳng lẽ là đá đo lực xảy ra vấn đề? Chắc là vậy, vừa nãy ta cảm giác toàn thân đều rét run, một kiếm kia cực kỳ sắc bén, không có khả năng liền một loại màu sắc đều kích hoạt không được. Vậy cũng không nhất định, có ít người tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, có lẽ công kích hắn cũng chỉ có trình độ này thôi. Bất quá nói trở lại, thật đúng là giống, rất có một tác phong cao thủ đám người kinh dị nhìn đá đo lực, ánh mắt nhao nhao rơi vào trên người Tiêu Phàm. Trên mặt Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái. Đá đo lực này sẽ không thật là hư đi, vừa rồi những người kia đều là công kích dạng này mà, làm sao bọn hắn có thể kích hoạt chùm sáng, mình lại không thể. Tam A, chuyện gì xảy ra? Quan Tiểu Thất đứng ở bên cạnh, hắn tưởng rằng Tiêu Phàm có vấn đề. Khảo hạch trưởng lão nguyên bản còn muốn châm chọc vài câu, bất quá nghe được Quan Tiểu Thất kêu Tiêu Phàm là Tam Ca, lời nói vừa đến miệng trực tiếp nuốt vào. Ta cũng không biết. Tiêu Phàm nhún nhún vai. Chẳng lẽ lần này hắn lại không cách nào gia nhập chiến hồn học viện? Lần trước bởi vì chiến hồn không cách nào gia nhập chiến vương học viện, hiện tại lại không được, trong lòng Tiêu Phàm có chút khó chịu. Các ngươi nhìn đá đo lực kia, cũng đúng lúc này, trong đám người đột nhiên có người kinh hô một tiếng. Đám người nghe vậy, ánh mắt nhao nhao hướng về đá đo lực nhìn lại, sau một khắc, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, chỉ thấy đá đo lực đột nhiên từ chính giữa vỡ ra, nghiêng ngả. Giữa đá đo lực là một vết rách thẳng tắp, hiển nhiên là bị một kiếm chặt đứt, hơn nữa vết cắt thập phần vuông vức. Đá đo lực bị một kiếm chém đôi, đám người mắt trợn tròn, trợn mắt hốc mồm nhìn Tiêu Phàm, trong miệng đủ để nhét quả trứng vịt. Vô số năm qua, vòng thứ nhất khảo hạch người có kích hoạt chùm sáng 6 màu không ít, nhưng chưa bao giờ có người một kiếm bổ đôi đá đo lực, điều này tuyệt đối là lần thứ nhất từ trước tới nay. Khảo hạch trưởng lão ực ực nuốt nước miếng. Hít sâu một hơi nhìn Tiêu Phàm, trong lúc nhất thời không biết mở miệng như thế nào. Quy củ vòng thứ nhất khảo hạch là kích phát chùm sáng mới tính thông qua, tiểu tử này ngược lại hay rồi, trực tiếp chém đôi đá đo lực, việc này nên xử lý như thế nào đây? Ngươi chờ một chút. Khảo hạch trưởng lão để lại một câu nói, liền biến mất tại chỗ, sự tình này hắn cũng không biết làm thế nào. Không bao lâu, khảo hạch trưởng lão đi đến. Bên cạnh hắn còn đi theo một nam tử trung niên nho bào. Nam tử dáng người khôi ngô, khí vũ hiên ngang, trên người vô hình tản ra một cỗ uy nghiêm. Mạc trưởng lão, chính là người này. Khảo hạch trưởng lão chỉ Tiêu Phàm nói. Mạc trưởng lão, hắn chẳng lẽ chính là Huyền Cung đại trưởng lão Mộ Thần Phong. Ánh mắt đám người sáng quắc nhìn chằm chằm nho bào nam tử trung niên, trong mắt đều là vẻ kính sợ. Mộ Thần Phong cau mày một cái nhìn Tiêu Phàm liếc mắt. Liền hướng đá đo lực bị chém đôi đi đến, ánh mắt rơi vào cái hang nhỏ phía trên đá đo lực. Công kích này là ai lưu lại? Mộ Thần Phong đầu cũng không quay lại nói. Là ta. Quan Tiểu Thất nói ra.
không sai, có thể ở bên trên lưu lại dấu vết công kích, xem ra ngươi đã thắp sáng chùm sáng sáu màu. Mộ Thần Phong đứng dậy, hài lòng nhìn Quan Tiểu Thất liếc mắt, hơn nữa, người công kích đã hư hao đá đo lực, cho nên mới có thể bị người này một kiếm chém ra. Sẽ không cần ta bồi thường chứ? Quan Tiểu Thất vội vàng hỏi. Không cần. Mộ Thần Phong cười lắc đầu, sau đó nhìn Tiêu Phàm đám người nói, qua một lúc đổi một khối đá đo lực mới, một lần nữa kiểm tra lại. Nghe thấy Mộ Thần Phong nói, đám người hơi thoải mái, nếu như Tiêu Phàm một kiếm thực đem đá đo lực chém đôi, vậy thì quá là đáng sợ rồi. Chỉ có trong lòng Tiêu Phàm trầm xuống, hắn cảm giác Mộ Thần Phong này có vẻ như đối với hắn rất có ý kiến, mình đắc tội hắn lúc nào hay sao nhỉ? Xem ra ta vẫn là bị người khác không thèm nhìn. Tiêu Phàm thầm cười khổ nói, Quan Tiểu Thất thân làm đồ đệ Hỏa Hoàng, đãi ngộ này chính là không giống nhau. Nếu như mình bái Kiếm Hoàng làm sư, có lẽ sẽ không bị người khác xem thường. Tiêu Phàm lặng lặng chờ đợi, một lúc sau, mấy người lại chuyển đến một khối đá đo lực mới. Tiếp tục, Mộ Thần Phong lười biếng nói, con ngươi nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm gật đầu, không quan tâm ánh mắt Mộ Thần Phong, dẫn theo Tu La Kiếm đi đến phía trước đá đo lực, trong lòng ngưng tiếng nói chẳng lẽ đá đo lực không đo ra sao? Ta không tin ta. Quan Tiểu Thất đều có thể ở bên trên lưu lại dấu vết công kích, Tiêu Phàm không tin mình làm không được, vừa mới cố nhiên là bởi vì Quan Tiểu Thất một tiễn trọng thương đá đo lực nên hắn mới có thể mở ra. Nhưng hắn cũng chỉ là dùng 5 thành lực mà thôi, nếu như 10 thành thì sao? Hô, Tiêu Phàm từng bước một hướng về phía trước đi đến, mỗi một bước, khí thế của hắn liền tăng lên mấy phần, kiếm khí quanh thân cũng càng ngày càng lăng lệ. Mới vừa rồi còn không phải thực lực thực sự của hắn. Ta nhận ra người kia, hắn tên Tiêu Phàm, liên sát người Huyền Cung không ít, nghe nói đã bị Huyền Cung liệt vào sổ đen, rất nhiều người muốn tìm hắn báo thù. Khó trách Mộ Thần Phong để hắn khảo thí một lần nữa, đoán chừng trong này cũng có ý tứ làm khó. Tiêu Phàm nếu tiến vào Chiến Hồn Học Viện không nhất định tốt hơn rồi. Vậy cũng chưa chắc, ta nghe nói Linh Điện Hướng Vinh trưởng lão kết bạn với Tiêu Phàm tâm đầu ý hợp. Không chừng không vào nhập Huyền Cung, tiến vào Linh Điện cũng được, dù sao không có mấy tháng liền có tư cách nội viện khảo thí. Đám người như có chút kiêng kỵ Mộ Thần Phong, đè thấp lấy thanh âm nghị luận. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng Tiêu Phàm bọn hắn đồng dạng có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Thì ra là thế, vậy liền chơi lớn hơn một chút đi. Tiêu Phàm cười thầm trong lòng, Tu La kiếm rung động, vô hình kiếm khí tàn phá khắp nơi. Tiêu Phàm chậm rãi nâng Tu La kiếm, một kiếm chém xuống. Ong ong đá đo lực tách ra quang mang chói mắt, sáu màu chùm sáng đồng thời sáng lên, nhau giao ánh sinh huy, rất nhiều tu sĩ nhìn như si như say. Ta đây không phải đang nằm mơ chứ, lại một tên yêu nghiệt. Đám người có người kinh hô ra, thật lâu không thể bình tĩnh. Ta có thể tiến vào vòng thứ hai sao? Tiêu Phàm cầm kiếm mà đứng, đi đến bên người khảo hạch trưởng lão. Có thể. Khảo hạch trưởng lão từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, đưa cho Tiêu Phàm một khối lệnh bài. Tiêu Phàm cười cười cùng Quan Tiểu Thất hướng tới địa điểm vòng thứ hai khảo hạch đi. Ken két, cũng ngay tại thời khắc hai người quay người rời đi, đá đo lực đột nhiên rung động, sau đó phá toái, hóa thành một đống bột phấn rơi lả tả trên đất. Gạch nối, lại nát, đám người kinh dị nhìn đá đo lực bị tán thành một đống bột phấn, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Nếu như trước đó một kiếm là bởi vì đá đo lực bị hư hao. Như vậy hiện tại thế nào? Chẳng lẽ còn do đá đo lực hư hao? Lông mày Mộ Thần Phong hơi nhíu, hắn có thể cảm nhận được một kiếm kia của Tiêu Phàm đáng sợ thế nào, mở đá đo lực cũng không tính là gì, nhưng khiến đá đo lực hóa thành một đống bột phấn thì có chút khủng bố. Khó trách tiểu tử này khiến Chiến Hồn Học Viện không ít người ăn thiệt thòi, hắn quả thật có thực lực. Còn muốn đo sao? Tiêu Phàm đột nhiên quay đầu, nhìn Mộ Thần Phong cười nói. Sắc mặt Mộ Thần Phong khó coi vô cùng, Tiêu Phàm nói thế là trần trụi khiêu khích, bất quá hắn cũng không thể làm gì. Lấy thực lực Tiêu Phàm khẳng định có thể kích hoạt chùm sáng trên đá đo lực. Lại đo một lần nữa đoán chừng tiểu tử này cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, sẽ chỉ hư hao càng nhiều đá đo lực. Chủ yếu nhất là 6 màu đá đo lực đều bị kích phát, chiếc này đã coi như là thông qua khảo hạch. Không cần. Mộ Thần Phong nghiêm mặt nói. A, Tiêu Phàm trên mặt mang theo vẻ thất vọng.
Mộ Thần Phong tức giận hận không thể một cái tát đánh chết tiểu tử này, đám người muốn cười nhưng lại không dám cười. Tiêu Phàm cùng Quan Tiểu Thất hai người cầm lệnh bài rời đi, tiến về nơi diễn ra vòng thứ hai khảo hạch. Vòng thứ hai khảo hạch là ở bên trong một tòa thanh sắc thạch tháp. Nhìn thạch tháp này, Tiêu Phàm cau mày một cái, không khỏi nghĩ tới luyện tâm tháp bên trong sát lục không gian. Chẳng lẽ khảo hạch vòng thứ hai cũng là luyện tâm tháp? Tại phía dưới luyện tâm tháp đứng đầy một đám tu sĩ, tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía trên thanh sắc thạch tháp. Tiêu Phàm cũng vừa hay nhìn thấy trên cửa tầng thứ nhất thanh sắc thạch tháp treo một tấm bảng, phía trên viết ba chữ, Huyễn Hồn Tháp. Lâu Ngạo Thiên kia vậy mà còn chưa ra, có vẻ như đã đến tầng thứ năm rồi, chẳng lẽ còn muốn trùng kích tầng thứ sáu? Không thể không nói, Lâu Ngạo thực sự là một yêu nghiệt. Nghe nói mấy năm trước Nam Cung Thiên Giật, Sở Khinh Cuồng mấy người cũng không thể thông qua tầng thứ sáu, nếu như hắn có thể thông qua, vậy tất nhiên có thể đặc biệt tiến vào nội viện. Hãy chờ xem, cũng chưa chắc có thể thành công thông qua tầng thứ sáu, tiến vào tầng thứ sáu cùng thông qua là hoàn toàn không giống, một khi thông qua, tầng quang mang kia liền sẽ sáng rõ. Nghe thấy đám người nghị luận, Tiêu Phàm hơi ngoài ý muốn. Nam Cung Thiên Giật cùng Sở Khinh Cuồng không thể thông qua tầng thứ sáu, Huyễn Hồn Tháp đáng sợ như vậy sao? Ong ong đột nhiên, Huyễn Hồn Tháp tầng thứ sáu tỏa ra kim quang chói mắt, ngay sau đó, một bóng người áo bào trắng từ trong cửa đá tầng thứ sáu đi ra, sắc mặt trắng bệch, thân thể đều có chút lung lay sắp đổ. Thông qua, đám người chấn kinh không thôi, ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào phía trên đạo thân ảnh áo bào trắng. Hô, cũng đúng lúc này. Một đạo bóng người nơi xa kích xạ tới, trong nháy mắt xuất hiện ở không trung Huyễn Hồn Tháp. Là Kiếm Hoàng, đám người lên tiếng kinh hô, kính sợ nhìn đạo bóng người trong không trung, bọn hắn không nghĩ tới Lâu Ngạo Thiên vậy mà kinh động Kiếm Hoàng. Lâu Ngạo Thiên, hiện tại ngươi có thể nguyện cùng bản hoàng tiến vào nội viện. Kiếm Hoàng ngữ khí vô cùng uy nghiêm. Được. Lâu Ngạo Thiên hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn gật đầu. Kiếm Hoàng thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, lần trước bị Lâu Ngạo Thiên cự tuyệt đã khiến hắn rất mất thể diện. Mặc dù mặt ngoài không có gì, nhưng trong lòng hắn cũng có chút vướng mắc. Lần này cũng giống như trước đó, hắn cũng sợ Lâu Ngạo Thiên sẽ cự tuyệt, trong lòng đều có chút bất định. Kiếm Hoàng mang theo Lâu Ngạo Thiên rời đi, hiện trường khôi phục như trước, những người khác Kiếm Hoàng liền nhìn đều không nhìn một chút. Kế tiếp, thanh âm khảo hạch trưởng lão vang lên. Một người tiến vào Huyễn Hồn Tháp nhưng vẻn vẹn không lâu liền đi ra, Huyễn Hồn Tháp bình tĩnh như thường, không có bất kỳ quang mang gì. Chỉ thấy người kia ủ rũ từ trong tháp đi ra, sắc mặt trắng bệch. Thất bại. Đám người nhỏ giọng thầm thì, trong lòng cũng bắt đầu khẩn trương. Tiếp theo một tu sĩ lại đi vào Huyễn Hồn Tháp, thời gian cũng rất ngắn. 10 tu sĩ, tối đa chỉ có 5 người kích phát quang mang Huyễn Hồn Tháp. Không thể kích phát quang mang đại biểu khảo hạch thất bại, 1/2 người bị đào thải, tỷ lệ thông qua cũng không tính là cao. Dù sao, tổng cộng khảo hạch có 3 vòng, vòng thứ 3 khảo hạch, tỷ lệ đào thải mới là cao nhất. Tam ca, ta đi trước. Đến phiên Quan Tiểu Thất cùng Tiêu Phàm đã là lúc trạng vạng tối, Quan Tiểu Thất dẫn đầu hướng vào Huyễn Hồn Tháp. Tiêu Phàm lặng lặng chờ đợi, người bốn phía không hề đề cập tới sự tình bên trong Huyễn Hồn Tháp. Điều này cũng làm cho hắn đối với Huyễn Hồn Tháp có chút hiếu kỳ. Sau 3 hơi thở, tầng thứ nhất quang mang đại thịnh, còn người đám người mệt mỏi lộ xảy ra vẻ ngoài ý muốn. 3 hơi, có vẻ như giống với Lâu Ngạo Thiên, chẳng lẽ lại một yêu nghiệt. Có người kinh hô ra. Lại qua 3 hơi, tầng thứ 2 hào quang rực rỡ chói mắt. Đám người vô cùng an tĩnh, lặng lặng nhìn Huyễn Hồn Tháp tựa như sợ bỏ lỡ cái gì. Ngay sau đó, tầng thứ 3, tầng thứ 4, tầng thứ 5 đều bị thắp sáng, nhưng mà Quan Tiểu Thất vẫn không có đi ra. Thực lực tiểu ngũ xem ra lại có tinh tiến. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, trải qua 2 ngày sự tình, tâm tính Quan Tiểu Thất có biến hóa rất lớn. Nguyên bản hắn không nhiễm bất luận khói lửa, bây giờ trên người lại thêm một cỗ lạnh ý, sự tình Y Thiên Linh đã đả kích rất lớn đối với hắn. Trăm tức sau, tầng thứ 6 Huyễn Hồn Tháp quang mang rực rỡ. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh từ trong cửa đá tầng thứ 7 bắn ra, thân thể lung lay sắp đổ, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Tiểu ngũ, không có việc gì chứ? Lúc Quan Tiểu Thất rơi vào mặt đất, Tiêu Phàm vội vàng đi lên đỡ lấy hắn.
lại một tuyệt thế yêu nghiệt, người này là ai? Đám người từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, có chút tiếp thu không được sự thật này. Bọn hắn rất nhiều người tầng thứ nhất đều không thể thông qua, tiểu tử này vậy mà thông qua tầng 6, hơn nữa còn đi khiêu chiến tầng thứ 7. Mặc dù tại tầng thứ 7 thất bại, nhưng giờ phút này không ai dám giễu cợt hắn, bọn hắn tối đa chỉ có thể thông qua 2-3 tầng, lại có tư cách gì đi cười một người thông qua tầng 6 đây. Đồ nhi ngoan, người rất không tệ, hiện tại cùng vi sư đi. Thanh âm hỏa hoàng sang sảng vang lên, trong nháy mắt xuất hiện ở bên người quan tiểu thất. Tam ca, quan tiểu thất nhìn về phía Tiêu Phàm, tựa như không nguyện ý rời đi. Cùng hỏa hoàng tiền bối đi đi, ta tin tưởng lần sau gặp được ngươi, ngươi sẽ càng mạnh hơn. Tiêu Phàm vỗ bả vai quan tiểu thất cười nói. Tại nội viện, tài nguyên tu luyện tuyệt đối mạnh hơn ngoại viện rất nhiều, hơn nữa còn có hỏa hoàng tự mình chỉ đạo, quan tiểu thất cũng sẽ ít đi rất nhiều đường quanh co. Chỉ là Tiêu Phàm không giống hắn, đã đáp ứng Hướng Vinh, nếu như thông qua khảo hạch liền gia nhập linh điện, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, đây là một trong quy tắc làm người của Tiêu Phàm. Tốt, qua chút thời gian ta sẽ trở lại thăm ngươi. Quan tiểu thất gật đầu. Tiểu tử ngươi không đi nội viện, hỏa hoàng cổ quái nhìn Tiêu Phàm nói. Nghe thấy hỏa hoàng nói, những người xung quanh khác càng thêm kinh ngạc. Ý tứ hỏa hoàng là tiểu tử này cũng có tư cách trực tiếp tiến vào nội viện. Ta sẽ đi, nhưng không phải hiện tại. Tiêu Phàm cười nói, qua mấy ngày, tiền bối lại tới tìm ta, cũng có thể triệt để chữa cho tốt vấn đề của tiền bối. Được. Thần sắc hỏa hoàng kích động vô cùng, sau đó mang theo quan tiểu thất rời đi. Đám người một mặt hâm mộ nhìn Tiêu Phàm, có thể cùng hỏa hoàng nói chuyện ngang hàng, việc này quá không thể tưởng tượng nổi. Kế tiếp. Ánh mắt khảo hạch trưởng lão nhìn về phía Tiêu Phàm cũng thay đổi, ngữ khí thập phần bình dị gần gũi. Tiêu Phàm mang lòng hiếu kỳ đi vào huyễn hồn tháp, mới vừa tiến vào, một cỗ khí tức huyền diệu đập vào mặt, không gian xung quanh đột nhiên đại biến, trước người hắn xuất hiện 8 đạo bóng người. Chiến vương sơ kỳ, Tiêu Phàm mặc dù sớm có phỏng đoán, nhưng trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn. Huyễn hồn tháp này thật đúng là cùng công năng với luyện tâm tháp. Khí linh luyện tâm tháp đã từng nói qua, để hắn hỗ trợ tìm tới bản thể. Tiêu Phàm vẫn luôn đem chuyện này đặt ở trong lòng, chỉ là một mực không có bất kỳ đầu mối gì. Bây giờ nhìn thấy huyễn hồn tháp, có lẽ có thể tìm một chút dấu vết để lại về luyện tâm tháp. Tiêu Phàm chậm rãi hướng 8 đạo bóng người kia đi đến, trên người tản ra một cỗ sát ý cường đại, toàn bộ hình ảnh đột nhiên biến mất. Cùng lúc đó, ngoại giới huyễn hồn tháp tầng thứ nhất tỏa ra quang mang sáng chói. Một hơi, đám người trợn mắt hốc mồm, bọn hắn đều rõ ràng bên trong tầng thứ nhất huyễn hồn tháp đối mặt là 8 chiến vương sơ kỳ, dù là tuyệt thế chiến vương cũng chưa chắc có thể một hơi chém hết. Các ngươi mau nhìn, tầng thứ hai vừa sáng, lại là một hơi. Lại có một đạo tiếng kinh hô vang lên. Nếu như bắt đầu vẫn chỉ là kinh ngạc mà nói, hiện tại hoàn toàn chấn kinh. Điều này căn bản không giống như thông quan, mà là đang leo thang. 8 tên chiến vương trung kỳ lại bị miểu sát. Ngay sau đó, tầng thứ 3, tầng thứ 4 quang mang cũng đồng thời mà sáng. Hiện trường im ắng như tờ, tốc độ thông quan này quá kinh khủng, một hơi một cửa, đây là sự tình chưa bao giờ có. Nếu như bọn hắn biết, Tiêu Phàm thông qua 4 quan phía trước ngay cả một kiếm đều không xuất ra, vẻn vẹn quanh thân tản ra sát khí liền diệt đối thủ, thì không biết sẽ có gì ý nghĩ. Bên trong tầng thứ 5, Tiêu Phàm lại xuất hiện ở một mảnh diễn võ tràng, khí tức 8 người đối diện so với trước đó càng cường đại hơn nhiều. Huyễn hồn tháp so với luyện tâm tháp vẫn không bằng. Tiêu Phàm híp hai mắt nói, nếu như là luyện tâm tháp, tầng như nhất đã đối chiến hư ảnh cùng ra mình. Mỗi một tầng cao hơn, số lượng hư ảnh sẽ gia tăng gấp bội, hơn nữa càng lên trên, thực lực hư ảnh cũng càng mạnh. Độ khó kia so với huyễn hồn tháp lớn hơn rất nhiều. Tầng thứ 5, đối mặt là 8 phong vương chiến vương. Tiêu Phàm rốt cục rút tu la kiếm, đối mặt chiến vương đỉnh phong bình thường, Tiêu Phàm còn không để trong lòng, nhưng đối mặt phong vương chiến vương, Tiêu Phàm cũng không dám khinh thường. Dù sao phong vương chiến vương đều là lĩnh ngộ tam trọng thế, cũng không phải cường đại bình thường. Nghĩ muốn thông qua mỗi một cửa khảo hạch, cũng không phải là nhất định phải giết chết những hư ảnh này, mà là chỉ cần kéo dài thời gian nhất định liền có thể. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm,
Phía trước khảo hạch có không ít chiến vương sơ kỳ, có một hai tên thậm chí có thể thông qua tầng thứ hai, cũng không phải bọn hắn giết chết tám chiến vương cảnh trung kỳ, mà là trong tay tám chiến vương cảnh trung kỳ kiên trì thời gian nhất định. Nếu như nói vòng thứ nhất khảo hạch khảo thí là lực công kích một người mà nói, vòng thứ hai khảo hạch là ý thức chiến đấu một người. Hô hô, lúc này, tám đạo thân ảnh giống như tám đạo thiểm điện hướng Tiêu Phàm đánh tới, hư không đao quang kiếm khí lấp lóe, tam trọng thế triển lộ phát huy vô cùng tinh tế. Hồng trần sát, Tiêu Phàm quát nhẹ một tiếng, tu la kiếm lăng không vung lên, từng đạo kiếm khí màu bạc quanh người hắn xoay quanh mà mở. Bang bang, hư không truyền đến một trận thanh âm rít lên, trong đó hai đạo thân ảnh bị Tiêu Phàm chém giết, sáu người khác công kích đã đi tới trước người Tiêu Phàm. Xem ra cũng không phải nhỏ yếu như tưởng tượng. Trong lòng Tiêu Phàm hơi ngoài ý muốn, chân đạp phiêu miểu thần tung bộ đột nhiên biến mất tại chỗ. Một chiêu tuyết trung nguyệt quét ngang ra, lại có ba đạo thân ảnh bị chém giết. Tiêu Phàm không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào, phong thế thi triển đến cực hạn, tại hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh, cuối cùng ba người trong nháy mắt chết ở dưới kiếm Tiêu Phàm. Trường kiếm vào vỏ, Tiêu Phàm sợi tóc phiêu đãng, nhắm hai mắt, hình ảnh bốn phía đột nhiên biến mất, Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn cửa hướng tầng thứ 6, cất bước đi vào. Tiến vào tầng thứ 6, trước mắt Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện tám đạo hư ảnh, trong đó ba người tỏa ra kiếm thế đáng sợ, còn có ba người đứng ở đó giống như ba thanh thiên đao, hai người cuối cùng lại là quyền thế hung mãnh như biển, quanh thân khí lãng cổ động, nhiếp nhân tâm phách. Rất hiển nhiên, mỗi người đều là lĩnh ngộ tứ trọng thế, tuyệt thế chiến vương. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, khó trách Lâu Ngạo Thiên cùng Quan Tiểu Thất thông qua một cửa cũng tốn thời gian dài như vậy, hơn nữa sau khi thông quan cơ hồ tâm lực lao lực quá độ. Tám tuyệt thế chiến vương nha, toàn bộ Ly Hỏa Đế Đô cũng không có nhiều như vậy, dù sao có thể dựa vào tự thân lĩnh ngộ tứ trọng thế cực kỳ thưa thớt. Y Vân đã từng nói cho hắn biết, Chiến Hồn Học Viện có thể lĩnh ngộ tứ trọng thế, tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 người, số liệu này mặc dù không nhất định chuẩn xác, nhưng đủ để chứng minh lĩnh ngộ tứ trọng thế rất gian nan. Khó trách có người nói, Nam Cung Thiên Giật cùng Sở Khinh Cuồng bọn hắn cuối cùng đều không thông qua một cửa này. Nếu xét về một khía cạnh nào đó thì một cửa này cũng không phải dễ qua như vậy. Tám tuyệt thế chiến vương, nếu như đổi lại nửa tháng trước, ta thực sự không có biện pháp, nhưng hiện tại thì... Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, hồn lực cuồn cuộn xuất hiện. Chỉ một thoáng, một cỗ hủy diệt, sát phạt chi khí từ trên người Tiêu Phàm bắn ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ diễn võ tràng. Hắn xuất thủ trước tiên, nhẹ như yến bắn ra, tu la kiếm bắn ra một đạo lợi mang xông thẳng một cái bóng đang dần mờ đi. Cũng đúng lúc này, tám đạo hư ảnh đồng thời động, tám cỗ khí tức đáng sợ xông thẳng đến Tiêu Phàm, tứ trọng kiếm thế cho hắn một loại cảm giác áp bách cực lớn. Hồng Trần thiếu, Tiêu Phàm không dám khinh thường, tam trọng kiếm thế dung hợp tam trọng phong thế một kích khóa chặt một cái bóng mờ. Nhưng khiến hắn rất ngạc nhiên là, cái bóng mờ kia phản ứng rất nhanh, vậy mà trực tiếp tránh thoát đi, đồng thời, mặt khác bảy người từ bốn phía đánh tới. Không chỉ là cảnh giới chiến lực đề cao, lực phản ứng cũng cường đại không ít. Trong lòng Tiêu Phàm giật mình, toàn thân chiến ý tăng vọt. Thiên địa tiêu sát, một tiếng quát như sấm, vô tận kiếm khí từ trên người Tiêu Phàm bắn ra, hư không bỗng đứng im. Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này, tam trọng phong thế thi triển đến cực hạn. Phốc, một kiếm xuyên thủng một cái bóng mờ, thân thể tại hư không đạp mạnh, thân thể như xoắn ốc bay ngược ra lại đâm về một đạo hư ảnh khác. Cái bóng mờ kia trực tiếp bị Tiêu Phàm xuyên qua, thân thể hắn vững vàng rơi trên mặt đất. Giờ phút này, trán hắn cũng chảy ra giọt giọt mồ hôi, thi triển một kích này đối với hồn lực cùng tâm thần tiêu hao cực lớn. Cứ tiếp tục như thế, cho dù có thể thông qua tầng thứ 6, cũng tuyệt đối không có cách nào thông qua tầng thứ 7. Tiêu Phàm cau mày một cái, con người băng lãnh nhìn chằm chằm hư ảnh đối diện. Chỉ có thể thi triển một chiêu này, nếu như có thể giết chết bọn hắn, cũng có thể tiết kiệm được hồn lực. Vừa dứt lời, khí thế Tiêu Phàm đại biến, một cỗ sát khí ngút trời tản ra, dưới chân hắn xuất hiện một mảnh huyết hải ngập trời. Mũi kiếm tu la kiếm sinh ra quang điểm huyết sắc, xoay tròn cấp tốc, điểm sáng nhanh chóng biến lớn, ngưng tụ thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Kiếm khí màu đỏ ngòm xoắn nát hư khôn tứ phương. Đồ lục, Tiêu Phàm gào thét một tiếng, tu la kiếm rung động,
một đạo huyết mang đáng sợ gào thét ra, cuốn lên kiếm khí phong bạo to lớn, đem 6 người còn lại tất cả đều bao phủ vào trong. Một kích này lúc trước có thể chém giết chiến vương cảnh trung kỳ tần đao, lần này lại có thể chém giết 6 tên tuyệt thế chiến vương hay không? Dưới huyễn hồn tháp, vô số ánh mắt tu sĩ nhìn chằm chằm tầng thứ 6. Đã hơn 100 hơi, quang mang tầng thứ 6 còn không có thắp sáng, đoán chừng là thất bại. Tốc độ thông quan quá nhanh, khẳng định đối với hắn tiêu hao quá lớn, lại không biết càng lên trên hư ảnh càng mạnh, hồn lực nếu như hao hết thì đừng mong có thể thuận lợi vượt qua. Đúng vậy, cửa thứ 6 nhất định phải kiên trì thời gian nửa chén trà nhỏ không chết mới có thể tính là vượt qua. Năm đó Nam Cung Thiên Giật cùng Sở Khinh Cuồng chỉ thiếu một chút đã vượt qua. Rất nhiều người lắc đầu thở dài, hôm nay có 2 người xông qua tầng thứ 6 đã là sáng tạo kỳ tích, làm sao có thể 1 đến 2, 2 đến 3 đây? Tiêu Phàm có thể vượt qua sao? Trong đám người, một nam tử áo bào trắng híp hai mắt, chậm chạp nói, nam tử chính là Bạch Vũ. Tiêu Phàm tuy mạnh, bất quá muốn xông qua tầng thứ 6 gần như không có khả năng. 8 tuyệt thế chiến vương, cho dù là chiến hoàng trung kỳ cũng phải lui tránh. Tại bên cạnh Bạch Vũ đứng 2 huynh đệ Bách Lý Cuồng Phong và Bách Lý Văn Phong, nói chuyện là Bách Lý Văn Phong. 2 người vẻn vẹn thông qua tầng thứ 2, so với Bạch Vũ đều hơi không bằng. Không nhất định, thực lực Tiêu Phàm không thua Lâu Ngạo Thiên. Bách Lý Cuồng Phong lắc đầu nói. Nghe nói Trần Phong xông qua tầng thứ 3, có phải hay không? Bách Lý Văn Phong đối với Tiêu Phàm cũng không quá quan tâm. Hắn trước đó nghe được Trần Phong xông qua tầng thứ 3, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Bách Lý Cuồng Phong cũng lộ ra một tia tò mò, Hoàng Thành Thập Tú Trần Phong bài danh thứ 8, còn Bách Lý Cuồng Phong hắn chỉ thông qua tầng thứ 2. Trần Phong làm sao có thể thông qua tầng thứ 3? Là thật. Bạch Vũ gật gật đầu, trước đó ta tới tham gia vòng thứ 2 khảo hạch, hắn vừa lúc từ bên trong huyễn hồn tháp đi ra, cả người nhìn qua cùng trước kia có chút khác biệt, chỉ là bất đồng nơi nào lại nói không được. Bách Lý Cuồng Phong nắm chặt nắm đấm, trong lòng rất khó chịu. Chỉ cần đi vào chiến hồn học viện, về sau có không gian tiến bộ rất lớn, không cần lo lắng cái gì. Bạch Vũ ngược lại không quá quan tâm, trong mắt lòng tin 10 phần. Không sai. Tiêu Phàm cũng chỉ hiện tại đột phá nhanh mà thôi, hắn căn cơ có thể không ổn, chúng ta có khả năng rất lớn vượt qua hắn. Bách Lý Văn Phong gật đầu. Bạch Vũ trầm mặc không nói, trong lòng bất đắc dĩ một trận, vượt qua Tiêu Phàm. Đó là khó khăn cỡ nào, nếu như các ngươi biết Tiêu Phàm ngay cả chiến hoàng cảnh trung kỳ đều có thể chém giết, đoán chừng cũng sẽ bị đả kích a. Bách Lý Cuồng Phong cùng Bách Lý Văn Phong chỉ vừa đến Ly Hỏa Đế Đô mà thôi. Đối với sự tình Tiêu Phàm cũng không phải là rất rõ ràng, bằng không bọn hắn sẽ không tự tin như vậy. Ong ong đột nhiên, huyễn hồn tháp tản ra hồng mang sáng chói, từng tầng quang mang gợn sóng khuấy động xuất hiện. Quang mang tầng thứ 6 đã sáng lên, hắn vượt qua rồi. Đám người kinh hãi nhìn tháp tầng thứ 6 huyễn hồn, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Vượt qua, Bách Lý Cuồng Phong cùng Bách Lý Văn Phong 2 người sắc mặt khó coi. Vừa rồi bọn hắn còn đang suy nghĩ siêu việt Tiêu Phàm, hiện tại Tiêu Phàm liền xông qua huyễn hồn tháp tầng thứ 6, điều này khiến 2 người trên mặt còn bỏng nhức hơn cả trứng. Chỉ là khiến đám người nghi hoặc là, các hoàng giả nội viện lần này vậy mà chưa xuất hiện. Phải biết Phàm là xông qua tầng thứ 6 huyễn hồn tháp, đã có thể trực tiếp tiến vào nội viện rồi. Trước đó Hỏa Hoàng tiền bối nói, Tiêu Phàm không muốn tiến vào nội viện, cho nên bọn hắn cũng không tất yếu đến. Có người khẽ nói, nhớ tới trước đó Tiêu Phàm cùng Hỏa Hoàng nói chuyện. Nguyên bản rất nhiều người coi là Tiêu Phàm quá mức cuồng ngạo, tự nhận là có thể đặc biệt tiến vào nội viện, bọn hắn nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm thật có thực lực. Bên trong tầng thứ 6 huyễn hồn tháp, sắc mặt Tiêu Phàm có chút trắng bệch, mồ hôi trên trán rơi xuống, ngẩng đầu lên, con người trong suốt nhìn cửa tầng thứ 7, chậm rãi đi lên. Tầng thứ 7, sẽ là thứ gì đây? Trong lòng Tiêu Phàm trầm ngâm. Nếu như chỉ là 8 hư ảnh chiến hoàng tiền kỳ bình thường, hắn còn có thực lực chiến một trận. Oanh long long, đẩy cửa đá, Tiêu Phàm xuất hiện ở bên trong tầng thứ 7, khiến hắn rất ngạc nhiên là, tầng thứ 7 cũng không xuất hiện huyễn cảnh, tiến vào tầm mắt hắn là một bóng lưng khô gầy. Đó là một lão giả áo bào trắng tóc trắng bạch mi, hắn đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn về phía trước vách đá. Trên phía trước bàn sách điểm 2 ngọn đèn,
xuyên thấu qua tia sáng lờ mờ có thể thấy rõ ràng trên vách đá là vật gì, đó là một bức họa. Trên tấm hình che kín đường cong lít nha lít nhít khiến cho người ta có loại cảm giác hôn mê, hồn lực cả người tựa như tất cả đều hút vào trong đó. Ngươi muốn tham gia khảo hạch tầng thứ 7, lão giả đột nhiên mở miệng, thanh âm phiêu miểu quanh quẩn ở trong không gian. Hắn cũng không quay người, con người vẫn như cũ nhìn chằm chằm bức họa kia. Đúng, Tiêu Phàm không biết vì sao, bất quá vẫn gật đầu. Tầng thứ 7 có 3 cửa ải, ải thứ nhất, chỉ cần ngươi có thể đến gần ta trong vòng 3 bước, coi như thông qua. Lão giả thản nhiên nói, có thể sử dụng bất luận thủ đoạn gì sao? Tiêu Phàm hỏi, có thể, lão giả vẫn không quay đầu lại. Tiêu Phàm nghe vậy, đạp chân xuống hóa thành một vệt sáng hướng về lão giả phóng đi. Nhưng khiến hắn kinh ngạc là, một cỗ phản lực to lớn trước mặt vọt tới. Hắn thân hình chiến lực bất ổn, cấp tốc hướng về phía sau phóng đi. Tiểu Ngũ khi tiến vào tầng thứ 7, hẳn là bị cỗ lực lượng này đánh bay ra ngoài. Trong lòng Tiêu Phàm cảm giác nặng nề, nhìn lại, chỗ hắn bay ngược chính là cửa ra vị trí tầng thứ 7. Nếu như bị đánh bay ra ngoài, há không phải đã thất bại. U Linh chiến hồn, đi ra. Trong lòng Tiêu Phàm một tiếng quát như sấm, khí thế lần nữa tăng lên, Tu La kiếm chỉ vào không trung, cắm vào phía trên vách đá. Tu La kiếm bị ép cong, có thể thấy cỗ phản lực này đáng sợ. Sắc mặt Tiêu Phàm đỏ bừng, trên trán gân xanh như tiểu trùng ngọa nguậy, hồn lực cuồn cuộn đánh thẳng vào kinh mạch toàn thân, cơ bắp kéo căng tựa như muốn nổ tung, cỗ áp lực thật lớn khiến hắn có chút tuyệt vọng. Cái này vẻn vẹn chỉ là khí tức phát ra liền đáng sợ như thế, vậy thực lực chân chính lão giả sẽ như thế nào? Tiêu Phàm không dám tưởng tượng, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, câu này một chút cũng không sai. Ai sẽ nghĩ đến ở Huyễn Hồn Tháp sẽ gặp được một lão giả biến thái? Thiên địa tiêu sát, Tiêu Phàm quát một tiếng như sấm, vô số kiếm khí từ trên người hắn xuất hiện, hai chân dùng sức đạp ở trên vách đá, lấy Tu La kiếm mở đường, hướng về phương hướng lão giả đâm tới. Phốc phốc phốc, nhưng mà quỷ dị là, vô tận kiếm khí đột nhiên bắn ngược quay về, như là vạn chim về tổ, xông thẳng đến Tiêu Phàm, toàn thân hắn trên dưới máu tươi bay vụt. Trong lòng Tiêu Phàm xúc động muốn chửi, lão gia hỏa này thực lực quá đáng sợ, dù là đối mặt hỏa hoàng cùng kiếm hoàng cũng không có loại áp lực này. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không chịu thua, lần nữa dẫn ra lực lượng vô tận chiến hồn. Bên ngoài cơ thể hắn bốc cháy lên từng tia kim sắc khí diễm, khí thế Tiêu Phàm lần nữa tăng lớn mấy phần. Lão giả như có chút ngoài ý muốn, đột nhiên quay người nhìn về phía Tiêu Phàm, một khuôn mặt khô gầy khắc sâu vào con ngươi Tiêu Phàm, hai đầu trường mi buông xuống, rất có một bộ dáng tiên phong đạo cốt. Vô tình nhất kích, trong lòng Tiêu Phàm gào thét, hắn cũng không tin thực lực tới gần đối phương 3 bước đều không có. Hồn lực tinh thuần quán chú phía trên Tu La kiếm hướng phía trước đâm tới. Phốc, trong hư không dường như có cỗ lực lượng vô hình bị một kiếm đâm xuyên, trong chớp mắt cỗ áp lực kia tiêu tán không ít. Mắt thấy Tu La kiếm đã nhanh đâm vào lưng lão giả, Tiêu Phàm xoay người giữa không trung, vội vàng thu hồi trường kiếm. Mặc dù hắn không cho rằng mình có thể giết chết lão giả, nhưng không muốn xuất hiện ngoài ý muốn. Sát khí thu liếm tự nhiên, đúng là một gia hỏa thú vị. Lão giả loát loát râu dài trắng bệch, cười nhạt một cái nói. Gạch nối gạch nối. Tiêu Phàm đứng tại chỗ há mồm thở dốc, thân thể có chút phát run, một kiếm vừa rồi kia cơ hồ đã hao hết toàn bộ thực lực, cũng là một kích cường đại nhất của hắn. Thực lực coi như không tệ, tính ngươi thông qua ải thứ nhất. Lão giả thản nhiên nói. Chỉ là không tệ lắm. Tiêu Phàm bĩu môi, không phải hắn tự luyến nhưng bên trong cùng giai tu sĩ, thật đúng là không mấy người là đối thủ của hắn. Hơn nữa, hắn cũng đã tới gần lão giả trong vòng 3 bước, nếu như không phải vội vàng thu kiếm, có lẽ còn có thể càng tiến một bước. Đây vẻn vẹn chỉ là ải thứ nhất mà thôi. Lão giả lại nói, thanh âm như gió xuân ấm áp, Tiêu Phàm cảm giác bản thân mệt mỏi mất hết. Trong lòng kinh dị, lão giả lại lấy ra một cái hắc sắc hình cầu to bằng đầu người. Hắc cầu không biết dùng cái gì chế tạo thành, chỉ có thể rõ ràng nhìn thấy phía trên có hai cái lỗ thủng. Tiêu Phàm thử thăm dò dùng một tia hồn lực rót vào trong đó, lập tức cảm giác đầu có chút mơ hồ. Bên trong hắc cầu có vô số thông đạo, lít nha lít nhít, tựa như một cái mê cung rườm rà.
hồn lực vậy mà trong lúc nhất thời xuyên thấu không được. Trong lòng Tiêu Phàm kinh dị vô cùng, hắc cầu này thật đúng là không hề đơn giản. Nhanh như vậy đã từ bỏ. Lão giả mỉm cười, đây chính là cửa thứ hai, hồn lực ngươi nếu như có thể tạo thành một lỗ đi vào trong đó, sau đó từ một lỗ khác đi ra, coi như ngươi thông qua, đương nhiên trước khi bắt đầu, ngươi có thể khôi phục một chút tâm thần. Được. Tiêu Phàm gật đầu, trong lòng hắn cũng vô cùng hiếu kỳ, càng thêm không tin hồn lực mình vậy mà xuyên không thấu được cái hắc cầu này. Lập tức trực tiếp ngồi xếp bằng tại chỗ, lão giả cười tủm tỉm nhìn Tiêu Phàm, sau đó lấy tay vung lên, quang mang huyễn hồn tháp đột nhiên biến mất. Thất bại sao, làm sao người không đi ra? Bên ngoài huyễn hồn tháp đám người lộ ra vẻ kinh ngạc. Sáu loại quang mang phía dưới huyễn hồn tháp đột nhiên biến mất, nhưng Tiêu Phàm cũng không xuất hiện, đừng nói tu sĩ, khảo hạch kinh ngạc, ngay cả khảo hạch trưởng lão cũng nghi hoặc không thôi. Khảo hạch trưởng lão vừa định chuẩn bị đi tầng 7 nhìn một chút, nhưng mà lúc này, một đạo thanh âm quỷ dị truyền vào bên tai khiến hắn thần sắc chấn động. Kế tiếp, khảo hạch trưởng lão hít sâu một hơi nói. Những người khác không biết vì sao nhưng cũng không hỏi nhiều. Nếu chọc giận khảo hạch trưởng lão, trực tiếp bị hủy bỏ tư cách, vậy coi như phiền phức. Tiêu Phàm chẳng lẽ tiến vào tầng thứ 7? Bách Lý Văn Phong kinh dị nói, người kia làm sao không đi ra? Chẳng lẽ chết ở bên trong rồi? Còn chưa có nghe nói ai chết ở bên trong đâu. Bách Lý Cuồng Phong lắc đầu nói, trước đi về nghỉ ngơi đi, khảo hạch vòng thứ 3 ngày mai mới bắt đầu. Bạch Phú nghi hoặc nhìn tầng thứ 7 huyễn hồn tháp, cùng huynh đệ Bách Lý Cuồng Phong rời đi. Bên trong tầng thứ 7, sau nửa canh giờ, Tiêu Phàm lúc này mới đứng dậy, nhìn lão giả nói tiền bối, có thể rồi. Lão giả không nói, chỉ nhẹ gật đầu. Con người lần nữa đắm chìm ở bức họa trên vách tường kia. Viên hắc cầu liền được đặt trên bàn. Tiêu Phàm đi qua, từng tia hồn lực từ lỗ nhỏ hắc sắc hình cầu thấm vào bên trong quả cầu, vô số đường vân chia ra làm 9 phần. Vẻn vẹn 10 cái hô hấp, hồn lực Tiêu Phàm liền hóa thành thiên ti vạn lũ, nhưng vẫn như cũ không cách nào răng đầy toàn bộ thông đạo bên trong hình cầu. Tiêu Phàm không dám tưởng tượng, hình cầu này đến cùng có bao nhiêu thông đạo. Hắn thậm chí hoài nghi cái lỗ này thực có đường xuyên qua cái lỗ kia sao. Bên trong khối cầu này nhất định là một cái mê cung to lớn, người nếu đi vào bên trong, đoán chừng cả một đời cũng đừng hòng đi ra. Nhưng đây chỉ là một cái hắc cầu nho nhỏ, đoán chừng cũng không phải người bình thường có thể tạo ra. Chậm rãi, trán Tiêu Phàm chảy ra một tia mồ hôi, phía sau lưng sớm đã ướt đẫm, sắc mặt có chút tái nhợt. Lão giả thỉnh thoảng quay đầu. Trong mắt hiện lên vẻ khác lạ, thầm nghĩ trong lòng, thời gian nửa chén trà nhỏ, có thể kiên trì lâu như vậy cũng khó. Tiêu Phàm đã quên hết tất cả, hồn lực thiên ti vạn lũ bên trong hắc sắc xuyên toa, vô số hồn ti lại quỷ dị hội tụ đến cùng một chỗ. Đáng tiếc, vẫn không cách nào sâu vào. Tiêu Phàm thô sơ giản lược đoán chừng một chút, bên trong thông đạo hắc cầu dùng đến ngàn vạn mà tính, hắn chí là một chiến vương cảnh tu sĩ, muốn xuyên qua cũng thập phần gian nan. Đây là nguyên nhân hồn lực hắn cực kỳ tinh thuần, có thể phân tán thành thiên ti vạn lũ, nếu như đổi lại một người khác tuyệt đối đã sớm đầu óc choáng váng. Dù sao, muốn khống chế hồn lực thiên ti vạn lũ đối với một người là tiêu hao cực lớn. Dạng này không phải biện pháp, nếu quả thật có thể xuyên qua, dùng phương pháp khác ngược lại rất đơn giản, nhưng chỉ dựa vào hồn lực cũng quá gian nan. Trong lòng Tiêu Phàm hơi trầm xuống. Nếu là đổi lại một người khác đoán chừng đã sớm từ bỏ, nhưng Tiêu Phàm vẫn còn đang kiên trì. Những cái thông đạo nhỏ bé này khẳng định có quy luật, tuyệt đối không phải tạp nham. Tiêu Phàm nghĩ thầm, đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, trong lòng khẽ run lên, hồn văn. Những thông đạo này là từ hồn văn tạo thành. Nghĩ vậy, trong lòng Tiêu Phàm giật mình, con ngươi nhìn lão giả, chẳng lẽ lão đầu là hồn điêu sư trong truyền thuyết. Thu liếm tâm thần. Tiêu Phàm thi triển nhất tâm nhị dụng, đem đường vân bên trong hắc cầu ghi nhớ trong đầu, đồng dạng tâm thần như trước đang không ngừng thử nghiệm, một nửa tâm thần khác lại bắt đầu cân nhắc. Tại bên trong hồn hải Tiêu Phàm, vô số hồn lực ngưng tụ thành một cái chùm sáng hình tròn, từng đầu sợi tơ hồn lực xen lẫn nhau nhưng lại quỷ dị không có đụng cùng một chỗ. Người chế tạo hắc sắc hình cầu đoán chừng cũng là cao thủ bên trong hồn điêu sư. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm. Hồn lực đã phân tán hơn ức sợi, hồn lực người bình thường căn bản không thể nào làm được bước này, Tiêu Phàm làm được đã là cực kỳ bất phàm.
Ta không tin đem tất cả thông đạo mô phỏng ra, còn tìm không được đường ra. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Bên trong hồn hải, hồn ti trong hình cầu màu đen ngày càng nhiều, chậm rãi tựa như biến thành một cái thực thể, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng. Sắc mặt Tiêu Phàm đã trắng bệch vô cùng, tựa như tùy thời có thể ngã xuống. Trong mắt lão giả hiện lên vẻ khác lạ, thậm chí biến thành kích động, kinh ngạc nói, ba canh giờ, vẫn còn kiên trì. Hô, đúng lúc này, một sợi hồn lực tinh tế từ một cái lỗ thủng khác xuyên thấu ra, toàn thân lão giả kịch liệt run lên, bờ môi cũng bắt đầu run rẩy. Thành công, lão giả hoảng sợ nói, lách mình xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Phàm, một tay nâng thân thể Tiêu Phàm. Ta làm được rồi. Tiêu Phàm trắng bệch cười một tiếng liền hôn mê, cả người tâm lực lao lực quá độ, cơ hồ hư thoát. Mấy chục năm, rốt cục cũng có người thành công. Thân thể lão giả khẽ run, đây là một loại kích động phát ra từ nội tâm, trong nháy mắt, một vệt sáng bắn vào trong thân thể Tiêu Phàm. Một cỗ quang mang nhu hòa từ trong thân thể Tiêu Phàm gào thét ra, sắc mặt chậm rãi biến hồng nhuận, sau ba canh giờ, Tiêu Phàm lúc này mới mở ra hai mắt. Lại thấy lão giả đưa lưng về phía hắn, con người vẫn như cũ nhìn chằm chằm bức họa. Người tỉnh, lão giả thu liếm tâm thần, lần này ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm cũng biến thành hiền lành, ngươi tên là gì? Có thể nói cho ta biết ngươi làm sao có thể làm được hay không? Vãn bối Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không có cảm nhận được lão giả có bất luận ác ý gì, cũng yên lòng, trong đây thông đạo quá nhiều, ta đem hồn lực chia thiên ti vạn lũ. Chậm rãi tìm lối ra, cuối cùng ngoài ý muốn tìm được. Đem hồn lực chia thiên ti vạn lũ. Lão giả nghe nói như thế, trợn mắt hốc mồm nhìn Tiêu Phàm. Gạch nối, đúng vậy, chẳng lẽ còn có phương pháp khác? Nghe thấy lão giả nói, Tiêu Phàm lại hơi kinh ngạc. Khóe miệng lão giả có chút co lại, cũng không phải là còn có phương pháp khác khiến hắn khiếp sợ như vậy hay không, mà là hồn lực Tiêu Phàm lại có thể hóa thành thiên ti vạn lũ. Cho dù là hắn đi qua vô số năm ma luyện, cũng mới đạt tới cảnh giới này thôi. Mới vừa rồi là cửa thứ hai, còn có một cửa cuối cùng. Lão giả cưỡng ép kích động trong lòng, lại nói, ngươi cẩn thận nhìn xem, bức họa này có thể nhìn ra cái gì không? Đây chính là cửa thứ ba, nhìn ra có cái gì khó sao? Tiêu Phàm trong lòng chậm chạp nói. Chỉ là khi ánh mắt nhìn bức họa kia, Tiêu Phàm liền không nghĩ được như vậy. Hắn chỉ cảm thấy hình ảnh trước mắt biến đổi, kia rõ ràng nhìn qua là từ vô số đường cong tạo thành bức tranh, đột nhiên bắt đầu động. Từng đầu đường cong hướng Tiêu Phàm khuếch tán đến, hắn phát hiện bản thân trong nháy mắt đưa thân vào một không gian quỷ dị, không gian đều là do đường cong tạo thành. Hơn nữa, những đường cong kia tựa như sống lại, hóa thành vô số sinh linh kỳ dị đang bay về phía hắn. Giống, đột nhiên, Tiêu Phàm màng nhĩ run lên. Một đầu hồn thú hung mãnh hướng về hắn đánh tới, Tiêu Phàm toàn thân mát lạnh, vội vàng rút lui, cả kinh ngã ngồi ở mặt đất. Hắn phía sau lưng đã sớm ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt trắng bệch. Thấy cái gì, trên mặt lão giả khó nén sợ hãi lẫn vui mừng, thầm nghĩ trong lòng, còn không có học hiểu hồn văn, lại có thể cảm nhận được hồn văn tồn tại. Ta nhìn thấy đường cong tạo thành thế giới, có vô số sinh linh đang bay múa. Tiêu Phàm đem hình ảnh vừa mới nhìn thấy tất cả nói rõ chi tiết một lần. Lão giả càng nghe càng kích động, Tiêu Phàm không hiểu nhìn lão giả nói, tiền bối ngươi một mực nhìn bức họa này, tranh này có cái gì giảng cứu? Ngươi tên Tiêu Phàm đúng không, có bằng lòng bái ta làm sư hay không? Lão giả hỏi một đằng trả lời một nẻo, thập phần nghiêm mặt nói. Bái sư, Tiêu Phàm cổ quái nhìn lão giả, lần trước kiếm hoàng muốn thu hắn làm đồ đệ, lần này... Lão đầu lại muốn thu hắn làm đồ đệ. Ngươi không nguyện ý, sắc mặt lão giả trầm xuống, nếu như để cho người ta biết hắn muốn thu đồ đệ, không biết có bao nhiêu người sẽ khiếp sợ đây, tiểu tử này ngược lại tốt rồi, vậy mà một bộ ta không nguyện ý. Không phải, Tiêu Phàm lắc đầu, chỉ là còn chưa biết quyết định thế nào. Vậy hiện tại làm quyết định đi. Lão giả hận không thể một cái tát chết tiểu tử này, bái sư còn muốn tính toán gì? À, Tiêu Phàm giật mình, hắn không nghĩ mình tự nhiên lại có thêm một sư tôn, khiếp đảm hỏi, tiền bối, ngài coi trọng tiểu tử điểm nào? Bởi vì hồn lực ngươi rất mạnh, cực kỳ thích hợp làm một hồn điêu sư. Lão giả hít sâu một hơi nói. Hồn điêu sư, Tiêu Phàm mặc dù sớm đã đoán được, nhưng vẫn lộ ra vẻ kinh ngạc.
Đây chính là nghề nghiệp cực kỳ cổ xưa đó, Tu La truyền thừa chỉ ghi lại đôi câu vài lời. Ngươi nghe nói qua hồn điêu sư, lão giả cũng hơi ngoài ý muốn nhìn Tiêu Phàm. Hồn điêu sư thất truyền hơn mấy ngàn năm, người bình thường căn bản không biết cái tên này. Ngẫu nhiên bên trong một bản cổ tịch thấy qua. Tiêu Phàm gật đầu, Tu La truyền thừa tự nhiên không dám tùy tiện bại lộ. Vậy ngươi bây giờ có thể bái ta làm sư? Lão giả vuốt sợi râu, mặt đầy ý cười nói, trên mặt có vài phần đắc ý. Thế nhưng là vãn bối chỉ muốn dốc lòng tu luyện, hơn nữa, ta thích luyện dược sư. Tiêu Phàm yếu ớt nói. À, ngươi chính là luyện dược sư, khó trách hồn lực ngươi cường đại như thế. Thiên phú này đi làm luyện dược sư nhất định là lãng phí. Lão giả mừng như điên, nếu như lão giả biết rõ Tiêu Phàm bằng chừng ấy tuổi chính là thất phẩm luyện dược sư, đoán chừng sẽ không nghĩ như thế. Sắc mặt lập tức lạnh lẽo nói, hôm nay, người bái cũng phải bái, không bái cũng phải bái. Tiền bối, mạnh mẽ hái dưa không ngọt. Tiêu Phàm khiếp đảm nói, khí thế lão giả làm dọa hắn đến phát sợ. Đồ nhi ngoan, ngươi nếu trở thành hồn điêu sư, hồn lực ngươi về chất sẽ tăng lên. Đối với tu vi ngươi cùng luyện dược đều có trợ giúp cực lớn. Lão giả cười tủm tỉm nói. Lão gia hỏa sắc mặt chuyển biến thật nhanh. Không phải đang lừa ta chứ? Trong lòng Tiêu Phàm thầm nhủ, lời này tuyệt đối không thể nói ra. Nếu lão giả nổi giận, mình cánh tay nhỏ bắp chân nhỏ khẳng định tiếp nhận không được. Không bái thì sẽ như thế nào? Tiêu Phàm thử thăm dò hỏi. Đem ngươi ném ra bên ngoài. Lão giả tức giận nói, ngày bình thường bao nhiêu người muốn bái hắn làm sư, tiểu tử này hay rồi, vậy mà còn muốn mình cầu hắn. Bất quá nghĩ đến hồn lực Tiêu Phàm có thể hóa thành ngàn vạn, lão giả lại không tức giận nổi. Nếu như bị mấy lão bất tử kia biết thiên phú của hắn, đoán chừng cũng sẽ xin hắn bái sư. Tiêu Phàm bị lão giả nói dọa cho phát sợ, vội vàng đứng dậy, hơi hơi thi lễ nói, Tiêu Phàm gặp qua lão sư. Trên mặt lão giả lúc này mới lộ ra nụ cười, nói, vi sư không có gì đưa ngươi, sẽ đưa hồn văn cầu này cho ngươi. Hồn văn cầu. Tiêu Phàm kinh dị nhìn hắc sắc hình cầu, lão sư, quả cầu này có thể tu luyện hồn lực. Đương nhiên, người mỗi ngày dùng hồn văn cầu tu luyện một canh giờ, một tháng sau, hồn lực ngươi tuyệt đối sẽ phát sinh bay vọt về chất. Lão giả gật đầu nói. Tiêu Phàm nghe vậy như nhặt được chí bảo, vội vàng đem hồn văn cầu thu nhập bên trong hồn giới, hắn phát hiện có lão sư cũng không hẳn là không tốt. Lão giả cũng không thèm để ý bộ dáng Tiêu Phàm. Khẽ mỉm cười nói, đồ nhi ngoan, ngươi không làm hồn điêu sư chính là lãng phí, kể từ hôm nay, cách 3 ngày qua tìm ta một lần, qua một thời gian ngắn ta dạy cho ngươi vẽ hồn văn. 3 ngày đến một lần, trên mặt Tiêu Phàm lộ ra vẻ khó xử, qua chút thời gian hắn còn muốn mở tiệm thuốc. Bất quá, lời này vẫn là không nói ra, không thể làm gì khác hơn nói, được. Đúng rồi, sau khi khảo hạch kết thúc, ta không ở nơi này, ngươi đi nội viện tìm ta. Lão giả lại nghĩ đến cái gì, nói ra. Lão sư, ta không vào được nội thành. Tiêu Phàm cười khổ một tiếng. Lần trước đi vào đều là bởi vì văn phường chủ cho hắn tấm lệnh bài kia, hơn nữa, thời gian ngắn ta muốn lưu tại ngoại viện. Vậy được, ta mấy ngày sau sẽ ở ngoại viện, ngươi cầm tấm lệnh bài này, mọi thứ ngoại viện đều mở ra cho ngươi. Lão giả gật đầu nói, ném cho Tiêu Phàm một khối lệnh bài màu tím, trên lệnh bài điêu khắc một hàng dài. Cực kỳ tinh xảo. Tiêu Phàm không biết vì sao, nhưng nghe được câu nói cuối cùng kia của lão giả, Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng. Lệnh bài có thể mở ra tất cả ngoại viện cho hắn. Lão sư, kiếm ý cốc ở nơi nào? Tiêu Phàm vội vàng hỏi. Lần trước mấy người Bạch Vô Thường trong lúc vô tình nói qua địa phương này, trong lòng Tiêu Phàm một mực nhớ rõ. Người lĩnh ngộ tứ trọng thế. Lão giả hơi ngoài ý muốn nhìn Tiêu Phàm. Sắc mặt Tiêu Phàm vừa nhảy. Lắc đầu nói, kiếm ý chỉ dừng lại ở tầng 3. Vậy cũng chớ đi kiếm ý cốc, chỗ sâu nhất ngoại viện có một cái vô kiếm nhai, người có thể đi nhìn. Lão giả nhắc nhở Tiêu Phàm nói. Vâng, lão sư. Tiêu Phàm gật gật đầu, nếu không còn việc gì, ta xin đi trước. Được thôi, qua 2 ngày ta tìm ngươi. Lão giả khoát tay một cái nói. Tiêu Phàm cung kính thối lui, trong lòng mừng thầm, có sư tôn cũng khá đó. Chỉ là ta nhiều trói buộc một chút. Bất quá, chỉ cần có thể khiến bản thân nhanh chóng mạnh lên vậy cũng không sai.
lúc Tiêu Phàm rời Huyễn Hồn Tháp đã hừng đông. Tiêu Phàm lúc này mới nghĩ đến, hôm nay còn có đợt khảo hạch thứ ba, hắn có vẻ như chưa lấy được lệnh bài vòng thứ hai nữa. Đúng rồi, ta làm sao quên hỏi danh tự lão sư. Tiêu Phàm vỗ đầu một cái nói, bản thân mơ mơ hồ hồ có thêm một sư tôn, hơn nữa ngay cả tên đều không biết. Chẳng qua khi hắn lấy lại tinh thần, cách đó không xa một đạo thanh âm vang lên. Tiêu Phàm, đây là lệnh bài thông qua vòng thứ hai. Khảo hạch trưởng lão từ nơi không xa đi đến, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm mang theo một tia cung kính. Đa tạ trưởng lão. Tiêu Phàm tiếp nhận lệnh bài. Hắn không nghĩ tới khảo hạch trưởng lão cố ý chờ hắn. Hắn không biết là, khảo hạch trưởng lão cũng không phải là xem mặt mũi của hắn, mà là bởi vì lão sư hắn. Gạch nối gạch nối. Mặt trời lên cao, khảo hạch trưởng lão tự mình mang theo Tiêu Phàm đi tới nơi khảo hạch vòng thứ ba. Đó là một khu vườn to lớn tên là Chiến Viên. Khảo hạch trưởng lão trên đường đi đem quy củ khảo hạch vòng thứ ba đơn giản giới thiệu với hắn một lần. Bên trong Chiến Viên chăn nuôi rất nhiều hồn thú, cũng bố trí rất nhiều cơ quan. Tất cả tu sĩ thông qua vòng thứ hai cùng nhau từ một cánh cửa tiến vào bên trong Chiến Viên. Cuối cùng có thể sống từ một cánh cửa khác đi ra thì xem như thông qua vòng thứ ba. Vòng thứ ba khảo hạch, khảo nghiệm là kỹ xảo cùng kinh nghiệm chiến đấu của một tu sĩ. Tu sĩ thông qua khảo hạch vòng thứ hai nhiều đến 800 người. Đồng dạng mà nói, có một nửa tu sĩ có thể thông qua khảo hạch đã là khá lắm rồi. Một nửa còn lại, có nhiều người có thể sẽ chết ở bên trong Chiến Viên, đương nhiên để giảm bớt thương vong. Bên trong Chiến Viên có khảo hạch trưởng lão tùy thời chờ lệnh, đem người thụ thương kịp thời đưa ra. Quan chủ khảo cử hành khảo hạch vòng thứ ba là Mộ Thần Phong, cũng chính là đại trưởng lão Huyền Cung. Đến giờ, tất cả mọi người tiến vào bên trong Chiến Viên, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Bên trong Chiến Viên không thể phi hành, các ngươi cũng không được khoe khoang, nếu không rất có thể sẽ chết ở bên trong. Ánh mắt Mộ Thần Phong thập phần băng lãnh. Đối với sinh tử tu sĩ tựa như không để ý. Hàng năm khảo hạch đều sẽ có không ít tu sĩ chết ở bên trong, những trưởng lão Chiến Hồn Học Viện đã sớm tập mãi thành thói quen. Mặt khác, hồn thú bên trong Chiến Viên, chỉ có thể tổn thương, không thể giết, hiểu chưa? Con người Mộ Thần Phong lạnh lùng đảo qua toàn trường. Đã hiểu, đám người chăm miệng một lời, bất quá cũng không ít tu sĩ xem thường. Dựa theo kinh nghiệm thường ngày, đều sẽ có một nửa người thông qua khảo hạch, nơi này hơn 800 người, hy vọng vẫn là rất lớn. Thậm chí, có thật nhiều người ôm tâm lý may mắn, chỉ cần đi theo đại bộ phận cho dù gặp phải hồn thú cũng chẳng làm sao. Quanh hai phiến cửa sắt to lớn Chiến Viên mở ra, hơn 800 tu sĩ cùng nhau chen vào, hướng bên trong Chiến Viên phóng đi. Tiêu Phàm cùng trong đám người, rất nhanh cũng tiến vào Chiến Viên. Vượt quá ý liệu Tiêu Phàm là, Chiến Viên nói là một tòa vườn, còn không bằng nói là một mảnh rừng to lớn, bên trong thụ mộc che trời xanh tươi tốt, sinh cơ rạt rào. Liếc nhìn lại, vậy mà nhìn không thấy điểm cuối, đủ để thấy được khu vườn này mênh mông thế nào. Thật đúng là không thể phi hành, có người hoảng sợ nói, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Nơi này bố trí cấm giới, trừ hồn thú loài chim hoặc nắm giữ chiến hồn loài chim, tất cả mọi người đều không bay được. Lại có người giải thích. Mới vừa tiến vào vườn thì có một cỗ khí tức cường đại tập trung vào đám người, không bao lâu, vô số phi cầm tẩu thú từ đằng xa gào thét tới, số lượng nhiều đạt 400-500, che khuất bầu trời. Trong lòng đám tu sĩ căng thẳng, số lượng hồn thú không thua số học viên tham gia khảo hạch, muốn may mắn thông quan, độ khó việc này thật đúng là không phải lớn bình thường. Một đầu hồn thú ứng phó một người học viên đã đủ, hơn nữa. Đây mới là cổng vào của khu vườn. Giống một đầu vân rực hổ to lớn nổi giận gầm lên một tiếng, từ trên cao đáp xuống, con người lóe ra hồng mang, đem những học viên này xem như món ăn ngon. Chạy mau, trong đám người truyền đến một tiếng gầm lên, hơn 800 tu sĩ tản ra bốn phía, cấp tốc hướng về rừng sâu phóng đi. Bọn hắn xem ra Chiến Viên không có khả năng quá lớn, chỉ cần toàn lực chạy đi, mười mấy cái hô hấp liền có thể chạy đến cửa ra. Bất quá, việc này chú định khiến bọn hắn thật thất vọng, xung quanh Chiến Viên hơn 100 dặm vô cùng lớn, nơi này là trại chăn nuôi hồn thú của Chiến Hồn Học Viện. Những hồn thú này mặc dù mất đi dã tính nguyên thủy, bình thường không dám tùy ý giết chóc, nhưng bọn nó lại có linh trí,
biết lần này là khảo hạch hàng năm một lần của Chiến Hồn Học Viện, có thể tùy ý làm bậy, thậm chí ăn no nê. Tiêu Phàm đứng tại chỗ, đánh giá tứ phương, đại bộ phận tu sĩ đều cùng hồn thú giao thủ, hoặc là trong rừng điên cuồng chạy trốn. Đúng là phiền phức, chỉ có thể hồn thú giết người, người không thể giết hồn thú. Tiêu Phàm nhỏ giọng thầm thì nói. Ngao Ô đột nhiên, một đầu phi thiên ngân lang cực đại từ phía sau Tiêu Phàm đánh giết đến, móng vuốt sắc bén lóe ra ngân mang. Theo phi thiên ngân lang, tên nhân loại này chắc chắn trở thành khẩu phần ăn của nó. Bản thân đường đường là hồn thú lục giai, chẳng lẽ ngay cả đánh lén cũng không thể hạ được một tên nhân loại tham gia khảo hạch. 3. Tiêu Phàm trở tay chính là một chưởng, bàn tay ngưng tụ thành hồn lực to lớn hướng về phía sau đập tới. Ngao Ô, phi thiên ngân lang nổi giận gầm lên một tiếng, bị bàn tay trực tiếp đập bay, trong rừng rất nhiều thụ mộc vỡ nát, bụi bặm tràn ngập. Phi thiên ngân lang gian nan từ trong phế tích bò lên, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, nó không ngờ Tiêu Phàm lại cường đại như thế. Tiếp tục, Tiêu Phàm đối với phi thiên ngân lang ngoác ngoác ngón tay, trong mắt đều là vẻ đăm chiêu. Những hồn thú này đại bộ phận chỉ là trong lục giai hậu kỳ, căn bản không làm gì được hắn, Tiêu Phàm tự nhiên không sợ hãi. Mặc dù nói không cho phép giết chết hồn thú, nhưng chỉ đánh một trận, Chiến Hồn Học Viện khẳng định cũng không nói cái gì. Phi thiên ngân lang phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm, nó ở bên trong nơi này sinh hoạt biết bao năm tháng, so với hồn thú bình thường nhạy bén hơn rất nhiều, bây giờ lại bị một nhân loại khiêu khích, nó tự nhiên vô cùng phẫn nộ. Nó chu lên mấy tiếng, đột nhiên bốn phía mười mấy đầu hồn thú hướng Tiêu Phàm vào tới, đem Tiêu Phàm vây quanh ở bên trong. Còn biết kêu giúp đỡ, linh trí hồn thú nơi này vượt ngoài ý muốn Tiêu Phàm, nhàn nhạt liếc mắt nhìn mười mấy đầu hồn thú bốn phía chỉ bằng các ngươi còn không đủ. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm trong nháy mắt biến mất tại chỗ, từng đạo quang ảnh lấp lóe. Tiêu Phàm xuất hiện lần nữa, vỗ vỗ hai tay, ngay sau đó mười mấy đầu hồn thú tất cả đều bị đánh bay ra bốn phương tám hướng. Nơi xa không ít người thấy cảnh này, tất cả đều bị thực lực Tiêu Phàm làm cho chấn kinh, có một số người lộ ra vẻ cảm kích, Tiêu Phàm hấp dẫn rất nhiều hồn thú vây công, bọn hắn có khả năng thông qua càng lớn hơn. Ta đây xem như kéo cừu hận sao? Tiêu Phàm nói thầm một tiếng, sau đó hướng về phi thiên ngân lang đi đến. Phi thiên ngân lang bị dọa đến toàn thân run rẩy, từng bước một lui lại, quay người chuẩn bị chạy đi. Tiêu Phàm chỗ nào sẽ bỏ qua nó, một cái lắc mình liền nhảy đến trên lưng phi thiên ngân lang. Phi thiên ngân lang bị dọa đến toàn thân run một cái, lúc này âm thanh Tiêu Phàm vang lên, hướng về cửa ra khác đi, mặc dù ta không thể giết ngươi, nhưng đánh ngươi một trận vẫn có thể. Nghe thấy Tiêu Phàm nói, phi thiên ngân lang không khỏi run run, quay đầu nhìn Tiêu Phàm, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Đúng rồi, chúng ta không thể phi hành, có thể cho hồn thú khác mang chúng ta bay. Có người lấy lại tinh thần, cũng hướng về trên lưng một đầu hồn thú nhảy tới. Nhưng một cái cánh khổng lồ từ trên lưng hồn thú bắn ra, giống như một chuôi thiên đao. Những tu sĩ kia bị dọa đến sắc mặt hoàn toàn run rẩy, cũng may phản ứng cực nhanh. Nếu không rất có thể bị chém ngang lưng rồi. Bọn hắn rốt cục minh bạch, muốn dùng hồn thú phi hành thay đi bộ cũng không phải ai cũng có thể làm được. Ai, người so với người làm người ta tức chết. Đây chính là Tiêu Phàm, người thông qua tầng thứ 6 khảo hạch, ai có thể so với hắn. Đám người truyền đến một trận âm thanh thở dài, sau đó không dừng lại, cấp tốc hướng trong rừng chạy đi. Lâm thời tòa kỵ này cũng không tệ lắm. Tiêu Phàm ngồi ở trên lưng phi thiên ngân lang quan sát phía dưới, tất cả thu hết vào mắt. Gạch nối, chậm chút, hướng bên trái nghe không hiểu à. Tiêu Phàm ngồi trên lưng phi thiên ngân lang vênh mặt hất hàm sai khiến. Phi thiên ngân lang xúc động đến thổ huyết, nó rất muốn vung Tiêu Phàm xuống dưới, nhưng mà lại sợ Tiêu Phàm trực tiếp lấy cái mạng nhỏ của nó. Tốc độ phi thiên ngân lang rất nhanh, nếu như không phải thời gian của Tiêu Phàm không gấp. Đoán chừng hiện tại đã thông qua khảo hạch. Ngao Ô Ô, đột nhiên phi thiên ngân lang kêu lên, hướng về mặt đất lao đi, rất nhanh liền rơi vào một vùng đất nhỏ. Sao không đi nữa? Tiêu Phàm phẫn nộ nhìn phi thiên ngân lang. Phi thiên ngân lang kêu to mấy tiếng, bất luận Tiêu Phàm nổi giận như thế nào, nó cũng quỳ rạp dưới đất không nhúc nhích, thậm chí trong mắt có hơi nước bốc lên. Khóc, Tiêu Phàm đột nhiên có một cảm giác tội lỗi vô cùng.
đang yên đang lành ngươi khóc cái gì, ai không biết còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi. Thời khắc bất đắc dĩ, Tiêu Phàm đành phải khoát tay một cái nói, được rồi, ngươi đi đi. Ô ô Phi Thiên Ngân Lang cảm kích liếc nhìn Tiêu Phàm, thấy Tiêu Phàm từ trên lưng nhảy xuống, nó ngay lập tức hóa thành một cơn gió lốc lao về phía chân trời. Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, ngẩng đầu đi về phía trước. Vừa rồi trên không trung thấy rõ cửa ra cũng không phải rất xa, hẳn rất nhanh là có thể thông qua. Ân, đi mấy trăm mét, Tiêu Phàm đột nhiên dừng chân lại, hồn lực quét ra, sau một khắc, vài hồn thú to lớn tiến vào phạm vi hồn lực Tiêu Phàm. Hồn thú lục giai hậu kỳ, khó trách Phi Thiên Ngân Lang kia không dám đi lên phía trước. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra một nụ cười thâm trầm. Oanh, mặt đất run rẩy mãnh liệt, vài thân ảnh to lớn xuất hiện ở trước mặt Tiêu Phàm, một xích diễm thiên hùng, một liệt diễm ma viên cùng một lôi vân thỏ. Giữa không trung còn có một lôi điện ưng đang đập đôi cánh to lớn, một cỗ uy áp đáng sợ xông thẳng về phía Tiêu Phàm. Cút, Tiêu Phàm chuyển một tia hồn lực, lực uy áp đáng sợ áp xông thẳng lên, sát khí lạnh lẽo từ trên người Tiêu Phàm tràn ngập ra. Bốn hồn thú bị dọa nằm rạp trên mặt đất, nơm nớp lo sợ, sợ hãi tới cực điểm. Lão hổ ta không phát huy, các ngươi thật coi ta là con mèo bệnh. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, lách mình liền đạp vào lưng xích diễm thiên hùng, tiếp tục đi lên phía trước. Xích diễm thiên hùng nào dám phản kháng, mang theo Tiêu Phàm liền hướng cửa ra mà đi, ba con hồn thú khác cũng không dám bỏ đi, mà đi theo phía sau Tiêu Phàm, nơm nớp lo sợ tiến lên phía trước. Không bao lâu, một hẻm núi kéo dài tiến vào tầm mắt Tiêu Phàm, hẻm núi cũng rộng mười mấy trượng, xem ra thông qua cái hẻm núi kia chính là vị trí cửa ra. Mấy chục giây sau, xuyên qua một mảnh rừng, Tiêu Phàm rốt cục nhìn thấy lối vào hẻm núi. Các ngươi dựa vào cái gì không cho chúng ta đi qua? Các ngươi biết đây là hành vi gì không? Trưởng lão học viện khẳng định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đúng vậy, Vương Đạo Minh giỏi lắm sao? Đế Minh giỏi lắm à? Các ngươi thực sự là vô sỉ. Dựa vào cái gì ngăn chúng ta đi qua? Không sai, chúng ta đến tham gia khảo hạch. Các ngươi dựa vào cái gì ngăn cản chúng ta? Đừng tưởng rằng các ngươi là người Vương Đạo Minh cùng Đế Minh, chúng ta sẽ không dám xuất thủ. Từng tiếng gầm gừ phẫn nộ từ phía trước truyền đến, Tiêu Phàm vội vàng ra hiệu xích diễm thiên hùng dừng lại. Hắn từ trên lưng xích diễm thiên hùng nhảy xuống, phất phất tay. Bốn đầu hồn thú như được đại xá, lập tức biến mất trong rừng. Tiêu Phàm chậm rãi đi lên phía trước, đứng ở trên một thân cây ngắm nhìn hẻm núi nơi xa, không khỏi mị mị hai mắt. Tại chỗ lối vào hẻm núi bày ra một trạm gác, rất nhiều người đang phẫn nộ đánh thẳng vào, đối diện trạm gác có một vài tu sĩ cười lạnh không thôi. Trong hẻm núi, có một vài tu sĩ lắc đầu thở dài, trong lòng bọn hắn thấy vô cùng may mắn bản thân sớm đã đi qua. Bằng không cũng có thể trở thành một thành viên trong đó. Dựa vào cái gì, chỉ bằng chúng ta hiện tại đã là người Đế Minh, muốn thông quan đúng không, giao hơn trăm vạn trung phẩm hồn thạch ra, tự nhiên để các ngươi thông qua. Bằng không, các ngươi liền đợi trở thành thức ăn của hồn thú đi. Đối diện, một thanh niên tu sĩ mặc trường bào màu đen cười lạnh nhìn hơn 10 người bị ngăn cản. Tiêu Phàm từ khí tức phát ra trên người hắn, đại khái có thể nhìn ra tu vi hắn. Hẳn là chiến vương hậu kỳ, ở trong một nhóm tu sĩ đi khảo hạch có thể coi là cường giả. Phía sau hắn còn có hơn mấy chục người đang đứng, cười lạnh nhìn đám tu sĩ bị ngăn cản bên ngoài. Tiêu Phàm không khó đoán ra, những người này cũng đã gia nhập Đế Minh, hoặc là Vương Đạo Minh. Bằng không, bọn hắn không dám phách lối như thế. Tiêu Phàm không tiến lên, hắn ngược lại rất muốn nhìn xem những người này sẽ xử lý như thế nào. Liếc nhìn đám người. Tiêu Phàm rất nhanh phát hiện mấy thân ảnh quen thuộc, Bạch Vũ, Trần Phong, Bách Lý Cuồng Đao cùng Bách Lý Văn Phong, thậm chí, còn có một thanh niên toàn thân bọc trong hắc bào. Thanh niên hắc bào trên vai có một con diều hâu đen đứng đấy, trang phục kia hết sức cổ quái. Gia hỏa này, ta còn tưởng rằng ngươi quên khảo hạch rồi. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, thanh niên hắc bào chính là Ảnh Phong. Vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai khảo hạch Tiêu Phàm chưa từng nhìn thấy hắn. Còn tưởng rằng Ảnh Phong còn đang say mơ say màng. 100 vạn trung phẩm hồn thạch, chỉ bằng các ngươi đi cướp đi. Rất nhiều tu sĩ giận mắng không thôi, 100 vạn trung phẩm hồn thạch, tương đương với 100 triệu hạ phẩm hồn thạch.
bình thường tu sĩ hoàng triều cùng vương triều nào lấy ra được nhiều như vậy. Cho dù có nhiều hồn thạch như vậy cũng không muốn lấy ra. Dù sao, có thể đi đến nơi này đã gần như thông qua, ai nguyện ý tiêu tiền uổng phí này. Cướp mà nhanh như vậy sao? Thanh niên áo bào đen kia cười lạnh không thôi, căn bản khó chơi, không có hồn thạch thì ở đây chờ hồn thú xé các ngươi thành từng mảnh đi. Ta đưa, một nam tử khôi ngô nghiến răng nghiến lợi nói, tiện tay ném ra một mai hồn giới. Thanh niên hắc bào liếc mắt quét hồn giới, ra hiệu nhường ra một con đường, nhếch miệng cười nói, ngươi có thể thông qua. Nam tử khôi ngô hít sâu một hơi, quay người liền đi qua. 100 vạn trung phẩm hồn thạch mặc dù khiến hắn khó mà tiếp nhận, nhưng có thể thông qua khảo hạch cũng đáng. 100 vạn trung phẩm hồn thạch, tuyệt đối để các ngươi thông qua, vừa rồi các ngươi cũng thấy đó. Thanh niên hắc bào lần nữa nhìn về phía đám người nói. Ta đưa, cho ta qua, đây là 100 vạn trung phẩm hồn thạch. Không ít người đi lên trước, cơ hồ táng ra bại sản lấy ra 100 vạn trung phẩm hồn thạch, trong lòng mặc dù vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không dám nói gì. Bọn hắn tất nhiên cũng đều rất rõ, Đế Minh cùng Vương Đạo Minh chính là thế lực xếp hạng 3 vị trí đầu chiến hồn học viện, về sau bọn hắn muốn vào chiến hồn học viện khẳng định còn phải tạo không ít quan hệ. Trong mắt phần lớn mọi người, Đế Minh cùng Vương Đạo Minh chính là phách lối, không phải bọn hắn có thể đắc tội. Mắt thấy nguyên một đám tu sĩ thông qua khảo hạch, những người khác ngày càng bối rối, một khi hồn thú đuổi theo, bọn hắn đến cơ hội chạy trốn cũng không có. Nơi xa, cũng có nguyên một đám tu sĩ kéo bước chân nặng nề hướng về gần cửa ra hẻm núi. Lúc bọn hắn thấy có người ngăn lại đường đi, gần như đã tuyệt vọng. Số ít tu sĩ không chút do dự xuất ra 100 vạn trung phẩm hồn thạch, thông qua được, có loại cảm giác sau khi chết đi sống lại. Đại ca, sắc mặt Bách Lý Văn Phong khó coi nhìn Bách Lý Cuồng Phong nói, chúng ta đi qua thôi. Bằng không hồn thú càng ngày càng nhiều. Nơi xa đã có không ít hồn thú công sát mà tới, có tu sĩ đang giao thủ, sắc mặt người Đế Minh cùng Vương Đạo Minh đều là bộ dáng cười trên nỗi đau của người khác. Sắc mặt Bách Lý Cuồng Phong có chút khó coi, tại Tuyết Nguyệt Hoàng Triều nào có người dám bức bách hắn, hắn đã nổi danh cuồng ngạo. Nhưng mà đến nơi này, đến hắn cũng không thể không bợ đỡ người khác. Thời gian không đợi ai, không muốn chết tốt nhất đem hồn thạch giao ra. Thanh niên hắc bào cười tà tà nói. Sao con mẹ ngươi, đột nhiên, một tiếng gầm vang lên, chỉ thấy một thanh niên áo bào trắng xông lên trước, trường đao trong tay nhộn nhạo đao mang, xông thẳng hướng thanh niên hắc bào. Gạch nối, tiểu tử, ngươi muốn chết, sắc mặt nam tử hắc bào hoàn toàn thay đổi, hắn không nghĩ tới lại có người dám chủ động công kích hắn. Không đợi hắn lui về sau, hai người phía sau hắn liền nghênh lên. Cùng thanh niên áo bào trắng giao chiến. Trần Phong, mấy người Bách Lý Cuồng Đao nhận ra thanh niên áo bào trắng xuất thủ, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trần Phong tại Tuyết Nguyệt Hoàng Triều cũng không tính là mạnh nhất, bình thường cũng không dám phách lối như thế, bọn hắn nào nghĩ đến, Trần Phong cũng dám xuất thủ với người Đế Minh. Đây là Trần Phong trước kia sao? Trước đó mấy người Bách Lý Cuồng Đao đã cảm thấy Trần Phong như có một chút biến hóa. Nhưng thế nào cũng không nghĩ đến Trần Phong lại to gan như vậy. Hô, cũng đúng lúc này, Bạch Vũ đứng đấy không động, cũng trong nháy mắt gia nhập chiến đoàn Trần Phong. Trần Phong lấy một chọi hai, hơi có chút không bằng. Có điều, có Bạch Vũ gia nhập, hai người lập tức áp chế mấy người đối diện. Những người khác dục dịch, tựa như cũng muốn gia nhập chiến đấu, chỉ cần tất cả đánh nhau, mấy người bọn họ có cơ hội rất lớn chuồn qua cửa ải này. Sắc mặt thanh niên hắc bào khó coi vô cùng, hắn không nghĩ tới lại có người dám dẫn đầu xuất thủ, lập tức cười lạnh liên tục, dám xuất thủ với Đế Minh ta, hôm nay không dạy dỗ các ngươi tử tế, ta liền không phải Úy Thiên Hổ. Úy Thiên Hổ, đám người nghe nói như thế, con ngươi hơi co rụt lại. Những tu sĩ chuẩn bị động thủ vội vàng lui ra phía sau mấy bước, cố ý kéo dài khoảng cách với bọn Trần Phong và Bạch Vũ. Khó trách người này phách lối như thế. Hắn lại là Úy Thiên Hổ. Úy Thiên Hổ là ai? Sao ta chưa nghe nói qua? Bởi vì ngươi không hiểu thế lực chiến hồn học viện. Úy Thiên Hổ này địa vị không nhỏ, ca ca hắn chính là minh chủ ngoại viện Đế Minh, nghe nói là chiến tướng đệ nhất thế lực ngoại viện của Đại Đế Tử. Từ mấy năm trước đã phong vương chiến vương, chỉ là một mực không tiến vào nội viện. Đám người nhìn về phía Úy Thiên Hổ,
con người có một tia sợ hãi, bọn hắn có chút may mắn, vẫn may bản thân không có xúc động. Đại ca, Bách Lý Văn Phong nghe nói như thế, vội vàng kéo kéo góc áo Bách Lý Cuồng Phong, hiển nhiên hắn cũng sợ. Bách Lý Cuồng Phong đứng tại chỗ, thần sắc hết sức phức tạp, nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt. Khẽ cắn môi, Bách Lý Cuồng Phong rút ra một chuôi trường đao, đột nhiên đâm thẳng hướng hai người đế minh kia, một màn này khiến Bách Lý Văn Phong bị dọa cho phát sợ. Những người khác cũng kinh ngạc không thôi, tiểu tử này muốn chết sao? Biết rõ thân phận Úy Thiên Hổ lại còn dám giúp đỡ hai người kia, Úy Thiên Hổ làm sao có thể tùy tiện bỏ qua cho ngươi? Bách Lý Văn Phong thấy thế, vội vàng lui ra phía sau mấy bước, sắc mặt khó coi tới cực điểm, đây căn bản chính là đang tìm cái chết. Ta không thể điên cùng các ngươi, dù ngươi là đại ca ta. Tiêu Phàm nơi xa nhìn thấy một màn này, hai mắt khẽ híp một cái, nhàn nhạt lắc đầu, hắn không nghĩ tới Bách Lý Văn Phong sợ chết như thế. Bách Lý Cuồng Phong là đại ca của hắn, thời điểm này vậy mà lại lùi bước. Giết bọn hắn, Úy Thiên Hổ thấy thế, sắc mặt vô cùng băng lãnh, thân hình lóe lên đột nhiên một kiếm đâm về Bách Lý Văn Phong ở gần nhất. Bách Lý Văn Phong kinh hãi, vội vàng một kiếm chém ra. Phốc, nhưng đạo kiếm quang kia nhanh hơn, trực tiếp xuyên thủng lồng ngực hắn, máu tươi trong miệng phun ra, một mặt kinh hãi nhìn Úy Thiên Hổ. Hắn nào nghĩ đến Úy Thiên Hổ vậy mà sẽ đột nhiên xuất thủ về phía hắn, ta căn bản không có đắc tội các ngươi. Vì sao? Bách Lý Văn Phong hồi lâu mới gian nan phun ra một câu. Ta muốn giết ngươi, chỉ đơn giản như vậy. Giọng Úy Thiên Hổ vô cùng phách lối, bá đạo, căn bản không để người ở đây vào mắt. Trường kiếm rút ra, trực tiếp xé Bách Lý Văn Phong thành mảnh vụn. Nhị đệ, Bách Lý Cuồng Phong gầm thét, huyết đao thét dài, đao khí vô tận tàn phá bừa bãi, mặc dù chỉ là chiến vương cảnh trung kỳ, nhưng hắn bắt đầu điên lên, chiến lực tấn thăng, trực tiếp áp bức chiến vương hậu kỳ. Phẫn nộ sao, đây chính là kết cục khi các ngươi đắc tội Úy Thiên Hổ ta. Thần sắc Úy Thiên Hổ vô cùng lạnh lẽo, sau đó hất tay, người phía sau hắn nhao nhao xông ra, đánh về phía Bách Lý Cuồng Phong. Trong đám người, có một thân ảnh không lộ ra, một thân nam trang có cách ăn mặc. Dáng người vô cùng tiểu xảo, sắc mặt phấn trắng, trường kiếm trong tay hơi hơi nắm chặt, tựa như cũng chuẩn bị xuất thủ. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, tất nhiên có thể nhận ra người này, không phải chính là kiếm vương triều Tam Dạ Cố Vũ hề sao? Nàng vậy mà cũng tới tham gia khảo hạch chiến hồn học viện. Hơn nữa trên người hắn tản ra một cỗ khí tức cực kỳ không ổn định, vô cùng bất phàm. Hô, đang lúc Cố Vũ hề chuẩn bị xuất thủ. Một đạo hắc ảnh xẹt qua hư không, một ánh sáng huyết sắc trong hư không nở rộ, giống như một vầng huyết nguyệt, quét ngang mà ra. Phốc phốc, một đạo huyết kiếm bắn về phía hư không, mấy người đế minh bị chặn ngang chặt đứt, ngã trên mặt đất trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Ngươi là ai? Trong mắt Úy Thiên Hổ lóe lên một tia kinh khủng, hắn cũng không nghĩ đến, trong đám người vậy mà ẩn giấu một nhân vật cường đại như thế. Ảnh Phong, bóng đen nhàn nhạt mở miệng. Trong đôi tròng mắt hắc bào kia hiện ra tia âm u. Ảnh Phong, nghe được hai chữ này, Trần Phong, Bạch Vũ cùng Bách Lý Cuồng Phong ba người thần sắc khẽ động, trong mắt cũng lộ ra vẻ khó tin. Năm đó Ảnh Phong xếp hàng thứ hai trong Hoàng Thành Thập Tú, chưa bao giờ có người nhìn thấy Ảnh Phong chân chính xuất thủ, mấy người cũng không nghĩ đến, Ảnh Phong vẫn bá đạo cùng cường thế như thế. Các hạ thực lực cao siêu, không cần lội vũng nước đục này, người có thể thông qua, thế nào? Úy Thiên Hổ giờ phút này cũng không dám cùng Ảnh Phong giao phong, hắn từ trên người Ảnh Phong cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm, người này tuyệt đối là một nhân vật lợi hại. Chỉ cần hiện tại hắn không nhúng tay vào, tiến vào chiến hồn học viện, Úy Thiên Hổ tất nhiên có vô số phương pháp giết chết hắn. Nghe ngữ khí ngươi, ta còn phải cảm tạ ngươi để cho ta thông qua. Ảnh Phong thản nhiên nói, lộ ra một hàm răng trắng như tuyết, khiến người ta tim mật phát lạnh. Chúng ta là người đế minh, ngươi chẳng lẽ muốn đối địch với đế minh hay sao? Thần sắc Úy Thiên Hổ lạnh lẽo, hắn thấy để ngươi thông qua đã là nể mặt ngươi rồi. Ngươi thực lực tuy mạnh, nhưng mà tuyệt đối không dám giết tất cả mọi người chúng ta, lửa giận đế minh tuyệt đối không phải một mình ngươi có thể chịu nổi. Không phải ta muốn đối địch với đế minh, mà là các ngươi đối địch với ta. Huống chi, ta muốn giết ngươi chỉ đơn giản như vậy. Ảnh Phong thần tình lạnh lùng. Trả lại nguyên vẹn lời của Úy Thiên Hổ.
Tử thần liêm đao đang nằm trong tay, phía trên còn nhỏ xuống vài vết máu, nhìn qua mà thấy giật mình. Hắn không phí lời nữa, nhanh chóng hướng về Úy Thiên Hổ, đám người chỉ thấy một đạo hắc ảnh đang nhanh chóng xuyên qua. Ngươi đã tự tìm cái chết, vậy ta thành toàn ngươi. Úy Thiên Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay vung lên, tất cả mọi người phía sau hắn xuất thủ, đánh về ảnh phong. A à, ảnh phong nhe răng cười một tiếng, tử thần liêm đao lóe ra hàn mang vô cùng đáng sợ, xích sắt vang lên ầm ầm tại hư không. Hắn xuất thủ cực kỳ vô tình, chiến kỹ không có bất kỳ mánh khóe gì, chỉ hoàn toàn là để giết chóc. Những nơi hắn đi qua, một màn mưa máu, phàm là người xuất thủ với hắn, tất cả đều một kích chí mạng. Tất cả đám người đều bị thực lực ảnh phong dọa cho chấn kinh, người này tối đa cũng chỉ là tu sĩ chiến vương hậu kỳ, làm sao có thể cường đại như thế, chiến vương trung kỳ trong tay hắn đều không có sức đánh trả. Đều là phế vật, thần sắc Úy Thiên Hổ vô cùng băng lãnh, lách mình đánh về phía ảnh phong, con người lạnh lẽo chuyển hướng sang người vương đạo minh cách đó không xa, hướng về một thanh niên lam bào cầm đầu phẫn nộ quát, biện thái, các ngươi còn không mau xuất thủ. Biến thái. Nghe được hai chữ này, khóe miệng đám người giật một cái, tử vong liêm đao trong tay ảnh phong cũng hơi chậm lại. Nơi xa nam tử lam bào sắc mặt đỏ bừng, khó chịu tựa như ăn phải chuột chết, cái tên biện thái này sớm đã trở thành một sỉ nhục lớn với hắn. Nếu là bình thường có ai dám gọi như vậy, hắn sẽ trực tiếp nổi giận, thế nhưng đối với Úy Thiên Hổ, hắn đành phải đem phẫn nộ này giấu ở trong lòng. Cũng không phải bởi vì hắn e ngại Úy Thiên Hổ. Mà là sợ hãi Úy Thiên Lang, có thể trở thành thủ hạ đệ nhất chiến tướng ngoại viện của Nam Cung Thiên Giật, thực lực và địa vị Úy Thiên Lang, hắn thật không thể so. Giết bọn hắn, biện thái đành phải đem lửa giận phát ở trên người bọn ảnh phong. Người vương đạo minh nghe vậy, cũng không chần chờ nữa, nhao nhao xuất thủ. Bọn hắn mặc dù cũng là tu sĩ mới tham gia khảo hạch, nhưng sớm đã gia nhập vương đạo minh. Thực chất bên trong cảm thấy đẳng cấp bản thân cao hơn những người khác. Ảnh phong bọn hắn đến người đế minh cũng không để vào mắt, qua một lúc có lẽ cũng sẽ chống đối người vương đạo minh, còn không bằng cùng người đế minh liên thủ giải quyết bọn hắn. Thuận tiện uy hiếp một chút những người khác, để bọn hắn hiểu rõ, kết quả của việc đối địch cùng vương đạo minh và đế minh. Những người khác bị dọa đến nhao nhao lui lại, phía sau bọn hắn không có chỗ dựa nào, nào dám đắc tội người vương đạo minh cùng đế minh. Ở chiến hồn học viện, mặc dù đồng minh vô số, nhưng là đồng minh khác ở trước mặt hai đại đồng minh này thì cả tư cách gãi ngứa cũng không có. Trừ phi gia nhập phong minh, mới có thể không sợ đế minh cùng vương đạo minh. Bởi vì phong minh mới là đệ nhất thế lực chiến hồn học viện, chỉ là muốn gia nhập phong minh quá mức gian nan, nhất định phải lĩnh ngộ tam trọng phong thế, chỉ một điểm này đã ngăn phần lớn số người ra ngoài cửa. Vương đạo minh cùng đế minh đã phách lối đến cấp độ này sao? Nơi xa con người Tiêu Phàm biến thành băng lạnh, đạp chân xuống, hóa thành một vệt sáng hướng về hẻm núi phóng đi. Giờ phút này, Trần Phong, Bạch Vũ cùng Bách Lý Cuồng Phong bị 5-6 người vây công, máu me khắp người. Mấy người ở Tuyết Nguyệt Hoàng Triều cũng xem như nhất đỉnh thiên tài, nhưng mà đến nơi này chỉ có thể coi là tầng lớp trung đẳng. Phàm là người tham gia khảo hạch chiến hồn học viện. Đều là tu sĩ đến từ vương triều cùng hoàng triều cấp dưới của đại ly đế triều, chỉ tính hoàng triều thì có 9 cái, vương triều có đến trên 100. Trần Phong, Bách Lý Cuồng Phong, các ngươi đi trước. Bạch Vũ vừa đánh vừa lui, đỉnh đầu hắn hiện lên một hư ảnh chuôi trường kiếm màu xanh, quang mang phát ra giống như vầng trăng uốn cong trong ánh sáng thanh sắc, lộ ra một cỗ phong mang. Thất phẩm chiến hồn thanh nguyệt kiếm sao? Đáng tiếc, hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này. Hai người đối diện ra sức công sát, đỉnh đầu cũng hiện ra chiến hồn. Phốc phốc, từng đạo kiếm mang cắt vào thân thể Bạch Vũ, máu tươi bắn ra, mặc dù hắn nắm giữ thất phẩm chiến hồn, nhưng thực lực hai người đối diện cũng không yếu. Có thể đến tham gia khảo hạch chiến hồn học viện, ai mà không nắm giữ chiến hồn lục phẩm trở lên, chỉ có bát phẩm chiến hồn tương đối thưa thớt mà thôi, thất phẩm chiến hồn coi như là thường thấy nhất. Mặc dù nói nắm giữ thất phẩm chiến hồn rất có thể trở thành cường giả chiến hoàng, nhưng mà phần lớn người đều sẽ chết trên con đường tu luyện, căn bản không cơ hội đạt tới đỉnh phong. Bằng không, cường giả chiến hoàng Ly Hỏa Đế Đô sớm đã đi đầy đường. Nắm giữ thất phẩm chiến hồn, chỉ có thể nói có hy vọng rất lớn trở thành chiến hoàng, nhưng cũng không phải là nhất định có thể đạt tới cấp bậc kia. Chết đi,
một đạo kiếm mang sắc bén chém về Bạch Vũ, hư không truyền ra một thanh âm kiếm rít bén nhọn. Bạch Vũ, Trần Phong cùng Bách Lý Cuồng Phong kêu to, đáng tiếc, hai người cũng bị cuốn lấy, căn bản không thoát thân ra được. Hơn nữa, hai người bị thương rất nặng, cho dù xuất thủ cũng không cứu được Bạch Vũ. Nơi xa đám người lắc đầu, bọn hắn thấy Bạch Vũ đã là một người chết. Không có người đồng tình hay thương hại, đối đầu với Đế Minh liền đã định trước kết cục tử vong, không ai có thể cứu bọn hắn. Phốc, một cái đầu lâu ném ra, máu tươi cuồn cuộn bắn ra hư không, một cỗ thi thể trực tiếp ngã ngửa lại vào bên trong vũng máu. Cái này, đám người kinh ngạc nhìn cỗ thi thể kia, người chết không phải là Bạch Vũ sao? Làm sao lại là người Đế Minh? Đến cả Bạch Vũ cũng kinh ngạc không thôi, cảm nhận toàn thân một chút, phát hiện mình quả thật không có vết thương chí mạng nào. Lúc đám người lấy lại tinh thần, lại phát hiện một thân ảnh áo bào đen đứng ở cách Bạch Vũ không xa. Đám người mặc dù không thấy được là ai xuất thủ, nhưng đoán được ra. Chỉ có thân ảnh áo bào đen kia cách Bạch Vũ gần nhất, ngoài hắn xuất thủ thì còn là ai? Tiểu tử, ngươi dám đối địch với Đế Minh ta, giết chết người Đế Minh ta. Cho tới bây giờ không ai có thể sống sót. Úy Thiên Hổ giận dữ hét. À, có vẻ như trước kia ta cũng giết không ít. Thanh niên hắc bào cười nhạt một cái nói, ở giữa đưa tay, một đạo kiếm chỉ bắn ra, trong nháy mắt xuyên qua đầu mấy người. Sáu tu sĩ Đế Minh vây giết Bạch Vũ, Trần Phong cùng Bách Lý Cuồng Phong, tất cả đều mất mạng. Hiện trường câm như hến, tất cả mọi người kinh hãi nhìn thân ảnh áo bào đen, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Một đạo hồn lực chi kiếm vậy mà tùy tiện chém giết sáu chiến vương, đây là chiến lực hạng nào? Tu sĩ Vương Đạo Minh cùng Đế Minh cùng Ảnh Phong chiến đấu cũng trong nháy mắt ngừng lại, tất cả đều bị thực lực thân ảnh áo bào đen làm cho chấn kinh. Đưa tay một cái diệt sáu chiến vương, trong đó còn có bốn chiến vương trung kỳ, dù là Úy Thiên Hổ hắn cùng Biện Thái cũng không làm được. Ngươi là ai? Úy Thiên Hổ từ trong kẽ răng gạt ra một câu, sát cơ lộ ra. Tiêu Phàm. Thân ảnh áo bào đen cười nhạt một tiếng, lộ ra một hàm răng trắng như tuyết. Tiêu Phàm, nghe được cái tên này, rất nhiều người hít một hơi lạnh, Úy Thiên Hổ cùng Biện Thái hai người cũng có phần không bình tĩnh. Lúc trước Tiêu Phàm đã giết không ít Đế Minh tu sĩ, chiến vương cảnh đỉnh Phong Lâm Tiêu cũng chết ở trên tay hắn. Hơn nữa, Tiêu Phàm cùng Phó Minh Chủ Vương Đạo Minh Ninh chiết chiến không phân trên dưới. Đương nhiên, điều này cũng không phải chủ yếu nhất là Tiêu Phàm từng giết chiến hoàng cảnh trung kỳ Tần Đao, chỉ bằng điểm này liền khiến rất nhiều tu sĩ nhìn mà phát khiếp. Với thực lực gia hỏa này đã sớm thông qua khảo hạch mới đúng, làm sao còn ở chỗ này? Hai người Úy Thiên Hổ cùng Biện Thái trong lòng khuất tất, bản thân làm sao xui xẻo như vậy chứ? Đế Minh ta muốn giết bọn hắn, liên quan gì đến ngươi? Úy Thiên Hổ khẽ cắn môi, hắn cũng biết Tiêu Phàm đáng sợ. Vội vàng thu liễm sát khí. Ta muốn giết bọn hắn, chỉ đơn giản như vậy. Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười một tiếng. Ngươi, sắc mặt Úy Thiên Hổ lạnh lẽo vô cùng, lời này trước đó là hắn nói cho Bách Lý Văn Phong nghe, mới vừa nghe được Ảnh Phong nói lại một lần, hắn đã lên cơn giận dữ. Bây giờ nghe Tiêu Phàm lặp lại lần nữa, Úy Thiên Hổ thiếu chút nữa thì đến bùng nổ. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy nụ cười trên mặt Tiêu Phàm, đành cưỡng ép đè nén lửa giận trong lòng xuống. Đây gọi là tự lấy đá đập chân mình, Úy Thiên Hổ hắn có thể phách lối trước mặt tu sĩ khác, nhưng ở trước mặt Tiêu Phàm, một cái rắm cũng không thả ra được. Ngươi muốn động thủ, cho ngươi một cơ hội. Tiêu Phàm thản nhiên nói, con ngươi chậm rãi biến băng lạnh. Thần sắc Úy Thiên Hổ cứng lại, bị dọa đến lui ra phía sau mấy bước, động thủ cùng Tiêu Phàm, trừ phi lão thọ tinh của mình mạng lớn. Chúng ta đi thôi. Tiêu Phàm nói, mang theo mấy người Ảnh Phong đi về hướng hẻm núi. Tiêu Phàm, xin mang chúng ta đi. Trong đám người có người hét lớn. Tiêu Phàm chậm rãi quay người, nhìn một số người liếc mắt, thần sắc vô cùng lạnh lùng, vừa rồi lúc bọn hắn xuất thủ, các ngươi đang làm cái gì? Nếu như vừa rồi các ngươi cùng xuất thủ, thì ai có thể ngăn được các ngươi, đoán chừng cũng sớm đã thông qua khảo hạch. Hiện tại đi cầu xin ta. Các ngươi không cảm thấy buồn cười à? Ngừng lại một chút, Tiêu Phàm lại nói, huống chi, các ngươi có thể thông qua khảo hạch hay không, có liên can gì đến ta? Dứt lời, Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại liền nghênh ngang rời đi. Gạch nối,
Nhìn thấy Tiêu Phàm rời đi, những người còn lại trên mặt lộ vẻ khó coi, trong lòng bọn hắn xấu hổ không thôi, nhưng nhiều hơn là hối hận, nếu như bản thân đám người sớm xuất thủ một chút, có lẽ thực đã thông qua khảo hạch. Người Đế Minh cùng Vương Đạo Minh mặc dù không ít, nhưng mà những người bọn hắn càng nhiều hơn, dù không địch lại, vượt qua vẫn rất đơn giản. Hôm nay, các ngươi một người cũng đừng hòng thông qua khảo hạch. Úy Thiên Hổ giận dữ hét, trong lòng phẫn nộ vô cùng, đành phải chuyển rời sang những tu sĩ khảo hạch. Đám người nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, không ít người hung tính đại phát, cấp tốc hướng về phía hẻm núi phóng đi. Người Đế Minh cùng Vương Đạo Minh thì thế nào, ngăn không được nhiều người chúng ta như vậy, toàn bộ chiến hồn học viện cũng không chỉ có Đế Minh cùng Vương Đạo Minh bọn hắn. Không sai, giết hắn mở ra một con đường máu, cùng lắm là liều cùng bọn hắn. GTTT, rất nhiều người vô cùng phẫn nộ, nhao nhao xuất thủ, tựa như quên đi e ngại. Vừa rồi Tiêu Phàm cho bọn hắn một bài học, Đế Minh cùng Vương Đạo Minh thì thế nào, chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh, không ai có thể xem thường ngươi. Bọn hắn mặc dù không đủ thực lực, nhưng cũng may có nhiều người hơn 800 người, đi tới nơi này đã có 300-400 người, mà Vương Đạo Minh cùng Đế Minh không đến 600-700 người, có gì phải sợ chứ? Nếu như bị người Đế Minh cùng Vương Đạo Minh mang thù, không chừng gia nhập đồng minh khác, cun cút đuôi lại là được. Huống chi, hiện tại nhiều người như vậy đồng thời cùng xuất thủ, luật pháp không trách được quần chúng, người Đế Minh cùng Vương Đạo Minh căn bản không ngăn được nhiều như vậy. Khốn kiếp, Úy Thiên Hổ phẫn nộ giống to, nhưng mà thời điểm này ai cũng không dưới hắn, đám người điên cuồng dũng mãnh lao tới. Hồn thú phía xa kéo dài, giờ này còn không trốn. Đợi đến lúc hồn thú đuổi theo thì càng thêm phiền phức. Mấy trăm người đồng thời công kích, thanh thế cuồn cuộn, người Đế Minh cùng Vương Đạo Minh mắt trợn tròn, bọn hắn không nghĩ đến những người này thực có can đảm không thèm để mắt tới bọn hắn. Nơi xa, mấy người Tiêu Phàm xem động tĩnh phía sau. Trên mặt Bạch Vũ, Bách Lý Cuồng Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn điên rồi. Ngược lại thần sắc Trần Phong khá bình tĩnh, chậm chạp nói, Đế Minh cùng Vương Đạo Minh cũng không có gì hơn. Chỉ ỷ người đông thế mạnh mà thôi, sớm đã nên như vậy. Đi thôi. Tiêu Phàm tựa như sớm đã đoán được, thần sắc không hề bận tâm. Nếu những người này đến một chút dũng khí cũng không có, cũng không đáng để tiến vào chiến hồn học viện. Rất nhanh, mấy người xuyên qua hẻm núi, cửa sắt to lớn tiến vào đại môn lóe lên trong tầm mắt. Cửa sắt mở ra, bên ngoài vài trưởng lão đứng đấy, Mộ Thần Phong, Hướng Vinh đủ các loại cảnh giới. Khi thấy Tiêu Phàm, Hướng Vinh vội vàng chào đón, thần sắc vô cùng khách khí, điều này khiến đám người Mộ Thần Phong cau mày một cái, trong mắt lóe lên một vẻ không thích. Hướng lão, Tiêu Phàm vững vàng cười nói, sao lâu như vậy mới ra ngoài? Hướng Vinh mặc dù rất tin tưởng thực lực Tiêu Phàm, nhưng mà vẫn là sợ hắn xuất hiện điều gì ngoài ý muốn. Thấy cảnh sắc bên trong chiến viên không tệ, đi dạo một vòng. Tiêu Phàm cười nói, vòng khảo hạch thứ ba này với hắn mà nói căn bản không có nhiều khó khăn. Người phía sau chạy tới nghe thấy vậy, khóe miệng giật một cái. Tiêu Phàm này cố ý khoe khoang sao? Có điều nghĩ đến thực lực Tiêu Phàm, đám người lại không còn gì để nói. Bọn hắn rất nhiều người cửu tử nhất sinh ở trong chiến viên, Tiêu Phàm lại coi như thư giãn. Người thông qua khảo hạch đến bên này đăng ký. Thanh âm Mộ Thần Phong lạnh lùng vang lên. Ai nguyện ý gia nhập linh điện, đến bên này đăng ký. Hướng Vinh cũng không chịu lạc hậu, liếc hai trưởng lão bên cạnh một cái. Ai gia nhập linh điện chính là người ngu. Linh điện tài nguyên tu luyện ít đến đáng thương, đến công pháp hối đoái và chiến kỹ cũng rất ít. Lúc này, một thanh âm âm dương quái khí vang lên, người nói chuyện lại là Úy Thiên Hổ. Bọn hắn tự biết ngăn không được các tu sĩ khác nên liền dứt khoát đi ra, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm mang theo một tia âm độc. Thiên Hổ, người rốt cục cũng đến, huynh trưởng ngươi đã chờ ngươi rất lâu. Mộ Thần Phong đột nhiên cười lên. Mộ trưởng lão khách khí. Úy Thiên Hổ hơi hơi thi lễ, khó nén vẻ đắc ý trong lòng. Được Mộ Thần Phong coi trọng như thế, nhìn khắp người thế hệ khảo hạch này cũng gần như không có. Hướng Vinh cau mày một cái, trong mắt lóe lên một tia không thích, Mộ Thần Phong cùng Úy Thiên Hổ kẻ sướng người họa, không phải muốn để cho linh điện không tuyển được học viên sao? Hướng lão, ta tới đăng ký. Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng nói. Được,
Bên này, Hướng Vinh trên mặt trong nháy mắt chứa đầy nét cười. Vừa rồi ta nói ai gia nhập linh điện, người đó chính là kẻ ngu, xem ra còn có người cam tâm tình nguyện làm đồ đần đi. Úy Thiên Hổ đột nhiên cười ha ha, thực lực không phải đối thủ Tiêu Phàm, nhưng mồm mép lại không vừa. Có ít người đến đồ đần cũng không bằng, nếu là ta sẽ tìm khối đậu hũ đâm đầu vào cho đến chết. Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười nói. Ngươi, Úy Thiên Hổ vô cùng phẫn nộ, nhe răng nói, Tiêu Phàm, ngươi thật có bản lĩnh. Từ hôm nay, Phàm là người đứng cùng chỗ với Tiêu Phàm, sẽ chính là kẻ địch của đế minh ta. Ta cũng gia nhập linh điện. Đột nhiên, Ảnh Phong mở miệng nói. Còn có ta. Tính cả ta nữa, ta cũng gia nhập. Trần Phong cùng Bạch Vũ hai người không chút do dự mở miệng. Bách Lý Cuồng Phong trần chờ, lúc này cũng đi đến bên người Tiêu Phàm. Sắc mặt Úy Thiên Hổ đỏ bừng, giống như bị người ta tát một cái trên mặt, đau rát. Được, được lắm, là các ngươi tự tìm cái chết. Úy Thiên Hổ cười gằn nói. Vừa rồi không giết ngươi. Xem ra ngươi đã quên giáo huấn. Nụ cười trên mặt Tiêu Phàm trong nháy mắt ngưng kết, sát khí đáng sợ lan tràn ra. Ngươi muốn ở chỗ này động thủ? Mộ Thần Phong lông mày nhíu lại, tức giận nói. Mộ Thần Phong, Tiêu Phàm là người linh điện ta, ngươi không quản được. Huống chi, học viên chiến hồn học viện vốn có thể tỉ thí với nhau. Hướng Vinh trước tiên đứng về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm gia nhập linh điện khiến hắn như nhặt được vàng. Hắn tin tưởng, có Tiêu Phàm gia nhập, linh điện tuyệt đối sẽ không giống bình thường. Hay cho một cái linh điện, qua một thời gian, Huyền Cung ta sẽ tìm các ngươi luận bàn. Mộ Thần Phong híp hai mắt nói, trong mắt là vẻ khinh thường. Hừ, Hướng Vinh hừ lạnh một tiếng, không nói cái gì. Ánh mắt Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái, linh điện sẽ không chịu nổi như vậy chứ. Nếu là Tiêu Phàm hắn, khẩu khí tuyệt đối không nhẫn nhịn, trực tiếp liền động thủ. Nhưng Hướng Vinh cũng không dám, điểm này đủ để chứng minh linh điện không thể so sánh với Huyền Cung. Thông qua tầng thứ hai Huyễn Hồn Tháp, có thể gia nhập Huyền Cung. Nụ cười trên mặt Mộ Thần Phong tràn đầy đắc ý. Vừa dứt lời, rất nhiều người không chút do dự hướng về phía Huyền Cung, những người khác ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ, bọn hắn cũng rất muốn gia nhập Huyền Cung, nhưng lại không có tư cách. Cuối cùng, hơn 400 người thông qua khảo hạch. Có hơn 200 người gia nhập Huyền Cung, còn lại gần 200 người gia nhập Linh Điện. Tại sao ta cảm giác Linh Điện toàn thu đồ rác rưởi? Tiêu Phàm trong lòng thầm nhủ nói. Không chỉ Tiêu Phàm hắn nghĩ như vậy, những người khác cũng có thể nhìn ra điểm dị thường. Người Huyền Cung không muốn, đều gia nhập Linh Điện, đây không phải toàn thu rách dưới thì là cái gì? Khó trách Linh Điện không bằng Huyền Cung, lúc đầu đã thua ở điểm xuất phát, làm sao có thể so với Huyền Cung được? Tất cả mọi người linh điện đi theo ta. Trong mắt Hướng Vinh lóe lên một tia bất đắc dĩ, nhìn về phía tất cả mọi người quát khẽ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 20.